bố bốn phía tuyển qua là 10 cái cự đại thạch trụ. Thạch trụ này không biết do loại tài liệu nào chế tạo thành, tự kim phi kim, tự mộc phi mộc, có thể nửa nổi nửa chìm, đứng bất động trong nước biển. Trên thạch trụ bắn ra đạo đạo nhũ bạch sắc linh quang, vừa đủ hình thành một tầng bạch sắc quang mạc, hoàn toàn phong ấn đại tuyển qua. Hàn lập huyền phù trên không, hai mắt nheo lại đánh giá phong ấn, không nói một lời. Hàn tiền bối, người xem phong ấn này vẫn hoàn hảo, không có gì tổn hao phải chăng tiền bối đã nghe lầm tin tức, hơn nữa tu sĩ thất đảo của chúng ta vẫn canh giữ ở xung quanh, tuyệt không có một phút lơi lỏng. Ở phía sau Hàn Lập, có bảy tám danh tu sĩ đứng, trong đó có một gã kết đan kỳ mặc hồng bào đang cẩn thận hỏi, xem ra đã biết lai lịch của Hàn Lập. Mà đám trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại, biết thân phận thúc thủ đứng chờ ở xa, không ai dám thở mạnh. Hừ, lẻn vào không làm cho tổn thương phong ấn, riêng ta cũng đã có năm sáu phương pháp. Về phần các ngươi đi tuần không phát hiện cũng là chuyện đương nhiên Hàn Lập không quay đầu lại, lãnh đạm nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, không bao tu sĩ chỉ có thể đứng cười khổ mà thôi. Lát nữa, đệ tử Lạc Vân Tông của ta sẽ bày ra một tòa trận pháp lâm thời, tạm thời khống chế cửa vào. Xích liên tông các ngươi có thể phối hợp giúp một tay. Không có vấn đề gì chứ, thanh âm Hàn Lập phát lạnh nói. Không có vấn đề, tiền bối, người thật sự muốn đi vào trong phòng ấn không bao tu sĩ nghe ra vài phần ý tứ của hàn lập không khỏi kinh nghi hỏi tự nhiên ta phải tiến nhập mạo uyên một chuyến nếu không ta đến đây làm gì bây giờ là thời điểm ma khí bị áp chế cực điểm cũng là thời cơ tốt nhất để tiến vào hàn lập nói không chút do dự lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung hiện tại đã vào chính ngọ thái dương ở trên cao cực nóng có vẻ đáng chú ý dị thương không bao tu sĩ cũng ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trói mắt trên mặt lộ ra biểu tình giật mình tốt lắm các người tự xử lý cho tốt đi. Ta đi xuống trước đây hàn lập không chỉ hoãn nữa, tay áo bảo run lên, một đoàn tam sắc quang diễm xuất hiện trong tay hóa thành một cây tam sắc vũ phiến. Lập tức chỉ thấy hàn lập nhẹ nhàng vung quạt lên, phù văn trên mặt phiến mạnh mẽ xuất hiện, một tầng tam sắc hỏa diễm phù hiện ở trên bề mặt của cây quạt. Thân hình hàn lập nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thanh hồng vào tới bạch sắc quang mạc, đồng thời cây quạt trong tay nhắm quang mạc quạt một cái. Một tiếng oanh vang lên thật lớn, tam diễm phiến giống như một thanh hỏa nhận vô cùng sắc bén tam sắc quang diễm dễ dàng khoan vào bạch sắc quang mạc tạo thành một cái khe cỡ một trường bên trong cái khe tối đen như mực ma khí quay cuồng muốn tuôn trào ra bên ngoài không bao tu sĩ thấy cảnh này biến sắc còn các chúc cơ kỳ tu sĩ không cầm lòng được kinh hô lên tay kia của hàn lập đã sớm có chuẩn bị hung hăng phất tay áo một cái nhất thời một cỗ thanh lẫm hào quang cuồng giải quét tới trong nháy mắt đã dùng linh áp cường đại cường ngạnh đè ép ma khí xuống linh quang chợt lóe hàn lập liền bắn vào bên trong ma uyên mà nhũ bạch sắc phong ấn nhanh chóng di hợp liền lại như ban đầu một tia ma khí cũng không có lọt ra lúc này hồng bào tu sĩ mới thả lỏng trong lòng tự diếu đối phương chính là thiên nam đệ nhất đại tu sĩ mình cũng không nên kinh hãi mới phải nhưng vào thời khắc này bỗng nhiên một gã trúc cơ kỳ tu sĩ đứng phía sau hô to lên sư bá người xem hồng bào tu sĩ ngẩn ra vội uốn đầu nhìn xem chuyện gì chỉ thấy linh quang chấp động phía chân trời xa xa, lập tức có hơn 10 đạo độn quang hướng nơi này bắn nhanh đến. Là tu sĩ của Lạc Vân Tông, hàn tiền bối không có hư ngôn, chẳng lẽ thật sự có yêu ma lợi hại lẻn vào trong vạn trượng ma uyên. Không bao tu sĩ thì thào, mặt lộ ra vẻ phức tạp. Thân đã bị hắc ma khí bao phủ, trên thân hình hàn lập lóe ra kim hồ điện quang. Hắn đã kích phát ích tà thần lôi ngăn ngừa ma khí xâm thực. Trong tiếng oanh minh, Hàn Lập hướng vào chỗ sâu nhất của vạn trượng Ma Uyên đi xuống. Kim hồ điện và ma khí không ngừng đan lại với nhau, nhưng trong tiếng sấm thanh trầm thấp, ma khí không ngừng tán loạn tiêu thất. Hàn lập không quan tâm điều này, hai tay khắp quyết, một lần nữa thúc giục khẩu quyết bí thuật huyền mẫu hóa anh đại pháp. Một ngàn trượng, hai ngàn trượng, rồi ba nghìn, trong pháp quyết thúc giục không ngừng của hàn lập, thần thức xâm nhập ngày càng sâu vào ma uyên. Nhưng không có một phản ứng nào, sắc mặt hắn trở nên âm trầm lạnh lẽo. Khi thần thức đã đi sâu được bảy tám nghìn trượng, trong lòng hàn lập không ngăn được một ý nghĩ, chẳng lẽ hắn đã đoán sai, đệ nhị Nguyên Anh vẫn chưa tới nơi này mà đã tìm một nơi khác để tu luyện. Trong lòng đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, thân hình ngừng độn quang lại. Gương mặt hắn ngưng trọng dị thường, hai tay pháp quyết biến đổi, trong miệng truyền ra thanh âm chú ngữ trầm thấp, hai mắt lóe lên lam mang, nhìn chầm chầm không chấp vào phía dưới. Nhưng bỗng nhiên, sắc mặt hắn trở nên có vẻ kỳ quái, tựa hồ bộ dáng có chút không xác định. Do dự một chút, hắn bèn động thân, chính là lúc này đây, tựa hồ Hàn Lập đã rất rõ ràng mục tiêu, độn quang thẳng đến nơi đó. Sau khi rơi xuống không bao lâu, từ khoảng cách ba bốn trăm trượng truyền tới một tiếng động giống như tiếng giã thú gầm nhẹ. Hàn Lập mím môi, giảm độn tốc lại còn phân nửa, tam diễm phiến đang chuyển động quay tròn trong tay, lập tức bị năm ngón tay hắn nắm chặt giữ lại. La mang trong mắt Hàn Lập lại bắt đầu lóe lên, ngóng nhìn ma khí bên dưới, mắt cũng không chớp một cái. Lấy tu vi hiện tại của Hàn Lập, nếu thi triển toàn lực minh thanh linh mục, cho dù trong vạn trượng Ma Uyên cũng có thể nhìn xa được trăm trượng. Chính là ở xa thêm khoảng 50 trượng nữa, có cái gì đó mơ hồ không rõ đang chuyển động. Mà ở phía dưới khoảng trăm trượng, có một nhân ảnh cao lớn dị thường đang dương tay đánh lên trời, miệng hét điên cuồng. Khi linh mục của Hàn Lập quét tới, vừa lúc tiếp xúc với hai con mắt đỏ quạch của nhân ảnh. chương 1183, Ma Hóa, trong đôi mắt đỏ quạch tràn đầy ý bạo ngược, căn bản không phải là mắt của người bình thường mà giống như con mắt của một con dã thú tràn ngập sát ý điên cuồng. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh quay ngược lại, đang kinh nghi không biết có phải chính mình là mục tiêu của đối phương, thì bóng đen kia rú lên, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên ở trong ma khí liền biến mất. Thân sắc của Hàn Lập trở động, cũng không hoảng sợ, tay áo bảo run lên. Một cái ngân sắc thuẫn bài xuất hiện, tùy thời hóa thành một ngân sắc quang mạc, đem chính mình bao vào trong đó. Mà ngay tại thời điểm hắn làm xong vòng bảo hộ, thì ở sau lưng, ma khí liền một trận quay cuồng, một cánh tay đen thui phủ đầy lông thô, nhanh như chớp chộp vào ngân sắc quang mạc. Một tiếng oanh, vang thật lớn, ma chảo xâm nhập vào trong quang mạc chừng nửa thước thì dừng lại. Hàn Lập chỉ cảm thấy quang mạc phòng hộ có một trận hoảng loạn, đồng thời một cỗ đại cự lực trực tiếp truyền tới. Hắn khẽ biến sắc, cước bộ nhất động, thân hình thoáng lui về sau hai bước nhỏ, mới có thể hóa giải cỗ cự lực này trùng kích. Nhưng tay hắn đồng thời nhoáng lên, một cây trường kiếm màu vàng liền quỷ dị hiện ra trong tay, cũng không quay đầu lại, chém ngược ra sau một nhát. Kim quang lóe lên, nửa cánh tay đen đầy lông đã bị nhát chém này cắt đứt, rơi xuống. Bóng đen giống to một tiếng, thân hình lui về sau mấy bước, mới trụ vững lại. Nhưng đôi mắt đỏ vẫn tiếp tục nhìn Hàn Lập tràn đầy sự hung tợn. Quả nhiên là ngươi, nhưng có vẻ quán thể đã bất thành, bị ma hóa, thần chí đã bị lạc lúc này Hàn Lập mới xoay người lại, cẩn thận đánh giá bóng đen vài lần, đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Giờ phút này bóng đen chỉ cách hắn 10 trượt, tự nhiên hắn quan sát được rõ ràng đối phương. Thoạt nhìn thì đối phương vẫn là có bộ dáng đại khái của thiên sát ma thi, nhưng hắc bào trên người chỉ còn phân nửa, lộ ra thi mau thật dài. Mà tại các bộ vị yếu hại có hắc giáp phiến cỡ quyền đầu che đậy, chấp động âm hàn quang mang. Gương mặt bị một tầng hắc khí nhàn nhạt, nhạt bao lại, mơ hồ bên trong là ngũ quan vặn vẹo dị thường, thập phần dữ tợn. Cánh tay của ma thi bị hắn chém rụng, nhưng ngay tại miệng vết thương hoàn toàn không có một giọt máu dường như trong cơ thể không có máu tươi trong miệng nó phát ra tiếng giống trầm thấp nhìn chằm chằm kim kiếm trong tay hàn lập nhưng cũng không có đánh tiếp hiển nhiên cú chém vừa rồi của hàn lập đã làm cho nó kiên kỵ cho nên tuy rằng tâm thì hận không thể xé xác đối phương ra từng mảnh nhưng bản năng thì bảo dừng bên hông nó có một cái túi giống như túi chữ vật tay không có đeo găng đang lục lạo không biết sẽ lấy ra bảo vật gì để đối phó bộ dáng xem ra vẫn còn chút linh trí nguyên lai like khi ở trong vạn trượng ma uyên chưa kịp chấn áp ma khí nên với trình độ cao siêu của đệ nhị nguyên anh cũng đã đoán trước bị ma hóa hơn nữa tâm thần nó lo nghĩ hàn lập tìm tới trong giai đoạn ma khí quán thể cuối cùng nhất thời nó nóng vội muốn quán chú ma khí nhanh hơn mặc dù đệ nhị nguyên anh có đại diễn quyết nhưng vì duyên cớ tập trung tu luyện huyền âm đại pháp nên chỉ mới tu luyện đại diễn quyết đến tầng thứ hai thần niệm của nó cố nhiên cường đại hơn một ít so với tu sĩ cùng giai nhưng chưa đủ để ngăn cản ma khí trong một thời gian dài Kết quả thân thể của ma thi thì thừa nhận được ma hóa nhưng Nguyên Anh lại không đủ sức ngăn cản ma khí xâm nhập, liền bị thất lạc tâm trí. Giờ phút này ma thi đã hoàn toàn trở thành trở thành vật chỉ biết giết chóc, hoạt động chủ yếu dựa trên bản năng của ma vật, tương tự như hành động của yêu thú chưa khai mở linh trí. Sau khi cẩn thận đánh giá xong, Hàn Lập đã thật sự xác định đối phương không còn thần trí, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, gác lại sự việc đáng buồn cười này. Hắn đã coi đối phương là mối đại họa tâm phúc, chuẩn bị thật đầy đủ để đến đây nhưng kết quả gặp phải này khiến hắn cũng không còn gì phải nói. chẳng qua đối mặt một đối thủ như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều, bắt đối phương sẽ không còn tốn nhiều sức lực. trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập không do dự nhấc một tay lên, một cây tam sắc vũ phiến hiện lên trong lòng bàn tay. đối phương đã không còn thần trí, tự nhiên hắn không cần phải khách khí, trực tiếp sử dụng tam diễm phiến cường ngạnh thiêu hủy thân thể đối phương. đệ nhị nguyên anh không còn thân thể thì chỉ còn nước bó tay chịu chói nhưng ngay khi tam diễm phiến xuất hiện tam sắc linh quang đột nhiên ma thi giống to lên xung quanh thân thể phát ra một trận ma phong trong dây lát ma khí tinh thuần liền hướng vào chỗ cụt tay ngưng tụ lại không ngừng biến ảo một màn bất khả tư nghị xuất hiện một cánh tay đen độc nhát vô nhị trong nháy mắt thành hình dường như trước kia chưa từng bị hàn lập chặt đứt bất diệt thân thể hàn lập liền ngẩn ra nhưng lập tức cười lạnh linh lực rót vào tam diễm phiến tăng thêm gấp đôi bất diệt thân thể thần thông tuy rằng hiếm thấy nhưng số con yêu thú có được thần thông này bị hắn giết chết không phải chỉ là một hai con chỉ cần dùng lực lượng thật cường đại đem phá hủy hoàn toàn đối phương tự nhiên đối phương không thể phục hồi lại được như cũ tiếng phượng kêu thanh thúy vang lên một con hỏa điểu lớn cỡ vài xích từ trong vũ phiến bay ra quanh thân vần quanh tam sắc phù văn nhắm ma thi lao thẳng tới ma khí ở tứ phía khi chạm vào tam sắc hỏa diễm liền lập tức hóa thành hư ảo thành thế cực kỳ kinh người Ma Thi ở đối diện cơ hồ cũng cảm thấy không ổn, nhưng nếu thần trí còn tỉnh táo thì tuyệt nhiên sẽ không dám đón đỡ một kích kinh người như vậy của Tam Diễm Phiến. Nhưng bây giờ Ma Thi đang đầy một bụng tức giận, liền giống to một tiếng, ma khí từ trong thân thể tuôn ra khiến cho ma khí ở phụ cận quay cuồng. Lập tức thân thể Ma Thi tăng vọt thêm một xích, tiếp theo nó há miệng phun ra một quang trụ đen như mực, nghênh đón Tam sắc hỏa diễm. Tiếng oanh nổ vang kinh thiên động địa, sâu thẳm trong ma uyên một vầng sáng tam sắc và một vầng hắc sắc đồng thời bạo phát. Các sắc màu lúc thì đan lại lúc thì tách ra, trong lúc nhất thời rằng co lẫn nhau. Di, Hàn Lập thấy tình hình như vậy, kêu lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Uy lực của tam diễm phiến cực kỳ to lớn, ngay cả nguyên anh hậu lì tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Mà yêu vật này chỉ vận dụng một bộ phận linh lực, chỉ bằng tu vi nguyên anh trung kỳ lại dám ngạnh kháng. Điều này thật sự ngoài dữ liệu của Hàn Lập, hắn nhìn tình hình đang diễn ra, hai mắt nheo lại. Vầng sáng tam sắc đột nhiên hiện lên một trận phù văn, cuối cùng vẫn áp chế vầng hắc sắc, sau đó dần dần thôn phệ, rồi cuồn cuộn thổi quét đến ma thi. Ma thi thấy tình hình như vậy, hung quang chợt lóe, lại đem ma khí ở phủ cận hút vào, há mồm tính phun ra tiếp hắc quang trụ. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, một tiếng sấm vang lên, sau lưng hắn hiện ra một đôi thanh bạch sắc vũ xí. Đây chính là hình dáng của phong lôi xí đã được hàn lập tế luyện lại lần hai chỉ thấy tay chân hắn không hề động đậy, hai cánh phía sau vỗ một cái, thân hình liền như một cỗ gió nhẹ thoảng biến mất trong không trung. Tiếp theo, sau lưng ma thi lóe lên thanh sắc điện hồ, hàn lập vô thanh vô tức hiện ra, đưa nắm tay nhắm chuẩn xác lưng của ma thi, đánh tới một kích. Một cử đại quyền đầu thanh quang lòe lòe hiện ra sau lưng ma thi, hung hăng đập tới. Phanh, ma thi không kịp đề phòng bị đánh văng ra ngoài, nhưng vừa đúng chui đầu vào tam sắc hỏa diễm đang bay tới. Lập tức bên trong hỏa diễm truyền ra tiếng Ma thi kêu thét cực kỳ điên cuồng, thân thể của nó lại toát ra nhiều cỗ hắc sắc ma khí muốn ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng Hàn Lập vẫn đứng yên thần sắc vô cảm, Ma thi bị tam sắc diễm bao phủ, đầu tiên là ma khí nhanh chóng bị hư hóa, rồi liền theo chỉ một nhịp hít thở, thân thể từ từ tan rã, bộ dáng căn bản không thể kiên trì được nữa. Tam sắc phù văn chợt lóe lên, đã hoàn toàn bao phủ Ma thi vào bên trong. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên hàn quang, tam diễm phiến trong tay xoay tròn chuẩn bị dập tắt tam sắc diếm bắt đệ nhị nguyên anh. Nhưng vào lúc này tam sắc quang mạc đột nhiên run lên, một đoàn huyết quang ở bên trong nổ mạnh, đục tam sắc quang mạc thủng một lỗ. Ngay lập tức hắc mang lóe lên, một đạo ô quang từ bên trong bắn ra, chớp lóe mấy cái, đã phi ra lên cao 30 trượng. Hàn Lập cả kinh ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong ô quang là một nguyên anh, toàn thân hắc lục, cầm trong tay một cái hắc sắc tiểu phiến. Chính thị là đệ nhị nguyên anh chứ còn ai khác nữa. Nguyên Anh này lạnh lùng quay đầu liếc Hàn Lập, ánh mắt trong suốt dị thường, bộ dáng thần trí đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều, hừ lạnh một tiếng, song xí sau lưng vỗ một cái, thân hình liền quỷ dị biến mất. Đệ nhị Nguyên Anh thấy vậy, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ném tiểu phiến trong tay xuống dưới, hai tay khắp quyết, hung hăng điểm một chỉ vào tiểu phiến. Cây phiến này chính là âm la phiến mà Hàn Lập đã sửa chữa năm xưa. Lúc này nó xoay tròn, bề mặt lóe lên hắc quang. Một tiếng phốc suy, vang lên, liền tự hành bạo liệt, sau tiếng nổ, vô số đạo hắc sắc quang ti phụt ra, tạo thành thiên la địa võng phía dưới chân Nguyên Anh, phạm vi bao phủ cỡ vài dặm. Đệ Nhị Nguyên Anh thét dài một tiếng, không quay đầu lại, lập tức hướng lên cao phá không bay đi. Mà tại ở phía dưới hắc võng, một đạo thanh hồ từ trong hư không bắn ra, quỷ dị hiện ra thân hình hàn lập. Hắn nhìn hắc sắc đại võng ở trên đầu, lại nhìn thoáng về phía Đệ Nhị Nguyên Anh cơ hồ đã biến mất, trong mắt hiện ra một tia băng hàn bỗng nhiên tay áo bào của hắn run lên, một đạo kim quang trói mắt chảm vào hắc ti nhưng hắc ti này chỉ nhoáng lên một cái, nhưng cũng không bị vỡ tan. Hàn lập nhướng mày, điểm vào kim quang một cái, nhất thời kim quang nhoáng lên, một tầng kim sắc điện hồ hiện lên trong kim quang, xoay một cái, kim quang lại tiếp tục chém xuống. Một tiếng oanh vang lớn, hắc phóng đã bị khoét ra một cái động thật lớn. Hàn lập không nói hai lời, động thân, hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua lỗ thủng tiếp tục truy theo đệ nhị nguyên anh. Cơ hồ cùng lúc đó, trên mặt biến chỗ cửa ra của vạn trượng Ma Uyên, có mười mấy tên tu sĩ đang vây quang một cái phong ấn ở phụ cận. Cả bọn chia thành nhiều đội cầm trong tay trận kỳ trận bàn. Sắc mặt cả bọn đều ngưng trọng, trận kỳ trận bàn trong tay tản ra linh quang các màu, bộ dáng muốn kích phát phong ấn. Đột nhiên bên trong bạch sắc quang mạc truyền ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một cây hắc cửa kiếm dài mấy trượng quỷ dị xuyên qua bạch sắc quang mạc, mở phong ấn thành một cái khe dài hơn 10 trường một đạo ô quang từ trong lỗ thủng bắn nhanh ra. chương 1184, Thu Anh, bầy trận, khuê hoán và phụ nhân đã sớm để ý động tĩnh của phong ấn, thấy tình cảnh này, cùng tề thanh phát ra mệnh lệnh. 36 đệ tử Lạc Vân Tông đồng thời cầm hướng về phong ấn ném các trận kỳ trận bàn trong tay vào không chung. Trong nhất thời, các khí cụ bầy trận đại phóng linh quang, tầng tầng ngũ sắc quang hà từ trong hư vô hiện lên, rồi áp xuống. Đoàn ô quang kia không kịp đề phòng, vừa cảm thấy ngũ sắc linh quang chấp lóe, đã bị quang hà như một cái túi, vây lại bên trong. Trong ô quang tự nhiên là đệ nhị Nguyên Anh, tại thời điểm nó bị hỏa diễm của tam diễm phiến bao phủ, bèn vội vàng theo bản năng kích phát tất cả ma khí đã quán thể ra ngoài, lấy bảo mệnh làm trọng. Tuy rằng ma khí bị hỏa diễm biến thành hư ảo, thậm chí ngay cả ma khu cũng bị luyện hóa hơn bán phần, nhưng đánh bậy đánh bạ như vậy lại vô tình giải trừ được ma hóa, trong nháy mắt Nguyên Anh đã khôi phục linh trí. Mà nó cũng may mắn có được trí nhớ lúc trước của Hàn Lập, ngay danh giới sinh tử, liền quyết đoán đầu tiên sử dụng ma khí tự bạo xích huyết kiếm phá khai tam sắc hỏa diễm sau đó lại sợ hàn lập dùng phong lôi xí đuổi theo liền cắn răng một cái lấy ra kiện âm la phiên đã được chữa trị rồi tự bảo luôn kiện này sức mạnh bạo phát của hai kiện bảo vật này tự nhiên không phải là nhỏ mà dưới tình huống hàn lập không đề phòng liền làm cho nó có một đường sinh cơ không coi hàn lập vào đâu bỏ chạy đi ra chẳng qua nó rất rõ ràng với loại thủ đoạn này tuyệt không thể ngăn cản được hàn lập lâu nên trong lòng đã sớm chú ý quyết định một khi độn ra khỏi Ma Uyên sẽ lập tức thi triển Nguyên Anh Thuấn di thuật chạy trốn đến một tòa đảo trong thất linh đảo. Để phòng ngừa vạn nhất, nó đã sớm bố trí một chỗ ẩn thân bí ẩn tại tòa đảo này. Thậm chí còn bày bố thêm vài bảo vật đặc thù và pháp trận ẩn giấu khí thức cực cao, tin tưởng tuyệt đối có thể giấu giếm được thần niệm của Hàn Lập, tranh thủ được thời gian để thở dốc. Nhưng đệ nhị nguyên anh tuyệt không nghĩ tới Hàn Lập thông thường thích hành động độc lập mà bây giờ triệu tập nhiều thấp sai tu sĩ ở ngoài phong ấn như vậy hơn nữa đã bố trí sẵn một cấm chế pháp trận có uy lực không nhỏ phong tỏa bên ngoài phong ấn chờ nó chui đầu vào lưới hiện tại đệ nhị nguyên anh bị nhốt trong quang hà tự nhiên kinh sợ dị thường bàn tay nhỏ bé của nó điên cuồng đánh không ngừng về bốn phía của quang hà từng ra từng đạo đạo hắc kiếm khí cuồng bạo chém ra nhưng ngũ sắc quang hà này lại có chút thần diệu tuy bị hắc kiếm khí chém tiêu tán hơn phân nửa nhưng lại lập tức lóe lên khôi phục lại như ban đầu không tạo cho đệ nhị nguyên anh bất cứ cơ hội nào độn thoát Đệ nhị nguyên anh bèn thay đổi phương sách, đột nhiên hai tay trà sát, hướng phía ngoài đồng thời đánh ra. Nhất thời hai đạo hai đạo hắc sắc quang trụ phún xạ ra, lập tức hóa thành hai thanh cự trường kiếm dài hơn trượng, hung hăng chảm ra phía ngoài. Các tu sĩ ở bốn phía đang liều mạng sử dụng trận kỳ trận bàn ngăn cản, rốt cuộc không thể chống đỡ tiếp được nữa. Chỉ nghe hai tiếng nổ âm, âm, ngũ sắc quang hà bị bổ ra một lỗ thủng vài thước, Tuy linh quang chấp động muốn khôi phục lại nhưng vì lỗ thủng này quá lớn mà pháp lực của các tu sĩ đang điều khiển cũng không thể đủ sức cung ứng nên lỗ thủng này không thể khép kịp lại được. Thấy vậy, đệ nhị Nguyên Anh mừng rỡ, thân hình nhoáng lên một cái, thi triển thuấn di thuật, biến mất trong quang hà không thấy bóng dáng. Đang lúc hắc quang chấp động, hắc lục sắc Nguyên Anh xuất hiện bên ngoài ngũ sắc quang hà. Nó hung hăng trợn mắt liếc nhìn các tu sĩ ở bốn phía, hai tay lập tức khắp quyết, chuẩn bị thi triển liên tiếp thuấn di thuật để thoát khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trước người nó thổi đến một cỗ gió nhẹ, một đạo nhân ảnh theo gió hiện lên. Bất hảo, đệ nhị nguyên anh không cần suy nghĩ, thân hình chuyển động, ngay tại chỗ đã biến mất vô tung ảnh. Mà nhân ảnh hiện lên chính là Hàn Lập dùng phong lôi xí truy tới. Hắn thấy đệ nhị nguyên anh đã thuấn di biến mất, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, từ trong mắt hắn bắn ra một đạo tinh tế huyết ngân. Một đoàn hắc khí từ bên trong bay ra, lập tức ngưng tụ biến hóa thành một nhãn châu đen thui, nhìn chòng chọc về phương xa cực kỳ quỷ dị. Một đạo hắc thương chợt lóe lên lướt qua đánh vào hư không tại cách đó 20 trượng, rồi tự nổ mạnh. Ô quang lóe lên, hiện ra đệ nhị nguyên anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hàn lập cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một kiện thanh sắc tiểu đỉnh, rồi được hắn cầm vào trong tay. Lập tức sau lưng hắn thanh bạch sắc vũ xí run lên, thân hình không một tiếng động ẩn vào trong gió. Đệ nhị nguyên anh quay đầu thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, lúc này thân thể chuyển động, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng độn tàu. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong hư không bỗng nhiên phun ra một chùm thanh ti, trong chớp mắt đã trói gô Nguyên Anh lại. Mặc dù đệ nhị Nguyên Anh đại kinh, nhưng quang thân đồng thời bắn ra vô số đạo ô hắc kiếm khí, muốn phá vây mà thoát ra. Nhưng chỉ thấy vô số tiếng nổ cùng ô quang chấp động, thanh ti vẫn nguyên vẹn không hư hao một cọng tóc. Hắc lục sắc Nguyên Anh thật sự sợ hãi, đang muốn thi triển tiếp bí thuật khác để phá vây, thì chợt thanh sắc điện hồ lóe lên, thân hình hàn lập cầm tiểu đỉnh quỷ dị hiện lên ở phụ cận hắn thấy đệ nhị nguyên anh dãy ruộng, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tiểu đỉnh một tiếng vang nhỏ tinh tang vang lên tiểu đỉnh liền tự mở ra một cỗ thanh sắc quang hà phóng lên cao lập tức thanh thi liền hô ứng đại phóng linh quang đệ nhị nguyên anh chỉ thấy trên người căng cứng linh lực trong cơ thể liền ngừng chuyển động tiếp theo thanh quang lóe lên nó đã bị thanh thi kéo về phía sau trong nháy mắt không thể phản kháng đã bị cuốn vào trong tiểu đỉnh. Hàn lập điểm một cái vào không trung, nhất thời tiểu đỉnh hóa thành một đạo thanh quang hạ xuống, hiện ra hình dáng của Hư Thiên đỉnh. Hào quang quanh Hư Thiên đỉnh được thu liễm trở thành hình dáng ban đầu. Trong lòng Hàn Lập buông lỏng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bị giam trong Hư Thiên đỉnh, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tuyệt cũng không có năng lực thoát ra. Chúc mừng Hàn sư thúc đại công cáo thành lúc này khuê hoán và phụ nhân mang theo các đệ tử chúc cơ kỳ tiến lên chúc mừng muốn báo công lấy lòng ha ha các ngươi cũng có công lao không nhỏ đây là hai bình đan dược rất có ích đối với tu vi các ngươi các ngươi chia ra cầm lấy đi mặt khác mạo uyên cần phải tăng thêm nhân thủ canh giữ nghiêm ngặt ngăn người yêu nhân khác trà trộn vào trong đó hàn lập mỉm cười lấy trong túi chữ vật ra hai cái bạch sắc ngọc bình ném cho khuê hoán đồng thời dặn dò một phen Dạ nhất định đệ tử sẽ thương lượng việc này với các tông môn khác từ nay về sau tăng thêm nhân thủ bây giờ không bằng sư thúc về linh miết đảo nghỉ ngơi đôi ngày rồi mới trở về tông môn khuê hoán tiếp nhận ngọc bình mừng rỡ nói không cần nơi này tính ra cũng không quá xa tông môn ta còn có chuyện quan trọng khác không thể lưu lại nơi đây hàn lập khoát tay chặn lại lắc đầu phân phó sau đó hắn thu lại tiểu đỉnh hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi khuê hoán và phụ nhân khom người nhìn theo sau một lúc lâu bọn họ mới ngẩng đầu lên, Khuê Đạo Hữu, Hàn Tiền Bối đã cấp cho các ngươi đan dược, luận thân phận của Hàn Tiền Bối, đan dược này nhất định không phải là bình thường. Không bao tu sĩ mang theo các môn hạ đệ tử từ ở xa bu lại, nhìn hai ngọc bình trong tay Khuê Hoán, nét mặt không tránh được vẻ thèm thuồng hâm mộ. Khuê Mỗ cũng không biết, nhưng chắc hẳn sẽ không quá kém. Trước hết chúng ta nên ra cố phục hồi phong ấn lại như cũ đi. Khuê Hoán cười gượng vài tiếng, bạch quang trong tay lóe lên thu lại hai bình đan dược, tựa hồ không muốn nói nhiều về việc này, hướng các môn hạ đệ tử phân phó. Phong ấn kia tuy đã di hợp biết kín lỗ thủng nhưng linh quang đang chấp động đã ảm đạm mất vài phần. Nghe vậy, chúng tu sĩ của Lạc Vân Tông phân ra bay đến các thạch trụ ở tứ phía, chuẩn bị ra cố lại phong ấn. Tuy hồng bào tu sĩ rất muốn biết công hiệu của đan dược trong ngọc bình nhưng thấy cảnh này không tiện truy vấn tiếp, bèn cười hắc hắc, lập tức mệnh lệnh cho các đệ tử tham gia vào công việc gia cố phong ấn. Nhất thời từ hơn 10 cái thạch trụ phát ra tiếng kêu, bề mặt phong ấn nổi lên một tầng nhũ bạch sắc linh quang. Phong ấn cũng dần dần được ngưng tụ. Hơn 10 ngày sau Hàn Lập đã về Vân Mộng Sơn Trạch. Bất quá hắn không có đi vào Lạc Vân Tông mà trực tiếp về thẳng tử mẫu phong. Nhưng khi hắn vừa phân khai cấm chế, hạ xuống động phủ trong mẫu phong thì nơi đó đã có một nữ tử chờ sẵn. "Là ngươi?" Hàn Lập nhìn bạch bào nữ tử, ngẩn người ra. "Tham kiến sư phụ, vị nữ tu sinh đẹp này chỉnh đốn trang phục hướng Hàn Lập thi lễ." vẻ mặt nghiêm nghị chính thị là ký danh đệ tử của hắn liễu ngọc ngươi vẫn canh giữ ở nơi này hàn lập nhướng mày lập tức thản nhiên hỏi không phải chỉ có một mình đệ tử mộ sư tỷ và tống sư thúc cũng ở đây ba người bọn đệ tử đều lo lắng liền thay phiên nhau canh chờ đón tiếp sư phụ trở về chẳng qua bây giờ hai người kia đang ở trong động phủ của tiểu sư muội liễu ngọc lặng lẽ liếc mắt quan sát hàn lập một cái miệng thì nhu thuận trả lời hắc hắc lấy tu vi của ta bây giờ thu lại đệ nhị nguyên anh không thành vấn đề. Chẳng qua, các ngươi đều đã gặp qua cầm nhi, hàn lập như vô tình hỏi một câu, đúng vậy, đệ tử đã gặp qua sư muội điền sư muội thật sự lanh lợi, trách không được sư phụ lại tự thân thu nhận nàng làm môn hạ liễu ngọc thản nhiên cười nói. Cầm nhi không giống như các ngươi, trên người nàng mang long ngâm chi thể, chỉ sợ sẽ không có cơ hội gì. Ta thu nhận nàng là có nguyên nhân khác, ngươi không cần phải dò xét làm gì, đuôi lông mày của hàn lập động đậy, giả ngơ giả điếc, bâng quơ nhẹ nhàng nói. Sư phụ nói đùa, đệ tử sao dám dò xét sư phụ Liễu Ngọc nghe lời này, trong lòng vui vẻ, nhưng Ngọc Dung không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ. Tốt lắm, nhóm các ngươi đều đã đến đây, người đi gọi tất cả lại đây, ta cũng có chuyện muốn nói một chút hàn lập sờ sờ cầm, bỗng nhiên trầm rông phân phó. Dạ, đệ tử cần tuân sư mệnh Liễu Ngọc dùng mình, lập tức vâng dạ đáp ứng. Một trận âm, ầm vang lớn, thạch môn chậm rãi dâng lên, Hàn Lập liền phiêu phiêu tiêu sái tiến vào bên trong đại môn. Mà Liễu Ngọc thì hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng đến động phủ của Điền Cầm Nhi. Chương 1185, trong phủ. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập ngồi trong động phủ, phía trước và hai bên đứng tam đại nhất tiểu, bốn vị mỹ nữ, mỗi người đều thần sắc kính cẩn, bộ dáng không dám thở mạnh một hơi. Ba nàng mộ phái linh sau khi trở về động phủ, mới biết không những Hàn Lập đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, mà còn lực áp tam đại tu sĩ, trở thành thiên nam đệ nhất tu sĩ. Tin tức kinh người như thế làm cho tam nữ hoảng sợ, tự nhiên lại càng thêm kính sợ hàn lập. Sự tình đệ nhị nguyên anh, các ngươi không cần lo lắng. Nó đã bị bắt cách đây được mấy ngày, ta sẽ hủy diệt thần thức tự chủ của nó, tái luyện hóa thành đệ nhị nguyên anh của ta. Chẳng qua lá gan của ba người thật không nhỏ, dám tùy tiện tiến vào nội cốc trụy ma cốc. Chẳng lẽ các ngươi không biết, hơn phân nửa nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào trong đó cũng vô pháp bình yên rời khỏi sao. Sắc mặt hàn lập lạnh như băng, bất mãn răn dậy tam nữ. Khởi bẩm sư thúc là do huyễn linh thảo đối với ta quá trọng yếu mới mạo hiểm tìm tòi trong nội cốc. Về sau đệ tử tuyệt không dám liều lĩnh như thế nữa tống nữ cung tay đứng giải thích. Huyễn linh thảo, các ngươi muốn luyện chế huyễn diệt đan đột phá bình cảnh. Bởi vì Hàn Lập đã quen biết Tống Nữ trước khi kết nguyên anh, nên cũng không biết nói gì thêm, chỉ còn biết nhướng mày hỏi. Sư tôn minh giám, ta thật muốn luyện chế loại đan dược này lúc này Liễu Ngọc cũng thành thật trả lời. Nếu là loại đan này thì các ngươi cũng không cần phải đi tìm kiếm Nguyễn Linh Thảo làm gì. Ở đây ta cũng có một lọ đan dược dùng để đột phá bình cảnh. Ba người các người, mỗi người hai khỏa, như vậy cũng đủ rồi Hàn Lập đưa tay đến eo lưng vỗ một cái, trong bàn tay hiện lên một cái bích lục tiểu bình, tùy ý ném về cho Liễu Ngọc. Bình đan dược này cũng không biết là do lão quái nguyên anh nào bị chết trong tay hắn luyện chế ra, đối với hắn là vô dụng, hiện tại thuận tay xuất ra lấy một cái nhân tình. Liễu Ngọc theo bản năng đưa tay bắt lấy, lại nghe lời nói của Hàn Lập, nhật hời vừa mừng vừa sợ, dối rít cảm ơn. Tống nữ và mộ phái linh cũng mừng rỡ, đồng tiến lên bái tạ. Quên đi, chỉ là một lọ đan dược mà thôi. Lần này ta kêu các người đến đây chính là có vài sự tình cần phân phó Hàn Lập khoát tay, nói. Sư thúc có chuyện gì cứ phân phó tống nữ kính cần nói. Nhị nữ kia cũng đồng dạng nghiêm nghị kính cần lắng nghe. Các ngươi cũng biết, ta luôn không thích nhúng tay vào sự tình trong tông. Nhưng hiện tại thân là đại trưởng lão, cũng không không thể mặc kệ làm ngơ, đem hết thảy tục sự cho lữ sư bá các ngươi xử lý. Cho nên ta cần một đệ tử, trong thời gian ta bế quan tu luyện, có thể hiệp trợ một chút lữ sư bá quản lý tông môn. Liễu Ngọc, người có khả năng đại diện cho ta xử lý một chút sự việc trong tông. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi lãng phí thời gian, sẽ chuyển cho ngươi mấy thiên khẩu quyết bí thuật và ban vài món bảo vật, đủ cho ngươi có thể đương đầu với tu sĩ cùng giai. Hắc hắc, tuy rằng lúc trước ngươi bị ta ép bái nhập làm môn hạ đệ tử ký danh. Nhưng nếu ngươi đáp ứng việc này, bản thân ta sẽ chính thức thu ngươi làm môn hạ hàn lập hướng Liễu Ngọc nói đầy thâm ý sâu sắc. Sư phụ, lời này là thật sao? Liễu Ngọc sáng mắt, bật thốt hỏi, lấy thân phận ta hiện giờ, chẳng lẽ là hư ngôn? Hàn lập mỉm cười, nếu là như thế, đệ tử cần tuân sư mệnh Liễu Ngọc suy tư thêm một chút, liền gật đầu đáp ứng không biết điều nào chân chính đã động được Liễu Ngọc, quyền lực ở Lạc Vân Tông tăng lên nhiều hay từ nay về sau trở thành môn đồ chân chính của Hàn Lập. Đương nhiên có thể cả hai điều này làm cho nàng động tâm. Hàn Lập vừa lòng gật đầu, tay áo bảo run lên, một khối bạch sắc ngọc giản hiện lên trong tay, lại lấy tiếp trong túi chữ vật một cặp tử mẫu lục hoàn, một cây hỏa xích và một khẩu phi kiếm ánh vàng rực rỡ. Hắn giao hết cho nàng, Liễu Ngọc hai tay tiếp nhận tất cả, thân hình liên tục nhẹ nhàng bái tạ, Ngọc Dung khó nén sự hưng phấn tuy nàng chưa biết trong ngọc giản ghi loại thần thông lợi hại nào nhưng chỉ với vài kiện cổ bảo này không có món nào là món mà lúc bình thường nàng ngay cả nghĩ cũng không dám đã đủ cho nàng mỹ mãn người đi trước gặp lữ sư huynh một chút ta sẽ dùng truyền âm phù thông báo cho sư huynh biết hàn lập tiếp tục phân phó cho liễu ngọc liễu ngọc vâng giả rồi cáo lui rời đi chờ liễu ngọc ly khai khỏi động phủ trong tay hàn lập liền hé ra một đạo truyền âm phù hắn truyền âm ngữ vào truyền âm phù sau đó vung tay lên truyền âm phù liền hóa thành một đạo hỏa quang bắn nhanh đi chấp lóe đã biến mất những người khác đều lẳng lặng nhìn hành động của hàn lập không ai dám một chút quấy dày tống sư điệt ta cũng có chuyện muốn ngươi làm hàn lập xoay đầu nhìn tống nữ chậm rãi nói sư thúc cứ việc nói là được tống nữ nói không cần suy nghĩ kỳ thật cũng không phải là chuyện đại sự gì chính là ta hy vọng ngươi trong mấy năm tới tuyển nhận cho ta một người có thần thức thiên sinh dị thường cường đại ta muốn thu nhận người này làm môn hạ tự dậy rỗ một phen hàn lập trầm ngâm một chút rồi nói thần thức thiên sinh cường đại loại đệ tử này chỉ trăm năm nhất ngộ sư điệt không dám cam đoan nhưng sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm tống nữ ngẩn người ra do dự nói không sao ta cũng không gấp lắm chỉ cần ngươi lưu tâm một chút là được ta xem ngươi đã tu luyện tới đỉnh phong của kết đan trung kỳ nếu chỉ dựa vào huyễn diệt đan thì chưa đủ ta còn có một lọ âm nguyên hoàn tuy danh khí của loại đan này chưa gây mức kinh hãi nhưng đối với sứ nữ nữ tu lại có ích lợi lớn. Sư Điệt nên vào thời điểm đột phá ăn thêm vào mấy quả âm nguyên hoàn. Hàn Lập nói xong, nhấc tay, thanh quang chấp động, một cái ô hắc tiểu bình xuất hiện trong tay, sau đó vô thanh vô tức bay về phía tống nữ. Tuy tống nữ chưa nghe qua danh đầu của âm nguyên hoàn, nhưng với thân phận đại tu sĩ của Hàn Lập, tự nhiên tuyệt đối không giả. Nét mặt nàng lộ vẻ mừng rỡ, miệng cảm ơn, tiếp nhận tiểu bình. Hàn Lập nói thêm với tống nữ mấy câu, sau đó phái nàng ra ngoài động phủ tiếp theo ánh mắt hắn dừng trên mộ phái linh mộ phái linh không khỏi tránh được cảm giác căng thẳng mặt đang ngửa lên cười bất giác hạ xuống thấp vành tai ngọc đỏ ửng lên ngươi làm thị thiếp của ta cũng đã được trăm năm rồi trong ánh mặt hàn lập tràn đầy vẻ phức tạp hắn chấp mắt ôn hòa hỏi đúng vậy năm xưa công tử khi nhận ta thì của vừa mới kết nguyên anh thành công hiện tại cũng đã là hậu kỳ đại tu sĩ cuối cùng mộ phái linh ngẩng đầu lên nhẹ giọng trả lời Lúc trước ta thu nhận ngươi vốn là lợi dụng tấm thân sứ nữ của ngươi tu luyện điên phượng bồi nguyên công, trợ giúp ta một tay trong giai đoạn đột phá cảnh giới nguyên anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta đã đột phá nguyên anh trung kỳ và hậu kỳ bằng các phương pháp khác. Mà điên phượng bồi nguyên công lại chỉ hữu dụng khi đột phá cảnh giới nguyên anh. Ý công tử là, muốn đổi phái linh rời khỏi tử mẫu phong sao, ngọc dung mộ phái linh đại biến, mà tái nhợt vô huyết sắc. Đuổi ngươi, tự nhiên không đến mức đó, nhưng lúc trước ngươi làm thị thiếp của ta, thật ra quá nửa là do gia tộc bức bách. Hiện giờ ngươi đã là tu sĩ kết đan kỳ, tự nhiên sẽ không có ai cưỡng ép ngươi. Mà ta cũng không nguyện giữ ngươi bên người một cách không minh bạch như vậy, để càng lâu sẽ càng làm mất thời gian quý báu của ngươi. Mạo Uyển Nhi cũng sắp giải trừ phong hồn chú, ta cũng muốn cấp cho nàng một cái công đạo nói tới đây, Hàn Lập dừng lại một chút. Công tử muốn an bài phái linh như thế nào? Mộ phái linh cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hỏi. Rất đơn giản, như lúc trước ta cho ngươi hai lựa chọn ngươi có thể lựa chọn một trong hai thứ nhất ta sẽ đền bù công lao vất vả của ngươi tu luyện điên phượng bồi nguyên công trong mấy năm nay sau đó thả ngươi rời khỏi tử mẫu phong trả lại thân phận tự do cho ngươi từ nay về sau ngươi cũng không còn liên quan gì đến ta lấy thanh danh hiện giờ của công tử cấp cho ta chính danh cho ta thanh danh trong sạch nhưng cả thiên nam chắc cũng không có vị tu sĩ nào dám cưới ta mộ phái linh cười khổ thì thảo nói hàn lập nghe vậy cũng chỉ nhướng mày nhưng tiếp tục nói tiếp. Thứ hai, cũng không phức tạp lắm, nếu ngươi thật sự chuyên tâm con đường tu tiên, nguyện ý đem cuộc đời đều đặt trên tu luyện, ta cũng sẽ tiếp tục lưu ngươi lại từ mẫu phong. Đối ngoại, trên danh những người vẫn là thị thiếp của ta nhưng trên thực tế ta xem ngươi là đồ đệ, chỉ điểm cho ngươi trên con đường tu luyện. Đương nhiên tư chất tu luyện của ngươi cũng không kém, ta sẽ nói Uyển Nhi thu ngươi làm đồ đệ chân chính. Dù sao công pháp của Uyển Nhi cũng thích hợp với nữ tử tu luyện nói không chừng lại thích hợp hơn so với ta chỉ điểm nữa là khác đương nhiên làm như vậy vẫn không thể tránh được những kẻ ngồi lê đôi mách đồn đãi những điều bất lợi cho ngươi hàn lập nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng bình tĩnh nói nghe xong hàn lập nói ra hai điều lựa chọn mộ phái linh trầm ngâm hàn lập cũng không thúc giục muốn cho nàng bình tĩnh suy xét ta có thể không chọn cả hai đột nhiên mộ phái linh nói như vậy ý của ngươi hàn lập hơi nhíu mày ta nghĩ làm làm thì thiếp chân chính cho công tử đi theo bên người công tử cả đời mộ phái linh yên lặng trong chốc lát, rồi quả quyết nói. Muốn thực làm thị thiếp của ta, điều này không thể được thần sắc hàn lập trượt động, nhưng hắn lắc đầu. Vì cái gì, chẳng lẽ công tử cảm thấy tu vi phái linh thô thiên hay du mạo khó coi không xứng đi theo công tử? Sắc mặt mộ phái linh tái nhợt, cũng không phải, người đã có tu vi kết đan trung kỳ, tự nhiên không tính là thô thiên mà dung mạo của ngươi cũng có thể được xếp trong 10 hạng đầu trong các nữ tu mà ta đã thấy qua hàn lập thở dài nói vậy vì sao công tử vẫn kiên quyết cự tuyệt chẳng lẽ sợ nam cung trưởng lão không đồng ý sao mộ phái linh hỏi cũng có một phần vì uyển nhi nhưng chủ yếu là do ta ta đã nói sẽ chuẩn bị bế quan mấy chục năm nếu ngươi đã kết nguyên anh có thể sống lâu thiên tuế nhưng nếu ngươi chưa kết được nguyên anh ta chỉ bế quan vài lần cơ hội gặp nhau giữa ta và ngươi không có nhiều ngươi theo ta chỉ uổng cuộc đời này mà thôi ta cũng không muốn làm chuyện đau lòng này hàn lập trầm ngâm có chút bất đắc dĩ trả lời chương 1186, đồng hóa. Dù có rất nhiều đan dược tương trợ nhưng vấn đề ngưng kết nguyên anh cũng được xem là phải có cơ duyên. Mà đối với mộ phái linh thì tỷ lệ ngưng kết lại không quá cao. Nghe được lời này của Hàn Lập, mộ phái linh ngẩn ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy muốn nói điều gì nhưng Hàn Lập khoát tay chặn lại, không cho nàng nói. Tốt lắm, ta không hối thúc ngươi lựa chọn, cho ngươi suy nghĩ thêm vài năm. Hiện tại ta cần phải bế quan một thời gian, nên sẽ cấp cho ngươi một số đan dược để ngươi thử đột phá cảnh giới kết đan trung kỳ ngoài ra ngươi cũng thay ta chỉ điểm một chút công pháp cho cầm nhi dạ cần tuân mệnh lệnh của công tử mộ phái linh có chút không cam lòng nhưng thấy khẩu khí của hàn lập trầm xuống chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo hàn lập gật đầu lấy ra một ít đan dược đưa cho nàng lại dặn dò điền cầm nhi vài câu sau đó cho nhị nữ rời khỏi động phủ chờ trong phòng không còn ai hàn lập chậm rãi nhắm hai mắt khẽ thở dài một hơi tựa hồ tâm tình có chút rối loạn. Hắn ngồi yên ước chừng khoảng một khắc, lại mở hai mắt ra, ánh mắt trở lại vẻ lạnh nhạt, tựa hồ tâm tình khôi phục lại như lúc ban đầu. Bỗng nhiên hắn vỗ vào bên hông, nhất thời một phiến ngân quang chấp động trước người, quỷ dị hiện lên nhân hình khôi lỗi, đứng trước mặt không nhúc nhích. Hàn lập liếc mắt đánh giá nhân hình khôi lỗi, thần niệm chợt động. Đột nhiên trên mặt của nhân hình khôi lỗi hiện ra một tầng ngân quang. Ngũ quan của nhân hình khôi lỗi trở nên mơ hồ, khi ngân quang hạ xuống, lộ ra khuôn mặt độc nhất vô nhị của Hàn Lập, tương tự như một Hàn Lập thứ hai. Mà cơ hồ cùng lúc đó, thân hình khôi lỗi run lên, vô thanh vô tức, dáng người cao thêm mấy tấc, y chang dáng của Hàn Lập. Hàn Lập nhìn khôi lỗi một lần nữa, gật đầu vừa lòng, phất tay về nó một cái. Sắc mặt của khôi lỗi không chút thay đổi, thân hình nhoáng lên một cái, biến mất trong ngân quang, vô pháp nhìn nó đang ẩn núp ở đâu. Hàn Lập lại cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, tiến thẳng vào mật thất trong động phủ nhưng đi được nửa được, đột nhiên hắn mở miệng nói. Đệ nhị nguyên anh của ta ở trong đỉnh có biết điều không, có gây phiền phức gì cho đạo hiếu? Hắc, hắc, chỉ là một trung kỳ nguyên anh thì chưa đủ năng lực để gây rối cho lão phu. Chỉ là trước giờ sống một mình, bây giờ lại có người mới, có chút không quen. Trong tay áo bảo phát ra thanh âm của đồng tử, cũng không biết khi nào Hàn Lập đã đặt hư thiên đỉnh trong tay áo bảo. Thiên Lan đạo hữu nhẫn nại một chút, ta sắp sửa đồng hóa đệ nhị nguyên anh, đem nó thu hồi đến lúc đó đạo hữu sẽ không còn phiền não mà khi xong việc này ta sẽ trợ giúp đạo hữu trải qua biến hóa lôi kiếp biến hóa nhân hình đạo hữu có ý kiến gì không hàn đạo hữu còn nhớ rõ việc này lão phu làm sao lại có ý kiến ý cỏ gì nữa thiên lan thánh thú nghe hàn lập nói xong mừng rỡ đáp lời hàn lập cười nhạt không nói tiếp với đồng tử thân hình lóe lên tiến nhập vào mật thất bế quan hàn lập chậm rãi đi tới vị trí trung tâm mật thất không nói hai lời tay áo bảo run lên một đoàn thanh quang bắn ra, sau khi xoay quanh liền hóa thành một cái thanh sắc tiểu đỉnh huyền phù trước người. Trên đầu đỉnh chợt lóe thanh quang, thân ảnh của đồng tử mơ hồ hiện lên, cười hi hi, ngồi trên đỉnh, bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui. Thân sắc hàn lập không thay đổi, như không thấy đồng tử, lại vỗ vào túi chữ vật, xuất ra nhất điệp trận kỳ. Hắn giơ tay lên, hơn 10 cây trận kỳ chợt lóe lướt qua, bay ra bốn phía mật thất. Lập tức một tầng quang mạc màu vàng nhạt mơ hồ hiện lên, đem toàn mật thất bao phủ lại hai tay hàn lập khắp quyết, điểm nhẹ nhàng vào hư thiên đỉnh. Một tiếng siêu, từ trong đỉnh phát ra bay vút lên trời. Đồng từ như đã biết trước, đã sớm động thân bay sang một bên, ngồi tươi cười nhìn chăm chú tiểu đỉnh. Trong đỉnh phát ra tiếng âm thanh ầm ầm vù vù nhưng, cũng không có dị biến nào khác phát sinh. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng chú ngữ, một đạo pháp quyết được đánh vào trên đỉnh. Nhất thời hư thiên đỉnh khẽ run lên, một đồ vật thanh sắc minh mông từ trong đỉnh chậm rãi dâng lên, kích cỡ chừng nửa xích được vô số thanh ti rậm rạp bao xung quanh không có vẻ sự sống phá trong miệng hàn lập quát khẽ một tiếng một màn quỷ dị xuất hiện thanh ti đang bao xung quanh trong nhất thời đứt ra từng khúc trong ngay mắt hóa thành nhiều điểm oánh quang tiêu thất vào hư không thân ảnh hắc lục sắc của đệ nhị nguyên anh lập tức hiện ra lúc này hai mắt nó nhắm nghiền huyền phù không nhúc nhích trong không trung tựa hồ hôn mê chưa tình hàn lập thấy vậy hai mắt nhíu lại không chút do so dự một tay đánh một chảo vào không trung Vài cây tế châm ngân sắc lấp lóe hiện ra trong lòng bàn tay, sau đó hắn lạnh lùng liếc mắt quan sát Nguyên Anh trong không trung một lần nữa, rồi vẫy tay phóng ra. Hơn 10 đạo ngân ti lóe lên lướt qua rồi biến mất. Nguyên Anh đang hôn mê bất tỉnh, đột nhiên quanh thân chợt lóe lên hắc quang, nhoáng một cái quỷ dị biến mất. Tự nhiên ngân ti đều đánh vào khoảng không, tất cả đều thất bại. Hàn Lập cũng không kinh ngạc gì, ngược lại khóe miệng mỉm một tia cười lạnh, điểm vào hư thiên đỉnh. Từ một góc mật thất mặc nhiên bắn ra một chùm thanh ti chỉ thấy thanh quang đại phóng, đã đem toàn bộ không gian phía dưới bao phủ lại. Một tiếng kêu rên truyền ra, trong thanh ti chấp động, lại hiện ra thân ảnh hắc lục sắc của Nguyên Anh. Chỉ là lúc này từ cổ đến tứ chi đều bị thanh ti quấn chặt, không thể mảy may nhúc nhích. Mà lúc này hơn 10 ngân ti đánh hụt kia cũng bay vụt quay về. Sau vài tiếng phốc, phốc trong nháy mắt các ngân ti đã chui vào trong thân thể Nguyên Anh làm cho nó run lên mất đi khả năng khống chế điều động pháp lực. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh hiện ra vẻ tuyệt vọng ngươi không cần có tâm tư cầu may nữa hết thảy tâm cơ của ngươi đều là phục chế từ ta ta như thế nào lại để cho ngươi có cơ hội ta không có ý định gạt bỏ sự tồn tại của ngươi chỉ là muốn đồng hóa ngươi mà thôi đừng có cố chống cự làm gì cho thêm đau khổ thanh âm của hàn lập không vội không vàng giống như đang tâm sự với một người bạn tri kỷ cái gì gọi là không gạt bỏ sự tồn tại của ta về sau ta không còn ý thức tự chủ thì còn có thể là ta nữa sao như vậy so với việc biến mất khỏi thế gian này có gì khác nhau. Đệ nhị nguyên anh bị cấm chế, biết mình lần này chạy trời không khỏi nắng, không muốn dẫy dụa nữa mà nhìn hàn lập hét lớn đầy sự oán độc. Cũng không sai, nhưng căn bản ngươi là đệ nhị nguyên anh của ta, thì cũng không nên có thần thức tự chủ. Ta hủy diệt ý thức của ngươi thì ngươi cũng không có gì phải oán giận. Muốn trách thì trước hết ngươi nên trách ngươi không nên tồn tại trong cõi đời này đuôi lông mày của hàn lập động đậy, trả lời một cách lạnh lùng lúc này hắn cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa nữa hai tay khắp quyết thanh ti dậm rạp đang trói buộc nguyên anh chợt đại phóng linh quang đệ nhị nguyên anh chỉ thấy hai mắt tối sầm lại liền chân chính hôn mê thân xác hàn lập lúc này mới buông lỏng nhưng tựa hồ chợt nhớ ra điều gì hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng tử đồng tử cũng khá là nhu thuận vừa thấy hàn lập lạnh lùng liếc nhìn bèn không nói một lời thân hình nhoáng lên tự hành tán loạn tiêu thất hàn lập gật đầu hướng tiểu đỉnh trong không trung điểm chỉ một cái hư thiên đỉnh lập tức hạ xuống, cả thân đỉnh lóe lên thanh quang, rồi hợp lại. Cơ hồ cùng lúc này, Hàn Lập hé miệng phún ra một cỗ thanh hà, đem tiểu đỉnh quấn vào trong. Trong thanh hà, tiểu đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại, sau vài cái chấp động, đã được Hàn Lập hút vào trong bụng. Lúc này Hàn Lập mới thở nhẹ một hơi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn đệ nhị Nguyên Anh, rồi một tay chảo một cái. Một cỗ cự đại hấp lực sinh ra hút Nguyên Anh lại gần huyền phù cách Hàn Lập một trường. Hàn Lập cẩn thận, dùng thần niệm kiểm tra Nguyên Anh, sau khi xác định thần thức đối phương thật sự không còn, mới yên tâm nhắm mắt, vỗ vào thiên linh cái của mình. Nhất thời trên đỉnh đầu Hàn Lập chớp động thanh quang, một con Nguyên Anh thanh sắc mông mông cỡ mất tắc, không một tiếng động hiện ra. Dưới chân Nguyên Anh là một thanh sắc tiểu đỉnh, hai tay cầm một cây mộc xích xanh biếc, trên đỉnh đầu xoay quanh một khỏa bạch sắc viên châu, hai hàng lông mày như ẩn như hiện một đoàn hắc khí, bốn phía của thân thể có hơn 10 thanh kim sắc tiêu kiếm xoay quanh không ngừng. Đây chính là đệ nhất Nguyên Anh do Hàn Lập khổ tu hơn trăm năm có được. Trên mặt Nguyên Anh không buồn không vui, chỉ lạnh nhạt xem xét đệ nhị Nguyên Anh. Tiểu đỉnh dưới chân chợt lóe lên thanh quang, liền chậm rãi chờ Nguyên Anh chậm rãi bay đến gần. Khi còn cách đệ nhị Nguyên Anh vài xích, Nguyên Anh này ngừng lại, ánh mắt chấp động quan sát thanh thi trên người đệ nhị Nguyên Anh, đột nhiên dẫm nhẹ vào tiểu đỉnh. Nhất thời tiểu đỉnh phát ra tiếng vù vù, thanh thi trên người đệ nhị Nguyên Anh liền lóe lên biến mất, chỉ để lại hắc lục sắc Nguyên Anh huyền phù trong không trung. Sau đó chỉ thấy hư thiên đỉnh từ từ lớn lên, Đệ nhất Nguyên Anh đứng thong dong ở phía trên, ném lục xích trong tay vào không trung, hai tay khắp quyết, có nghe thấy phát ra một trận thanh âm chú ngữ trầm thấp. Thanh quang trên người Nguyên Anh đại phóng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đoàn hắc khí giữa hai lông mày chợt quay tròn chuyển động rồi ngưng tụ biến ảo thành một con mắt thứ ba đen thui, tỏa sáng lẻ lè, lè, tảm ra tia sáng yêu dị. Đệ tam nhãn này hơi chuyển động ngóng nhìn về phía đệ nhị Nguyên Anh. Mà đúng lúc này, thanh âm chú ngữ trong miệng Nguyên Anh ngừng lại, hắc quang nội thiểm trong đệ tam nhãn đột nhiên phún ra một phiến hắc sắc quang hà, vừa đủ đánh vào đệ nhị nguyên anh. Nhất thời thân thể hắc lục sắc của đệ nhị nguyên anh chấn động, hai mắt nó mở ra, trong đó đầy vẻ mờ mịt, dường như thần trí đã mơ hồ. Mà vào lúc này, hai mắt của đệ nhất nguyên anh của mở ra, tinh quang trong mắt lóe lên, đồng thời từ trong mắt bắn ra hai đạo thanh sắc quang trụ, trực tiếp tiến nhập vào trong hai mắt của đệ nhị nguyên anh, bộ dáng muốn cường hành quán chú thể nội của đệ nhị nguyên anh. Tứ chi của đệ nhị nguyên anh vô lực rủ xuống, thân hình run rẩy không ngừng, gương mặt Nguyên đang đỏ đẫn chợt hiện ra sự thống khổ dị thường, tựa hồ muốn la hét nhưng không thể nói ra được tiếng nào. Gương mặt của đệ nhất nguyên anh Thủy Trung vẫn không thay đổi, chỉ không ngừng điều khiển thanh sắc quang trụ trong mắt không ngừng phun ra, còn các biểu hiện khác của đệ nhị nguyên anh thì nó không quan tâm. Chương 1187, độ kiếp. Nửa tháng sau, thạch môn của mật thất tự mở ra, thanh quang lóe lên, Hàn Lập và nhân hình khôi lối quỷ dị xuất hiện. Hàn lập liếc mắt nhìn khôi lỗi, mỉm cười. Hắn sờ đầu, nhất thời trên đỉnh đầu hiện ra một con hắc lục sắc Nguyên Anh. Lúc này sắc mặt của Nguyên Anh đờ đẫn, thân hình nó nhoáng lên, hóa thành một đạo ô quang tiến nhập vào trong nhân hình khôi lỗi không thấy bóng dáng. Một lát sau, hai con mắt đờ đẫn của khôi lỗi chợt chớp mấy cái, tràn ngập sinh linh chi khí, dường như lột xác trở thành người sống. Không tồi, qua nhiên như ta tính toán, sử dụng đệ nhị Nguyên Anh trong bí thuật phụ thể của đại diễn Bảo Kinh, cho đệ nhị nguyên anh trực tiếp điều khiển khôi lỗi, giải quyết được vấn đề không điều khiển được khôi lỗi ở khoảng cách quá xa. Xem ra về sau khi đi ra ngoài một thời gian ngắn thì có thể lưu lại đệ nhị nguyên anh và khôi lỗi trong động phủ được rồi Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khẽ vỗ tay cười nói. Hàn Đạo Hữu làm như vậy thật là một ý tưởng tuyệt diệu. Nhưng người không sợ xuất hiện lại tình huống đệ nhị nguyên anh có nguyên thần tự chủ, rồi sẽ phải đi thu hồi lại đệ nhị nguyên anh, thật là muôn vàn chắc trở như lần trước sao trong tay áo hàn lập truyền ra tiếng nói vẻ không cho là đúng của đồng tử điểm này không cần đạo hữu nói thì ta cũng đã nắm rõ nhưng lúc này đây ta sẽ dùng thần thức hậu kỳ mới tham mộ động thủ cước trên nhân hình khôi lỗi trừ phi thần thức của đệ nhị nguyên anh mạnh hơn ta nếu không ta sẽ tùy thời làm cho khôi lỗi tê liệt hàn lập trả lời hắc hắc xem ra đạo hữu đã sớm cân nhắc việc này lão phu chỉ thật đa sự đồng tử cười hắc hắc hàn mẫu cảm kích ý tốt của thiên lan đạo hữu kế tiếp Đạo hữu muốn độ biến hóa lôi kiếp ngay tại tử mẫu phong hay là muốn ta tìm một chỗ bí ẩn khác giúp đạo hữu độ kiếp? Hàn Lập chuyển đề tài, bỗng nhiên nhắc đến việc độ kiếp. Ở tử mẫu phong có lẽ không thích hợp lắm, dù sao khi biến hóa lôi kiếp, có cấm chế cũng không thể che giấu nơi trú ngụ. Tuy lão phu tin tưởng thần thông của đạo hữu nhưng tìm một nơi ổn thỏa hiếm có dấu chân người thì tốt hơn đồng tử do dự một lát, rồi uyển chuyển đề nghị. Cũng được, để ta gặp mặt Uyển Nhi xong thì sẽ tìm cho ngươi một địa phương thích hợp hàn lập không có ý tứ làm khó dễ, lại làng đáp ứng. Sau đó hắn ra khỏi động phủ, trước hết đi gặp Nam Cung Uyển trong Lạc Vân Tông, xem tình hình tu luyện của nàng thế nào. Một ngày sau, hàn lập vô thanh vô tức ly khai Lạc Vân Tông, độn quang hướng phía tây phóng đi. Năm ngày sau, hàn lập xuất hiện tại một cánh đồng hoang vu trong một khu vực cực kỳ hoang vắng. Phiến thổ địa này không có lấy một ngọn cỏ, liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy đất vàng và đá xám trắng lổn lổ nhổn khắp nơi. Trước hết Hàn Lập đem khu vực này làm trung tâm, trải thần thức ra mấy vạn lý kiểm tra lại một lần. Chưa nói đến tu sĩ, mà cả người phàm đều không có lấy một mống. Thế nào, địa phương này là giao giới giữa Khê Quốc và Hoa Vũ Quốc. Từ đây trải ra phạm vi hai ba mươi ngàn dặm đều không có một bóng người. Người độ lôi kiếp ở đây chắc là ổn thỏa, nơi này đích thực là địa phương độ lôi kiếp tuyệt hảo. Hàn Đạo Hữu chứa hết người phóng xuất bản thể của ta để cho ta ngồi đây minh tưởng ba ngày chờ độ kiếp trong đỉnh truyền ra thanh âm vui sướng của đồng tử không có vấn đề hàn lập đáp ứng phi thường thống khoái hắn hướng ngón tay về hư thiên đỉnh đạn chỉ một tiếng phanh nhỏ vang lên đỉnh tự hành mở ra tiểu đỉnh xoay chuyển một cỗ thanh hà quét ra hiện ra một thân thể yêu thú nửa xích đầu châu thân giao yêu thú này bay ra khỏi thanh hà lập tức lăn tròn một cái trong nháy mắt hình thể cuồng trướng cao lớn hơn trường cả thân thể phát ra thanh quang lập loè, Làm phiền đạo hữu làm hộ pháp cho lão phu trong chốc lát từ miệng yêu thú này nói ra thanh âm của đồng tử, lập tức thân dao trầm xuống, trực tiếp hạ xuống mặt đất. Cuối cùng hạ lên một khối bạch thạch, thân hình bất động. Hàn lập nhìn hành động của yêu thú, vẫn không nói cái gì, nhưng thân hình nhoáng lên, hạ xuống một một khối thạch đầu kế bên, khoang chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Hai người, một yêu một thú, cứ như vậy ngồi suốt ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, thiên lan thánh thú mở hai mắt ra. Lão Phu đã điều thức pháp lực thân thể đến trạng thái tốt nhất, tối thiểu nắm chắc 6-7 thành có thể vượt qua lôi kiếp. Ở giai đoạn đầu đạo hữu không cần ra tay, lão Phu vẫn chống đỡ được. Chỉ vào giai đoạn cuối, đạo hữu ngăn chặn tam ba lôi kích thì lão Phu vô cùng cảm kích. Thì ra là thế, hàn mẫu nhớ kỹ rồi, nếu cần trước khi độ kiếp, đạo hữu không ngại nuốt thử một giọt này hàn lập nhàn nhạt đáp ứng nhưng bỗng nhiên lật tay, trong tay xuất ra một cái huyền băng tiểu bình phát ra trận trận hàn khí, ném về phía yêu thú. Đây là cái gì? Yêu thú có phần kinh ngạc, kinh nghi tiếp nhận, mở nắp bình ra, dùng thần niệm hướng vào bên trong. Hàn tùy, đạo hữu có loại dược này, thiên lan thánh thú kinh hỉ hét to, thứ này do hàn mẫu ngẫu nhiên kiếm được một ít ở đại tấn. Nghĩ tình đạo hữu đã từng truyền thụ ngân uyên văn tự, tại hạ tặng đạo hữu một giọt, hy vọng đạo hữu không chế ít hàn lập sờ sờ cầm, thản nhiên nói ha ha không ít một chút cũng không ít hàn tỷ không thể so sánh với thứ khác được cũng là đồ hiếm ở linh giới thứ này ngẫu nhiên xuất hiện một tí thì đã bị yêu tộc chúng ta phân chia sạch sẽ chỉ có thể gặp không thể cầu thiên lan thánh thú hưng phấn dị thường ngừng lại một chút rồi quay đầu nhìn hàn lập nói thêm cho dù chỉ một giọt với ta cũng đủ cũng đủ rồi ơn đạo hữu tặng thuốc lão phu sẽ không quên về sau tất cáo hậu báo câu cuối cùng này của yêu thú thể hiện sự thành khẩn Hàn Lập nghe vậy chỉ cười mà không nói điều gì, lại vỗ vào túi chữ vật, nhất thời nhiều trận kỳ trận bàn xuất hiện trong tay. Hắn bắt đầu trong phạm vi hơn trăm trượng bố trí một cái cấm chế pháp trận phức tạp. Sau thời gian uống xong một chén trà nhỏ, thân hình Hàn Lập lại nhoáng lên, trở lại chỗ cũ. Ở phủ cận xung quanh hiện lên tầng tầng nhũ bạch sắc mê vụ. Pháp trận này dùng để phòng ngừa một ít chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Ta sẽ canh giữ ở ngoài pháp trận, hộ pháp cho đạo hiếu. Chuyện độ lôi kiếp chỉ còn do đạo hiếu dựa vào chính mình hàn lập nhìn yêu thú, chậm rãi nói. Điều này tự nhiên, hóa hình lôi kiếp, uy lực của thiên lôi thì cấm chế bình thường của nhân giới làm sao ngăn cản nổi. Đúng rồi, khi bản thân ta độ kiếp, thuận thủy nhân tình, có thể đưa đạo hiếu một chút yêu đãi yêu thú như chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên hai mắt lóe ra kỳ quang. Yêu đãi, hàn lập kinh ngạc hỏi, đúng, chuyện tình này tất cả người ở linh giới đều biết, nhưng ở nhân giới lại không có mấy ai biết. Thiên Lan Thánh Thú cười hắc hắc, bỗng nhiên môi nhúc nhích truyền âm. Hàn Lập Kinh nghi nghe, nhưng trên mặt dần dần giật mình, cuối cùng lộ ra tia hưng phấn. Nếu việc này là thật, đích thật là một cơ hội khó gặp. Vừa lúc Hàn Mỗ mang trên người loại pháp khí này, có thể thử một lần Hàn Lập gật gật đầu nói. Ha, ha, việc này tự nhiên không có giả. Chẳng qua đạo hiếu cần phải bắt lấy thời cơ tốt để ra tay, nếu không vạn nhất xảy ra sai lầm, kết quả lại không đẹp yêu thú nói vẻ ngưng trọng, thức tỉnh Hàn Lập chuyện này đạo hữu cứ yên tâm trong lòng hàn mỗ có trường mực mà hàn lập mỉm cười trả lời ta xem hàn đạo hữu cũng không phải là loại người liều lĩnh bây giờ lão phu sẽ gọi tới thiên lôi chuẩn bị độ kiếp khụ nếu lão phu không tinh thông một ít bí thuật ẩn nặc chỉ sợ vừa ra khỏi đỉnh thì hóa hình lôi kiếp đã lập tức đến nay bên người rồi thiên lan thánh thú thở dài một hơi thân hình không gió tự trôi nổi chậm rãi bay lên trời cao trong lòng hàn lập dùng mình không nói hai lời hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên chui ra ngoài pháp trận. Lập tức trong mắt hắn chấp động lam mang, trong trùng điệp bạch sắc mê vụ, ngưng thần nhìn hành động của yêu thú. Chỉ thấy trong bạch sắc mê vụ, yêu thú đã bay lên cao cách mặt đất hơn 30 trường, rồi ngừng lại phiêu động trong không trung. Hàn lập nhìn thấy đến đoạn này, thần sắc chợt động. Rồi lập tức, một tiếng giống to kinh thiên động địa truyền ra, một cỗ yêu khí cường đại theo gió phóng lên cao, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ thiên lan thánh thú thi triển bí thuật gì đó làm cho hình thể cuồng trướng thêm một lần nữa. Yêu thú này đã hoàn toàn tiết lộ yêu khí bát cấp yêu thú ra ngoài. Chỉ trong một công phu hít một hơi thở, trong không trung trong phạm vi ngàn dặm nguyên bản không có một áng mây đột nhiên truyền đến một tiếng sét đánh. Lập tức trong phạm vi ngàn dặm bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Nhiều đám mây đen từ trong trống rỗng hiện ra, toàn bộ không trung trong nháy mắt trở nên tối đen dị thường, tiếng sấm phát ra báo hiệu sắp có mưa lớn ngập trời. Hàn Lập thấy cảnh này không khỏi lấy làm kỳ quái. Theo hắn biết, mảnh hoang địa này luôn luôn khô giáo, trong vòng mấy chục năm nay không có được một giọt mưa. Nhưng hiện giờ vị Thiên Lan thánh thú xuất ra yêu khí liền lập tức xuất hiện thiên tượng này. Xem ra yêu thú này độ hóa hình lôi kiếp không phải là chuyện đùa. Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, nhưng rồi hắn tiếp tục mím môi, hai mắt nheo lại tập trung tinh thần quan sát. Đúng lúc này, trong pháp trận ở phía dưới, phát ra tiếng yêu thú rít lên kinh người uy năng của hôi sắc yêu phong đại trướng thêm mấy lần hóa thành một đạo hôi bạch sắc cụ phong trực tiếp nhảy vào đám mây đen, đem toàn bộ lôi điện mây mù quét sạch sành xanh. chương 1188, Liên Hoàn Thiên Lôi Đột nhiên từ giữa đám mây đen truyền ra một tiếng oanh thật lớn, một đạo cửa kiếm hồ quang vừa vặn đánh vào ngay chóp đỉnh yêu phong. Ngân quang chợt lóe lên, yêu phong màu xám trắng dường như muốn chống cự lại, nhưng đã bị một chạm trực tiếp bổ nứt ra. Hai người đồng thời từ giữa hư không tiêu thất phía dưới hiện ra thân ảnh yêu thú nghiêu thủ giao thân. Lúc này thân dưới của nó biến thành một đoàn, mà hình thái so với lúc đầu có chút khác nhau, hai bên thân mọc ra đôi cánh tử sắc, đồng thời xuất hiện thêm hai cánh tay xanh biếc cường tráng. Hàn lập xem xét nửa ngày, cũng không phát hiện ra là loại yêu thú nào trong số thiên địa linh thú. Lúc này thiên lan thánh thú cũng nhìn chằm chằm vào giữa không chung như ẩn như hiện, tinh đại hồ quang, sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh nhẹ nhàng nhàng lay động vùng phụ cận chợt hiện rõ một đoàn hôi phách yêu khí trong nháy mắt đem con thú này hoàn toàn bao bọc lại giữa không trung tiếng sấm vang dội rốt cuộc cũng truyền tới sen giữa tiếng sấm đinh tai nhức óc từng tia xét lớn giáng xuống tạo thành điện võng dày đặc đem phạm vi 10 dặm xung quanh bao phủ bên trong hàn lập đứng một bên quan sát cũng không thể thoát ra ngoài hàn lập khẽ thở dài hai tay kháp quyết trên người tức thì cũng có tiếng sấm trầm thấp truyền ra một tầng điện võng kim sắc quỷ dị hiện ra sau đó tách khỏi cơ thể tản ra bốn phía hóa thành một cái cự võng đem hàn lập bảo hộ bên trong. Ngay lúc đó từ phía trên truyền đến một đạo xét đánh vào trên lưới, bộc phát ra kim ngân lưỡng sắc điện quang, nhưng lập tức tiêu thất, kim sắc điện võng khẽ run lên rồi trở lại như cũ. Hàn lập đối với việc vừa rồi cũng không để ý, mà hai mắt nhìn về phía đoàn hôi bạch yêu khí cách đó không xa. Tuy rằng hắn cũng bị ảnh hưởng bởi sấm sét đánh lên, nhưng hơn phân nửa vẫn là hướng đến thiên lan thánh thú giữa pháp trận đi tới, lấy yêu thú này làm trung tâm, Bên trong mật độ sấm sét nhỏ hơn rất nhiều so với chỗ Hàn Lập đang đứng. Với đôi mắt của Hàn Lập, tự nhiên có thể nhìn thấy được đoàn hôi bạch yêu khí bị ngân quang bao quanh phủ lên, tiếng sấm sét dày đặc tựa như mưa, muốn tránh cũng không thể tránh. Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nói về Hóa Khai Lôi Kiếp, khi hắn ở Loạn Tinh Hải cũng từng gặp qua một lần, khi đó là một con quy yêu độ kiếp, nhưng thanh thế cũng không có lớn như thế này hơn nữa khi đó con quy yêu kia cũng đi đến giai đoạn cuối của quá trình độ kiếp mà lúc này thiên lan thánh thú chỉ là mới giai đoạn đầu chẳng phải nói là đến cuối quá trình còn lợi hại đến chừng nào sao chẳng lẽ yêu thú độ lôi kiếp hoàn toàn không giống nhau lại nói liên quan đến yêu tộc độ kiếp bí sự nhân giới thật đúng là không có sổ sách điển tịch nào ghi lại nếu có thì cũng chỉ là sơ lược mà thôi điều này thật ra không có gì kỳ quái hóa khai lôi kiếp của yêu thú cũng không quan hệ với nhân tộc tu sĩ nên điển tịch ghi chép cũng chẳng có bao nhiêu cho dù là tu sĩ nào đó đối với việc này tò mò, nhưng bình thường cũng rất ít cơ hội thấy cao dài yêu thú độ kiếp. Mỗi một yêu thú sau khi độ kiếp xong, chính bản thân nó lúc đó là lúc suy yếu nhất, như thế nào có thể cho nhân tộc tu sĩ ở phụ cận quan sát. Chẳng qua Hàn Lập chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để việc này vào trong lòng, dù sao lôi kiếp bậc này đối với hắn hiện giờ mà nói, cũng không tính là cái gì. Những giải xét lớn đánh xuống, một lúc sau, tiếng sấm giữa không chung cũng giảm, tạm thời ngừng lại. Hàn Lập cũng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bên trong đoàn hôi bạch yêu khí này đã sớm thất linh bát lạc, chỉ còn lại một tầng cực kỳ mỏng, bên trong thiên lan thánh thú thừa dịp này thở dốc một hơi, đôi cánh cũng không ngừng quạt đồng thời miệng rộng hé ra, cũng phun ra một đoàn hôi mông mông yêu khí. Một đoàn yêu khí này so với lúc trước còn dày đặc hơn, nháy mắt tự thành hình đem yêu thú này bảo hộ. Lúc này thiên lan thánh thú ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không có một chút hoảng hốt, tựa hồ đối với lôi kiếp mãnh liệt này sớm đã đoán trước được. Hàn Lập thấy vậy cũng mỉm cười, xem ra nó đều có thể tự mình ngăn cản đám lôi kiếp kia, thật sự không cần mình ra tay quá sớm. Chẳng qua, những lời đối phương nói thật sự là có chỗ tốt, đối với chính mình về sau rất có tác dụng, cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Trong lòng có chút cân nhắc, Hàn Lập một tay vỗ vỗ vào túi chữ vật bên hông, lập tức xuất hiện những kiện pháp khí với màu sắc khác nhau, sau đó dừng ở phía trước mặt Hàn Lập. Hiện ra ba loại pháp khí, một cái hồ lô màu vàng sấm, một cái viên bát trắng noãn cùng với một cái bình ngọc màu xanh. Lúc này, từ giữa không trung tiếng sấm lại nổi lên, đệ nhị lôi kiếp từ không trung đánh xuống. Lần này, lôi điện rõ ràng so với lần thứ nhất dày đặc hơn rất nhiều, hơn nữa cũng lớn hơn rất nhiều, thanh thế tự nhiên càng thêm kinh người. Hàn Lập lấy ra nhưng pháp khí này, cũng không nhìn Thiên Lan Thánh thú độ kiếp như thế nào, mà ngược lại ngồi xếp bằng nhắm lại hai mắt, bày ra một bộ dáng nghỉ ngơi dưỡng sức. Liền như vậy, ngắn ngủn trong vòng một canh rờm thiên lan thánh thú trước sau đã trải qua sáu đạo lôi điện đánh xuống đạo sau so với đạo trước càng thêm đáng sợ càng thêm kinh người khi đạo lôi điện thứ ba đánh xuống tạo thành một giải xét dài nửa trượng tựa như thành một cái cầu vồng màu bạc từ không trung lao xuống ngay cả cấm chế hàn lập bố trí bốn phía đều bị đạo lôi điện này phá hủy không ít ngược lại ít tà thần lôi của hàn lập vẫn bình an vô sự đem hàn lập bảo hộ bên trong thiên lan thánh thú ngay tại trung tâm đạo lôi điện thứ tư cũng bắt đầu rốt cục cũng không thể bảo trì trạng thái thong dong như ban đầu, bắt đầu thi pháp đem thân hình lần nữa biến lớn ra, thân hình ước chừng hơn 10 trượng. Lúc này trong miệng cũng phun ra tiếp một đoàn yêu khí, nhưng không còn là hôi bạch yêu khí, mà chuyển thành ngân bạch chi sắc tựa hổ giống như lôi điện. Mà loại yêu khí này cực kỳ quái dị, khi cùng lôi điện tiếp xúc, lại phát ra âm thanh kim trúc va chạm, đem hơn phân nửa lôi điện trực tiếp đánh ngược trở lại, chấp nhận một nửa lôi điện còn lại đánh vào. Tình hình quỷ dị như thế, làm cho Hàn Lập đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải kinh ngạc mở mắt, thâm trầm nhìn vài lần. Hắn lúc này phát hiện, loại ngân bạch yêu khí này chớp động trói sáng. Làm cho người ta có cảm giác rất lạnh lẽo. Di, vật này cùng với hàn tủy hắn đưa tặng có chút quan hệ, chẳng lẽ yêu thú này trong thời gian ngắn thế đã đem hàn tủy luyện hóa. Hàn lập âm thầm suy nghĩ, phun ra loại này yêu khí làm cho thiên lan thánh thú thoải mái hơn nhiều, liên tiếp liền đỡ được thêm hai đạo lôi điện. Nhưng khi đến đạo lôi điện thứ bảy đánh xuống, này yêu thú thần sắc lại có chút ngưng trọng, nổi lên thêm vài phần khẩn trương. Mà bầu trời cũng đột nhiên sôi trào, mây đen quay cuồng rít gào, phía dưới mây đen cũng tạo thành một điện võng thật lớn, nhất thời tất cả đều là một màu ngân quang, thêm vào tiếng sấm, bao phủ toàn bộ bầu trời không sót một mảng. Nhất thời toàn bộ thiên địa dường như ngoài bỏ lôi điện ra, không còn một cái gì khác. Hàn lập, đợt lôi kiếp này, tựa hồ so với dữ liệu của ta còn lợi hại hơn một chút, ta chỉ có thể ngăn cản hai đạo lôi điện, tới ba đợt cuối cùng, chỉ sợ cần phải nhờ vào ngươi ra tay tương trợ mới có thể vượt qua. Trong tai Hàn Lập truyền đến âm thanh của Thiên Lan Thánh Thú. Đạo hữu yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Hàn Lập nhẹ nhàng cười, không chút hoang mang truyền âm trả lời. Vậy làm phiền đạo hữu lão phu nhất định sẽ không quên hậu báo ân tình này. Thiên Lan Thánh Thú nghe được lời này của Hàn Lập, trong lòng mới thật sự an tâm. Dù sao được một vị đại tu sĩ hỗ trợ hộ pháp, cho dù lôi tiếp có hợi hại thêm vài phần cũng có thể vô sự ngân sắc yêu khí tiếp tục mở ra đem yêu thú hoàn toàn bao bọc đồng thời vô số đạo lôi điện đánh xuống liều mạng đánh vào phía trên ngân sắc yêu khí cho dù hơn phân nửa đã bị yêu khí đánh ngược trở lại nhưng phân nửa số lôi điện còn lại cũng thật sự kinh người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ của ngân sắc yêu khí nhanh chóng tán loạn thu hẹp lại qua đợt lôi điện thứ bảy vừa xong ngân sắc yêu khí dường như tròn không tới một nửa đợt lôi điện thứ bảy nhanh chóng chấm dứt thiên lan thánh thú một lần nữa phun ra hôi bạch yêu khí bao phủ một tầng bên ngoài ngân sắc yêu khí. Lúc này, đợt lôi điện thứ 8 lại lập tức bắt đầu. Cơ hồ điện võng so với lúc trước còn nhiều hơn gấp đôi, hùng hổ bày ra. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, yêu khí mặt ngoài trong phút chốc chỉ còn lại chút kim sắc tán loạn, phụ cận cũng bị tiếng sấm chấn động khẽ run lên. Ngồi xếp bằng ở bên ngoài pháp trận, Hàn Lập nhìn thấy thanh thế kinh người như vậy, nét mặt cũng hơi nhăn lại, nhưng lập tức thần sắc trở lại như thường. Chẳng qua, lúc này hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung không ngừng đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm đồ vật gì đó. Bỗng nhiên Hàn Lập thần sắc mặt khẽ động, đột nhiên cúi đầu, hướng xa xa phía mặt đất nhìn một cái, trong mắt hiện ra một tia kinh dị. Gì, cũng có chút ý tứ, không nghĩ tới thiên nam này còn có kẻ đang rình rập. Hàn Lập tự nói hai tiếng, đột nhiên mười ngón tay hướng về phía mặt đất, phốc phốc vài tiếng truyền đến, mười đạo tinh tế hồng ti bắn nhanh ra, lập tức đánh xuống mặt đất không thấy bóng dáng. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào phía mặt đất, khóe miệng nổi lên một tia cười lanh. Đột nhiên bên kia mặt đất nổi lên một trận run rẩy kịch liệt, tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết vang ra, lập tức một tảng lớn bùn đất phóng lên cao. Tại giữa bụi đất mênh mông, một quái vật hình thể hơn 10 trượng bay ra, hơn nửa thân hình to lớn phía trên, bị một ngọn lửa bao phủ trên người, làm cho quái vật này không ngừng vang lên âm thanh thống khổ. Nhân cơ hội này Hàn Lập cũng đem tướng mạo quái vật này nhìn kỹ một lần. Chỉ thấy quái vật này hình thể lớn dài, cả thân hình một màu vàng sẫm, giống như một con run thật lớn, nhưng nửa người trên có vô số khối thịt lớn nhỏ không đồng nhất, không ngừng uốn éo, mà phía trên đầu cũng có một cái sừng lớn màu vàng, tỏa ra ánh sáng dị thường rất đáng chú ý. Làm cho người ta giật mình chính là điện võng phía bên trên vùng phụ cận cự thú, tất cả dường như bị cái gì hấp dẫn, đều biến đổi phương hướng, tập trung bắn về cái sừng này, sau đó chợt lóe vào trong đó không thấy bóng dáng. Nguyên lai like là một con độc giác khâu, nhưng hình thể như thế nào lớn như thế, nếu ta nhớ không lầm, loại yêu thú này phải là màu trắng mới đúng. Hàn lập nhìn chằm chằm vào độc giác khâu to lớn đang bạo nộ, trong mắt lộ vẻ kỳ quái. chương 1189, quái dị kim giác. Cự khâu hét thảm một tiếng, cái đầu trơn nhẵn quỷ dị nứt ra, miệng phún ra một bụng máu, bên trong ẩn hiện vài cái răng nanh, nhưng liền sau đó một đạo ánh sáng kỳ dị bắn ra. Đúng là lúc trước những thiên lôi này bị kim giác hấp dẫn, ngược lại một lần nữa bị con thú này đẩy ra, nhưng mục tiêu lần này lại là Hàn Lập đang đứng bên cạnh pháp trận. Di, cũng đã khai mở linh trí rồi, chật chật, quả đúng là biến dị yêu thú. Hàn Lập thấy cảnh này, cũng không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Chỉ thấy hai tay của hắn khẽ co lại, dương lên uốn khúc hướng ra bên ngoài, tạo thành hai đạo kim hồ rời tay bắn đi, trong chớp mắt khép lại nghênh đón đạo ngân hồ to lớn phía đối diện. Oanh một tiếng vang thật lớn nổ ra, kim ngân hai loại hồ quang dường như hai con cự mãng đan vào nhau, sau đó đối kháng chống lại nhau trong nháy mắt một đoàn điện quang ở xung quanh hàn lập cùng cự khâu bạo liệt dần ra tựu như muốn hai người cùng đồng quy vô tận cự thú thấy như vậy càng thêm bạo nộ kim giác trên đầu hào quang đại phóng tức thì đem tất cả thiên lôi phụ cận hấp dẫn tới điên cuồng hút vào tựa hồ chuẩn bị đối phó với hàn lập tiếp tục công kích thế nhưng lúc này hàn lập lại cười lạnh một tiếng miệng khẽ hé ra một tiểu kiếm màu vàng bắn ra lập tức nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo kim hồng quét thẳng tới đầu cự thú cự thú tựa hồ biết được sự lợi hại, toàn thân hoàng quang tắt dần, muốn đem thân thể lẩn trốn chui vào lòng đất, nhưng lúc này, hỏa linh ti đang quấn quanh trên người đột nhiên hồng quang chợt lóe, những hỏa linh ti này chợt biến thành một cây hỏa tác đỏ đậm. Ban đầu hỏa tác chỉ nhỏ chừng một cái cây, nhưng sau đó hỏa quang đại phóng, tỏa ra từng trận bão lửa, đem nửa thân trên cự thú bao phủ vào bên trong. Cự thú càng trở nên kinh hoàng, kim giác đang không ngừng hấp thu thiên lôi bỗng nhiên dừng lại, trên người phun ra một mảnh kim quang những nơi kim quang đi qua, ngọn lửa ở nơi đó liền bị hấp thu. Con độc giác khâu này không chỉ có thế hấp thu thiên lôi, mà ngay cả ngọn lửa cũng có thể hấp thu. Nhưng ngay khi cự thú hấp thu hơn một nửa ngọn lửa, đạo kim hồng kia cũng đã đi tới trước mắt, nhoáng lên một cái hóa thành một thanh cự kiếm, hùng hổ chém xuống. Đầu cự thú nhoáng lên một cái, kim giác trên đầu bạo trướng lên, hướng về cự kiếm đang chém tới. Đương một tiếng vang lên, kim quang tóe ra chói mắt, cự kiếm bị kim giác này đánh bật trở lại, cũng không có chặt đứt được sừng này. Nhưng vào lúc này, hai cánh sau lưng Hàn Lập Quỷ dị hiện ra, một tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, nhanh vô cùng, căn bản không làm cho cự thú kịp phản ứng, đạo kiếm khí chợt lóe lên lướt xuyên thủng qua thân thể cự thú tạo thành một lỗ máu. Một dòng máu màu xanh biếc của quái thú chảy ra từ miệng vết thương, vết thương này đối với tu sĩ bình thường mà nói là một kích chí mạng, nhưng đối với cự thú này căn bản không tổn thương gì nghiêm trọng, ngược lại càng làm cho nó nổi giận hơn. Từ miệng quái thú phát ra một tiếng giống thật lớn, những khối thịt trên người một trận co rúm lại, sau đó liền hóa thành vô số những chiếc roi dài hướng Hàn Lập trên không đánh tới. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay bấm tay niệm chú, ngay lập tức hơn 10 thanh tiểu kiếm màu vàng hiện ra, xoay quanh thân Hàn Lập tạo thành một bức màn kiếm, đem Hàn Lập bảo hộ lại trong đó. Những nhục tu này vừa tiếp xúc với màn kiếm, liền bị chấn nát bắn tung tóe ra như mưa rơi xuống, căn bản không thể tiếp cận được Hàn Lập. Lúc này trong miệng Hàn Lập khẽ lẩm bẩm, khẽ hướng về phía dưới. Hơn 10 thanh tiểu kiếm màu vàng run lên, mỗi thanh phi kiếm đều phân hóa thêm 6 đạo kiếm quang, sau khi được hàn lập niệm pháp quyết thúc dục, hơn 10 đạo kim quang chi chít hướng về phía dưới quét xuống. Cự thú kinh hãi miếng liền hé ra, ban đầu phun ra một tảng lớn ngân sắc hồ quang, tiếp theo đó một đoàn hỏa cầu đỏ sẫm cũng được tuôn ra, muốn ngăn cản vô số kiếm quang đang hạ xuống. Bang những âm thanh liên tiếp vang lên, trong hơn 10 đạo kim quang, khoảng một nửa bị đánh tản ra, nhưng số còn lại xuyên thủng qua, tới trước mặt cự thú. Không đợi cự khâu có thêm hành động gì, âm thanh xé gió nổi lên, tất cả kim quang khép lại ngưng tụ cùng nhau tạo thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 trượng, sau đó chỉ thấy kim quang chợt lóe, kiếm quang như lôi điện hướng phần eo của cự khâu phóng tới. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng cự thú, lập tức vô số lục huyết như thác nước từ trên người cự thú tuôn ra. Cự khâu thân hình không lồ, nhưng liền theo phần eo không một tiếng động chia ra làm hai đoạn. Ngay khi Hàn Lập định thu tay lại, một màn bất khả tư nghị hiện lên. Nguyên bản cự khâu hẳn là như vậy sẽ bị giết, nhưng tại lúc kiếm quang màu vàng vừa dừng lại, nửa thân trên đột nhiên hướng không chung, mồm to hé ra tưởng như muốn nuốt chửng hàn lập, đồng thời nửa thân dưới hoàng quang chợt lóe, theo bên ngoài thân sinh thêm một cái nhục tu, trong nháy mắt cùng với nửa thân trên trở thành một cá thể riêng biệt. Oanh một tiếng thật lớn, nửa thân dưới của cự khâu rất nhanh chui vào trong bùn đất, không thấy bóng dáng. Còn muốn chạy, hàn lập ngẩn ra, nhưng lập tức hai hàng lông mày nhướng lên, hai tay khu động pháp quyết, từ trong miệng phát ra một tiếng bạo, cột lửa to lớn đang quấn trên thân cự khâu, nhất thời hồng quang chợt lóe, tự động nổ tung ra. Âm âm tiếng nổ vang lên, một đoàn hảo vân thật lớn hình hiện lên, chỉ thấy nửa thân trên của cự khâu bị bao phủ lại trong đó, từng đợt hỏa lãng cuồn cuộn truyền ra, tựa như một ngọn lửa mãnh liệt, yêu thú này hầu như không còn cách nào lập tức hấp thu. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang to lớn xoay quanh một cái, rồi sau đó như một tia chớp hướng đoàn hỏa vân đánh tới. Từ giữa đoàn hỏa vân tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, một đoàn lục huyết như một chân mưa nhỏ từ không trung rơi xuống. Tiếp theo hai mảnh thi thể đen thui mang theo một cỗ mùi khó chịu từ không trung, nặng nề rớt xuống trên mặt đất. Lúc này Hàn Lập nhìn thoáng qua mặt đất, thần niệm không chút lo lắng đảo qua, phát hiện một nửa cự khâu khác đang độn tốc cũng không mau, giờ mới ra ngoài được khoảng vài trường. Cự khâu tất nhiên không chỉ có loại tốc độ này, chỉ là sau khi bị thương độn tốc rất chậm. Hàn Lập cũng không nghĩ nhiều, nếu nó không có đi quá xa, hắn cũng không cần động chân tay nhiều. Hắn không lưỡng lựa đặt một lóng tay lên túi linh thú bên hông, vô số kim quang từ trong túi bắn ra, liền sau đó trên đỉnh đầu hiện lên một mảnh kim sắc trùng vân. Sắc mặt hàn lập không chút thay đổi, khẽ hướng về phía mặt đất. Trùng vân gào thét một tiếng rồi lao thẳng tới phía dưới, khi xuống dưới được một chút, lại hóa thành vô số điểm sáng, phút chốc lao vào trong đất không thấy bóng dáng. Hàn lập không hề chú ý đến việc này, một tay hướng về phía hỏa vân ở phụ cân. Đoàn hỏa vân thật lớn một chân quay nhanh ngược trở lại, thể tích lập tức thu nhỏ lại một cách quỷ dị, cuối cùng hiện ra một cây hỏa tác thô to. Chẳng qua là hỏa quang so với ban đầu trông ảm đạm hơn rất nhiều. Hắn hướng hỏa tác vẫy tay một cái, nhất thời hỏa tác chợt lóe lên liền hóa thành 10 cái hỏa ti mảnh mai, cái thứ nhất dài khoảng hai trượng, lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng rung chuyển. Hàn lập miệng hé ra, một đạo thanh hà phun ra đem 10 cái hỏa ti cuốn vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng hút một cái, hỏa ti đang bị thanh hà bao vây liền được thu vào cơ thể. Hàn lập liếc mắt nhìn cỗ thi thể đã tiêu hủy trên mặt đất, khẽ nhướng mày, sau đó hướng về phía đó chảo một nhát. Siêu, một đạo kim quang từ giữa cỗ thi thể bay ra, hướng hàn lập bắn nhanh tới. Khi kim quang cách hàn lập hơn một trượng liền dừng lại, nhìn kỹ đúng là chiếc kim giác cổ quái của cự khâu. Sừng này tuy rằng so sánh với thân thể cự thú cũng không tính là lớn, nhưng thực tế hình thể cũng có khoảng 5-6 thước độ lớn, mặt ngoài kim quang sán sán, còn có như ẩn như hiện một loại chú văn huyền ảo. Hàn lập hai mắt khẽ nhíu lại, tuy rằng đối với vật ấy tò mò nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để nghiên cứu, thoáng nghĩ một chút, hắn liền dùng mấy đạo pháp quyết đánh về phía vật kia. Cả vật thể kim giác linh quang lóe lên, hình thể tự động rút nhỏ lại, trong nháy mắt chỉ còn lại nửa thước. Hàn lập nhấc một tay lên, lại một đạo cấm chú dán lên chiếc sừng, sau đó hắn mới lấy ra một cái hộp gỗ, đem kim giác này thu vào túi chữ vật. Làm xong hết thầy những cái này, Hàn Lập mới vỗ tay nhẹ xuống, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt hài lòng. Hắn đang chuẩn bị nhìn sang thiên lan thánh thú bên trong pháp trận, hơn 10 dặm xa xa trong mặt đất, nửa thân dưới của con cự khâu đang đào tẩu bị bắn ra, mặt ngoài thân thể có nhiều điểm kim quang, toàn thân chỉ thấy rậm rạp vệ kim trùng, đúng là đang cắn nuốt con thú này. Nửa đoạn cự khâu này từ trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ không ngừng, thân hình khổng lồ đột nhiên xuống phía dưới một đoạn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, muốn thoát khỏi đàn phệ kim trùng cắn nhưng kim sắc giáp trùng giống như mọc rễ trên thân cự thú, căn bản không một chút buông ra, hơn nữa một con còn cắn thủng bộ da cứng rắn chui vào bên trong cơ thể cự khâu. Như vậy, con cự khâu biến dị tự nhiên càng thêm thống khổ tới cực điểm, trên người như đồng thời bị trăm ngàn đao chém vào. Nó tựa hồ có chút điên cuồng nổi lên, lúc thì chui xuống mặt đất, khi thì lại bay lên giữa không trung, nhưng vô luận làm thế nào cũng không thể bỏ rơi đàn kim sắc giáp trùng ra khỏi cơ thể. Sau một lát, thân hình nó lại một lần nữa bay lên không trung điên cuồng lồng lột, bỗng nhiên thân hình trở nên cứng đờ, thân hình khổng lồ rơi xuống, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàn lập trên không trung nhìn hết thảy những cái này, lúc này mới khẽ thở dài một hơi, xoay mình nhìn về phía bên trong pháp trận. Không trung thiên lôi vẫn không ngừng hạ xuống, nhưng phong lôi xí sau lưng hàn lập đã không ngừng chấp động, cho dù có đạo lôi điện nào đánh lên cũng đều bị phong lôi xí đánh bay ra ngoài, căn bản không hề đánh trúng người hàn lập nhưng so sánh với lúc trước khi mới bắt đầu, khoảng không thưa thất hơn rất nhiều, thiên lan thánh thú rốt cuộc cũng vượt qua được đợt lôi điện thứ 8, tựa hồ cũng đến lúc hắn phải ra tay. Chẳng qua trước lúc ra tay, hàn lập hướng về không trung vội vàng nhìn lại, hai mắt lam mang chấp động, mắt cũng không chấp tựa như đang tìm kiếm cái gì đó. Kết quả khi tiếng sấm từ giữa bầu trời hoàn toàn dừng lại, từ bên trong mây đen chuyển đến một cỗ hương khí kỳ dị, tiếp theo đó mây đen đối diện với pháp trận một chân quay cuồng, đột nhiên hiện ra một cái trăng tròn thật lớn trăng tròn sáng tỏ dị thường, tản ra ánh sáng trắng ngà nhàn nhạt, nhạt, cổ hương khí kia tựa hồ được tỏa ra từ giữa trăng tròn. chương 1190, thủ dịch, vừa thấy cảnh này, Hàn Lập liền hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng khẽ rung lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, hắn tức thì hiện ra tại vị trí cũ tại pháp trận, không nói hai lời liền hướng về ba kiện pháp khi trên mặt đất vẫy tay một cái. Hồ lô, bình ngọc, viên bát đồng thời bay lên, xoay quanh đỉnh đầu của Hàn Lập. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu bạc kỳ dị từ giữa mặt trăng chiếu xuống, liền đem thiên lan thánh thú bao trùm lại trong đó. Tiếp đó hương khí đại phóng, bên ngoài mặt trăng cũng nổi lên một tầng thủy quang, hướng phía dưới rơi xuống. Lập tức hàn lập không hề do dự, thân hình nhoáng lên một cái, mang theo ba kiên pháp khí tạo thành một đạo thanh hồng phóng lên cao. Lúc này mặt trăng cũng nhỏ ra một đoàn chất lỏng màu trắng, nhưng khi vừa ly khai khỏi mặt trăng, chất lỏng này liền hóa thành nhiều điểm bạch quang, theo luồng ngân sắc chiếu xuống, Thiên Lan Thánh thú từ từ rơi xuống, nhưng điều quỷ dị là tất cả quang điểm chỉ tồn tại bên trong trùng sáng, nếu có một cái rời khỏi phạm vi trùng sáng ra bên ngoài, thì lập tức liền hóa thành hư ảo. Mà những quang điểm này khi tiếp xúc với thân thể yêu thú này, liền chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Vốn là yêu thú này phải ngăn cản thiên kiếp, tinh thần có phần mệt mỏi, nhưng sau khi hấp thu mấy đoàn bạch quang tinh thần liền khôi phục lại từ miệng phun ra một cỗ yêu khí mang những quang điểm từ không trung rơi xuống toàn bộ hút vào trong miệng, giống như bị cái gì kích thích, thân hình tựa hồ tăng vọt lớn thêm vài phần. Giữa mặt trăng nước gợn bập bình, liền theo đó có một đoàn chất lỏng khác chậm rãi rơi ra, đồng dạng hóa thành vô số bạch quang bay xuống. Lúc này đạo thanh hồng chấp động liền tiếp cận đám mây đen giữa mặt trăng, nhưng khi còn cách khoảng hơn trăm trượng, bông nhiên phụ cận ngân quang chấp động, vô số các hồ quang ngân sắc từ giữa đám mây ẩm ẩm hiện lên, tất cả hướng hàn lập dũng mãnh đánh tới trong lúc nhất thời phảng phất như có vô số con ngân xả hướng hàn lập đánh tới thanh thế cực kỳ kinh người cho dù hàn lập cũng từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn gặp tình huống trước mắt này cũng hoảng sợ chẳng qua may mắn ngày đó thiên lan thú đã truyền âm đề cập qua việc này cho nên hắn tuy rằng giật mình nhưng một tay vừa lật một vật đã sớm chuẩn bị tốt hiện liên ở trong tay lục quang lòe lòe vật kia đúng là kiện linh bảo bát linh xích mắt thấy vô số ngân hồ quang sắp đánh đến hàn lập lại vung mục xích lên bàn tay vung trưởng lên, ngân sắc liên hoa từ bốn phía hiện ra dày đặc, đem thanh hồng phong vũ bảo hộ lại trong đó. Ngân hồ quang đánh lên phía trên liên hoa, liền phát ra hàng loạt tiếng sấm nổ, vô số những tia điện lóe lên chấp động. Liên hoa tựa như gặp quá nhiều ngân hồ quang đánh lên đều tán loạn, nhưng lập tức lại theo độn quang bên trong tuôn ra những đợt khác, giống như là vô cùng vô tận. Thanh hồng lóe lên, nháy mắt đã tới vùng mây đen phụ cận, lúc này chỉ còn cách ánh trăng tròn hơn 10 trường. Còn bạch sắc dịch thể đợt thứ hai vừa vặn theo trăng tròn tích ra, hàn lập độn quang dừng lại trong nháy mắt, dường như đã đi vào bên trong cấm địa, bốn phương tám hướng lại có vô số hồ quang đánh tới. Lần này dường như so với lần trước còn muốn đông đúc hơn ba phần. Tại bên trong ngân liên hoa bảo hộ, hàn lập đối với những hồ quang này cũng không có để ý, lại hướng đến ba kiện pháp khí trước người điểm chỉ. Hồ lô, bình ngọc, viên bát lập tức hóa thành ba đạo linh quang hướng giữa ngân nguyệt vọt tới. Trong nháy mắt khi chúng vừa ly khai khỏi độn quang, chi chít những hồ quang cũng liền đem hàn lập bao bọc vào phía bên trong. Lần sau so với lần trước càng thêm hung mãnh, bên cạnh hàn lập cũng bạo liệt ra, trong lúc nhất thời hàn lập bị vay bên trong lôi điện tựa như đứng giữa sóng to gió lớn, bát linh xích liên hoa tuy rằng cũng chi chít tầng tầng lớp lớp, nhưng cũng dần hiện ra dáng vẻ chống đỡ không nổi. Vòng liên hoa bảo hộ nhanh chóng thu nhỏ lại, tập trung sát đến thân thể hàn lập. Nhưng hàn lập lại đối với hết thảy chuyện này lại coi như không có gì, ngược lại toàn bộ tinh thần tập trung lên ba kiên pháp khí hướng trăng tròn từ từ bay đi đúng vậy đúng là từ từ bay đi không biết tại sao ba kiện pháp khí khi vừa tiếp xúc gần với mặt trăng tầm ba trượt dường như chạm vào cấm chế gì đó cả đám trở nên nặng nề tốc độ liền như là ốc sen đi chỉ có thể nhích lên từng chút một mà lúc này trăng tròn đã tích hoàn thành đợt thứ hai linh dạ bạch quang chấp động lên dần dần trở nên mơ hồ giống như muốn biến mất cùng lúc đó mây đen giữa không trung lại một trận nổi sóng mãnh liệt Hàn Lập cũng cảm thấy giật mình, một đoàn linh áp thật lớn đang dần thành hình. Điều này rõ ràng cho thấy tín hiệu đợt lôi điện tiếp theo đã bắt đầu. Nhìn pháp khí cách trăng tròn còn vài trượng, vẫn châm rãi đi đến, Hàn Lập rốt cuộc đã không thể bình tĩnh. Mắt hắn tinh quang chợt lóe, đột nhiên hét lên một tiếng, thần thức tập trung lại, bỗng nhiên hướng về phía trăng tròn xuất ra một cái thất thần thứ. Một đạo lực tô lớn vô hình tiếp cận phụ cận trăng tròn, bốn phía tầng nước ở bên trăng tròn khẽ gợn sóng, ba kiện pháp khí lập tức tốc độ cũng nhanh hơn vài ba phần. Hàn lập thấy vậy cũng không chút do so dự, miệng hé ra phun ra một ngụm máu huyết, mười ngón tay hướng về phía đoàn máu huyết. máu huyết lập sát hóa thành một cỗ huyết vụ, chợt lóe lên một cái không thấy bóng dáng. một màn quỷ dị xuất hiện. nguyên bản ba kiện pháp khí màu sắc khác nhau, nhưng khi huyết vụ vừa biến mất, liền phóng ra huyết sắc quang mang kỳ lạ. chúng khẽ run lên, nhưng lại đồng thời thoát khỏi trói buộc. một chút không có vào bên trong hư không của trăng tròn. Cơ hồ cùng thời gian, nguyên bản trăng tròn còn có một chút mơ hồ, lại chợt lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại ba kiện pháp khí trơ trọi lơ lửng trong hư không. Ba kiện pháp khí như vướng phải cái gì đó từ trăng tròn, không ngờ đã hoàn toàn chống không, mà ngay cả Hàn Lập cũng ngạc nhiên không thể nói rõ ràng. Sau một tiếng sấm kinh thiên, nguyên bản những hồ quang đang vây quanh Hàn Lập không ngừng đánh lên độn quang đều hướng về phía mây đen chợt lóe lên không thấy. Hàn Lập thấy tình hình này, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm mà ngược lại vẻ mặt lộ ra sự ngưng trọng. Ánh mắt chấp động vài cái, hướng phía xa xa vẫy tay. Hồ lô cùng hai kiện pháp khí khác liền quay về bên Hàn Lập, không nói hai lời, đem ba kiện pháp khí bay vụt xuống dưới bên cạnh pháp trận, khẽ nhìn thoáng qua ba kiện pháp khí, vung lên một chảo cực nhanh, đã đem hoàng sắc hồ lô bắt vào trong tay, tiếp đó hướng bên trong nhìn thoáng qua, một tay vừa lật một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Về hai kiện pháp khí còn này, hắn căn bản cũng không có nhìn qua, trực tiếp thu vào túi chữ vật. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hàn lập trước sau như một, không lộ ra vẻ khác thường. Nhưng khi từ giữa pháp khí truyền ra nhàn nhạt hương khí, hiển nhiên hàn lập lúc này cũng không còn giữ được vẻ mặt như thường. Thiên lan thánh thú một chút cũng không quan tâm việc này, lúc này cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào lôi kiếp từ giữa không trung. Trên cao toàn bộ hồ quang đã biến mất, nhưng theo mây đen, lại truyền đến cường đại giao động dị thường, làm cho nó một chút cũng không dám phân tâm. Ngân sắc yêu khí hầu như đã biến mất không còn một chút, nó dường như trần trụi đứng bên trong pháp trận, ngay cả hôi bạch yêu khí lúc ban đầu cũng không phóng xuất, hình như biết được những yêu khí kia cũng không trợ giúp chống lại được đợt lôi kiếp này. Hàn lập mỉm cười, đang muốn nói gì đó với yêu thú này, đột nhiên không trung truyền đến một tiếng sét đánh nặng nề. Một thủy hang ngân sắc hồ quang thật lớn theo mây đen hiện ra, chừng như dài khoảng 20 trượng, ngân quang chấp động vài cái, giống như một con ngân dao thật lớn, hương thiên lan thánh thú hung hăng đánh xuống, trên thân cự dao phát ra ngân sắc điện quang, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa không chung, thanh thế kinh người cực kỳ. Phía dưới thiên lan thánh thú thấy vậy, sắc mặt đại biến, liền không cần suy nghĩ nhiều, đột nhiên miệng hé ra, một viên châu màu xám văng ra, không người xoay quanh trên đỉnh đầu yêu thú này, viên châu này đúng là tính mệnh du quan yêu đan. Nhưng không chờ ngân dao bổ nhào vào yêu thú này, hàn lập bên ngoài pháp trận lại ra tay. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cái lá chắn màu bạc bắn ra, lập tức hóa thành một quầng sáng bạc đem thiên lan thánh thú bảo hộ bên trong đó, sau đó thản nhiên nhìn ngân giao từ không trung bổ xuống, chỉ cười không nói. Thiên lan thánh thú thấy vậy, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. âm một tiếng vang thật lớn, ngân dao uy mãnh đánh lên phía bên trên quầng sáng bạc, bộc phát ra quang mang trói mắt, nhưng dường như không có việc gì xảy ra. Ngân sắc điện giao một kích không hiệu quả, thế nhưng không tán loạn biến mất, ngược lại vây quanh quầng sáng một hồi quấn quanh. Tiếng sấm đánh thật lớn, thỉnh thoảng hòa quang truyền ra bên ngoài, nhưng sau mỗi một kích, hình thể ngân giao tựa hồ nhỏ lại một vòng, cứ như vậy liên tiếp hơn 10 lần đánh, ngân giao dường như chỉ còn lại một nửa bộ dáng ban đầu. Tốt lắm, đạo hữu có thể đem bảo vật triệu hồi, ta có thể tự ứng phó rồi. Thiên Lan Thánh Thú đột nhiên kêu lên, Hàn Lập nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, một tay hướng về giữa pháp trận phất một cái, nhất thời quầng sáng bạc chợt lóe lên đã không thấy bóng dáng. Điều này, yêu thú này cũng từng dặn dò Hàn Lập trước. Yêu tộc độ lôi kiếp tuy có thể xin ngoại nhân hộ pháp, thậm chí thay chính mình giảm uy lực của lôi kiếp, nhưng cuối cùng cũng phải tự mình ngăn cản một nửa uy lực lôi kiếp. Nếu không đợt lôi kiếp này sẽ lặp lại, nên hắn chỉ mời Hàn Lập ra tay tiêu trừ một nửa uy lực lôi kiếp mà thôi. Cho nên Hàn Lập nghe được lời ấy, liền thu hồi ngân sắc tiểu thuẫn. Đã không còn quầng sáng bạc bảo hộ, điện giao lập tức đánh về phía thiên lan thánh thú, nhưng lại bị hôi bạch yêu khí chợt lóe lên chặn lại cự đại hồ quang điện đánh lên trên yêu đan, làm cho viên châu khẽ run lên, nhưng vẫn như cú huyền phù tại chỗ không chút sức mẻ. Tiếp theo đó, vô luận ngân giao từ phương hướng nào đánh về phía thiên lan thánh thú đều bị yêu đan này ngăn trở, theo một âm thanh gầm rú vang lên, thể tích ngân giao nhanh chóng thu nhỏ lại. Hàn lập nhìn cảnh này, sờ sờ cầm, ngẩng đầu nhìn lại không chung, trong lòng nhàn nhạt nói. Xem ra chính mình tiêu giảm uy lực hai đợt lôi kiếp cuối cùng hoàn toàn không thành vấn đề dù sao chính là lôi kiếp một gã bát cấp yêu thú, tuy rằng đối với cùng bậc yêu thú đúng là đáng sợ, nhưng đối với mình mà nói, ngăn cản căn bản không hao tổn nhiều khí lực. Mấu chốt vẫn là xem này yêu có thể hay không một mình ngăn ngản uy năng lôi kiếp còn thừa lại. chương 1191, Hóa giới châu cùng tật phong cửu biến. Dịch, thần phong, hai đợt lôi kích cuối cùng quả nhiên giống như Hàn Lập đoán trước, sau khi bị hắn dùng ngân sắc tiểu thuẫn cản hơn nửa uy lực xong, cuối cùng bị thiên lan thú dùng yêu đan ngăn lại lúc sóng lôi điện cuối cùng biến mất mây đen trên không trung cũng quỷ dị như lúc đến vậy trong nháy mắt ngàn dặm mây đen tan hết ánh mặt trời lại chói trang hiện ra thiên lan thú ở trong pháp trận giờ đang được bao phủ trong vài tầng yêu khí màu trắng ngưng kết thành một cái kén lớn màu vàng mặt ngoài còn khẽ phập phồng hàn lập thấy vật trên mặt một chút dị sắc cũng không có yêu thú này trải qua lôi kiếp giờ đang một lần nữa trọng tổ thân thể biến hóa thành hình người mà thôi Loại biến hóa này không chịu sự khống chế của yêu thú mà giống như con người lúc mới sinh ra vậy. Xấu hay đẹp cũng là do quá trình biến hóa tự thân sinh ra, đương nhiên cũng có liên quan đến chủng tộc của bản thân nữa. Tỷ như yêu thú kiểu yêu hồ nếu có thể biến hóa bình thường đều trở thành tuấn nam mỹ nữ. Còn một số yêu thú bình thường bản thể xấu xí không chịu nổi thì lúc biến hóa hình người đương nhiên cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Hàn Lập chợt nhớ tới việc gì? chợt quay đầu nước mắt nhìn phía xa chỉ thấy tàn thi của con cự khâu biến dị sớm đã bị phệ kim trùng cắn nuốt không còn tí nào. Giờ phút này đám phệ kim trùng đang bay vù vù trên không trung. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thét lớn một tiếng, nhất thời đám kim sắc trùng vân vội hướng về phía bên hắn lao đến, trong nháy mắt phệ kim trùng đã bị hắn thu vào túi linh thú. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống một bên, nhắm mắt đợi thiên lan thú trong pháp trận hoàn tất biến hóa. Kết quả, một lần ngồi xuống này cũng mất một ngày một đêm đến khi thần sắc của hắn trở động mở to đôi mắt thì từ trong cái kén lớn bỗng chuyển đến vài tiếng phốc phốc trầm đục rồi một cánh tay trắng nõn dị thường từ bên trong xuyên ra sau đó bên trong chuyển đến giọng nói quen thuộc của đồng tử cuối cùng cũng đại công cáo thành đã làm phiền đạo hiếu hàn lập nghe vậy liền cười chậm rãi đứng dậy mấy ngày sau hàn lập yên lặng quay về tử mẫu phong ở vân mộng sơn hắn hiện giờ đang ở trong mật thất của động phủ xem xét chiếc sừng rực rỡ ánh vàng trong tay trước người đặt một cái hồ lô và ba kiện pháp khí. Đối diện hắn, đang lơ lửng trong không trung là một chiếc đỉnh màu xanh lớn khoảng một trượng, trên đỉnh một tiểu đồng mặc áo vàng môi hồng răng trắng, tay cầm một quyển sách gia thú đang thoải mái ngồi xem. Người này đương nhiên là thiên lan thú giờ đã hóa thành hình người. Nhìn hình dạng này cùng với ảo ảnh lúc trước huyễn hóa ra mặc dù không giống hệt, nhưng cũng có bảy tám phần tương tự. Cẩn thận suy nghĩ một chút thì cũng không có gì kỳ lạ. Con thú này ở linh giới bản thể đã sớm trải qua một lần biến hóa. Giờ thêm một lần biến hóa đương nhiên càng thêm thành thạo, cho nên hình dạng biến ra cũng tương tự như ảo ảnh ngưng tụ lúc trước. Hàn Lập dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên chiếc sừng rồi đột nhiên mở miệng nói: "Ta đã thử rồi, chiếc sừng này dường như có thể hút phần lớn linh lực vào trong, lại còn có thể phóng xuất ra ngoài. Điều duy nhất hạn chế là mỗi lần hút linh lực vào chỉ một lượng có hạn, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh lắm." ừm um, không hổ là tài liệu của yêu thú biến dị lại có hấp linh thiên phú hiếm thấy loại tài liệu có hiệu quả kỳ diệu như vậy cho dù là ở trên linh giới cũng sẽ có vô số tu sĩ dù đánh nhau vỡ đầu để có nó nó chính là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế bảo vật phòng ngự không ít linh bảo có tính phòng ngự nổi danh đều dùng loại tài liệu này đồng tử cầm sách ra thú trong tay khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên cười với hàn lập pháp bảo phòng ngự có thể luyện chế chiến giáp sao hàn lập trong lòng trật động ha ha, đạo hữu quả thông minh hơn người. Vật ấy nếu dung phối hợp với hỏa linh ti trong tay người đúng là có thể luyện chế ra một kiện chiến giáp hiếm thấy. Mặc dù không bằng linh bảo nhưng so ra cũng không kém mấy. Chẳng qua nếu đạo hữu nghe ta, tốt nhất là không nên làm vậy. Đồng tử vẻ mặt trang nghiêm nói, tại sao, hiện tại vật ta cần nhất là một kiện chiến giáp hộ thể. Trên mặt hàn lập hiện lên vẻ nghi hoặc, đạo hữu nếu muốn an toàn sống ở nhân giới cả quãng đời còn lại thì đương nhiên là nên luyện chế chiến giáp nhưng nếu muốn thông qua không gian tiết điểm để lên linh giới thì tốt nhất giữ vật đó lại để luyện chế một bảo vật khác thì tốt hơn vẻ mặt đồng tử vẫn không đổi nói có thể dùng nó để luyện chế bảo vật nào khác hàn lập kỳ quái hỏi ngược lại đương nhiên là hóa giới châu chỉ có thứ này mới có thể giúp ngươi an toàn thông qua không gian tiết điểm đồng tử không chút do dự trả lời hóa giới châu ta nhớ không lầm thì lúc ngươi cho phân thân buông xuống nhân giới hình như có dùng một thứ gọi là hóa giới thạch thì phải hai cái này có liên quan gì đến nhau có phải căn bản là cùng một loại không giọng hàn lập có chút kinh ngạc hỏi hai thứ tên giống nhau như vậy đương nhiên là có liên quan hóa giới thạch là một loại bảo vật ở linh giới muốn luyện thành thì cực kỳ tiêu hao thiên tài địa bảo còn hóa giới châu thì là bảo vật mà hậu thiên cũng nhiều người sử dụng tuy rằng công dụng của hai thứ không khác nhau lắm nhưng uy năng thì cực kỳ cách biệt nói cụ thể một chút thì hóa giới châu chỉ bằng một phần trăm của thứ kia đồng tử nghĩ nghĩ rồi thành thực trả lời một phần trăm hàn lập nghe tỷ lệ này cũng cứng lưỡi đạo hữu đừng vội coi thường công dụng của hóa giới châu phải biết rằng loại dị bảo như hóa giới thạch cho dù là yêu vương trên linh giới cũng không có nhiều lắm nó chính là thứ nổi danh cùng với nghịch tinh bàn là một trong phá giới tam bảo mà hóa giới châu tuy rằng còn xa mới so được với hai thứ trên nhưng cũng cực kỳ nổi danh trong việc bài trừ không gian cấm chế bởi vì cần có tài liệu hấp linh mới có thể luyện chế ra được nên số lượng cũng cực kỳ ít ỏi như ta ở linh giới đã từng tò mò đi vào một không gian tiết điểm tuy rằng ngay lập tức quay lại nhưng không gian gió lốc và cách giới lực trong đó cực kỳ đáng sợ, đến giờ ta vẫn còn khiếp hãi. Người cho dù có thể tu luyện phá diệt pháp mục đến cực hạn nhưng tỷ lệ có thể qua được vẫn cực kỳ nhỏ. Nếu không tu luyện giả các tộc từ hạ giới đã không có biết bao nhiêu người lên linh giới rồi. Người không có hóa giới châu trong tay thì đừng hy vọng ở cái gì gọi là may mắn cả. Căn bản là có đi không có về. Nguyên bản ta vốn muốn đợi người tiến giai hóa thần kỳ rồi mới nhắc đến việc này, nhưng hiện giờ ngươi có được tài liệu hấp linh, nên cũng thuận tiện nói luôn. Đồng tử cười lạnh nói, xem ra hóa giới châu này không luyện không được, hàn lập sờ mũi cười khổ. Ha ha, nếu đạo hữu than mình không có phá diệt pháp mục thì ngay cả chuyện bảo vật cũng không thèm nói. Có cả hai thứ đó, ngươi mới có cơ hội thông qua không gian tiết điểm được. Phương pháp luyện chế này ta cho ngươi, coi như nể tình lần trước ngươi tặng ta hàn tùy. Đồng tử nhàn nhạt nói, đạo hữu thực là ân oán phân minh. Bất quá ta cũng có chút tò mò, trước kia ta từng thấy qua một con quy yêu cấp 8 độ kiếp. Lôi kiếp nó trải qua dường như không giống như của thiên lan đạo hữu lắm. Lôi kiếp của ngươi hình như lợi hại hơn rất nhiều. Hàn lập đề cập đến việc độ kiếp lúc trước, điều này có gì lạ đâu. Chủng tộc yêu thú chúng ta có vô số, mỗi loại trải qua lôi kiếp đương nhiên không giống nhau. Càng là yêu thú lợi hại, lúc độ kiếp lại càng khó khăn. Nghe đồn những linh thú như linh phong, chân long các loại khi độ lôi kiếp biến hóa phải trải qua 13 đợt lôi kích ta chỉ trải qua 11 đợt, xem như cũng không tồi lắm. Đồng tử cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, thì ra là thế, Hàn Lập có chút giật mình, bản công pháp yêu tộc tật phong cửu biến thật ra cũng khá đó. Nhưng người đưa cho lão phu xem là có ý gì, chẳng lẽ đạo hữu còn có hứng thú với yêu tộc công pháp của chúng ta? Đồng tử duỗi tay cầm bản sách gia thú, nhìn chăm chăm Hàn Lập, nửa cười nửa không hỏi. Nguyên lai like quyển sách trong tay đồng tử là bản sách gia thú mà năm xưa Hàn Lập có từ tổ tôn của Tiêu Thúy Nhi, trong đó ghi lại một bộ liếm khí khẩu quyết vô danh và một bộ yêu tộc công pháp khác biết bằng chữ yêu tộc năm đó hàn lập học chữ yêu tộc xong mới phát hiện bộ công pháp này tên là tật phong cửu biến công pháp này tuy mạnh mẽ nhưng lại chuyên dành cho yêu tu thuộc loại yêu cầm trừ phi là trời sinh có hai cánh và có thân thể mạnh mẽ của yêu tộc nếu không căn bản không thể tu luyện hoặc thi triển ra được không biết vì sao lúc này hàn lập lại giao công pháp cho đồng tử nhờ hắn nghiên cứu không có gì bộ tật phong cửu biến này uy lực không hề nhỏ mà ta sau khi có được phong lôi xí giờ đang cần một pháp quyết đặc thù tương ứng. Bộ pháp quyết này lấy việc biến ảo thân pháp là chủ yếu, rất thích hợp để ta tu luyện. Nếu không được quả là đáng tiếc, thiên lan đạo hữu cũng là yêu tu, hẳn là biết cách cải biến bộ công pháp giúp hàn mỗ tu luyện. Để trao đổi, tại hạ có thể đưa tàn trang kim khuyết ngọc thư kia cho đạo hữu mượn để tìm hiểu. Thứ đó mặc dù quý nhưng quá mức huyền ảo, ta hiện giờ không có thời gian để tìm hiểu. Hàn lập chậm rãi nói bộ công pháp này đối với nhân giới yêu tu các ngươi mà nói đúng là một loại khẩu quyết thân pháp khó mà gặp được hơn nữa người lại có phong lôi si quả thật vô cùng phù hợp để tu luyện nhưng ở đây còn có một vấn đề chắc nhà ngươi biết rõ đó là muốn thi triển thần thông này cần phải có thân thể mạnh mẽ như yêu tộc làm cơ sở mới được ngươi tuy rằng có tu luyện qua môn luyện thể pháp quyết nào đó thân thể mạnh mẽ hơn sa tu sĩ bình thường nhưng mà vẫn chưa đủ để tu luyện pháp quyết này đồng tử nhướng mày nói ngay vào chỗ quan trọng nhất nếu chỉ thiếu một chút bản thân ta không phải là không thể vượt qua được. Ta đã từng từ Phật môn lấy được một bộ minh vương quyết, mỗi tầng tu luyện cao hơn đều khiến cho thân thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ta giờ đã luyện đến tầng thứ hai, như vậy nếu luyện đến tầng ba chắc là đã đủ đạt yêu cầu của tật phong cửu biến. Hàn lập trầm ngâm một chút rồi trả lời, dường như đã suy nghĩ trước vấn đề này. Minh vương quyết, Phật môn công pháp, đồng tử ngẩn ra, có vẻ hơi bất ngờ. Thì sao, chẳng lẽ bộ công pháp Phật môn này có gì không ổn? Hàn lập nhướng mày, bộ pháp quyết của ngươi chia làm mấy phần. Đồng tử hỏi lại một câu, bảy tầng, Hàn lập tuy khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời. Thật xảo hợp, ta cũng biết một bộ luyện thể pháp quyết xuất phát từ Phật môn và cũng chia làm bảy tầng. Đồng tử bỗng cười quỷ dị, chương 1192, trung thành quyến trúc. Tu tiên giới thiên nam lại một lần nữa dậy sóng. Các trưởng lão Nguyên Anh Kỳ của các đại tông môn tu tiên đột nhiên nhận được thiếp mời của Lạc Vân Tông phát ra, lúc này bọn họ được yêu cầu tham gia song tu đại điển của đại trưởng lão Lạc Vân Tông cùng với một vị nữ Nguyên Anh khác là Nam Cung Nguyễn chính thức kết thành song tu đạo lữ. Nhận được thư mời, các Nguyên Anh lão quái vật trừ một số cá biệt đã biết được nội tình thì những người còn lại đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng vì Hàn Lập hiện tại danh tiếng lẫy lừng nên tự nhiên không ai dám cự tuyệt không đến, tam đại tu sĩ hiện đang bế quan không thể tự mình đến dự nhưng cũng đặc biệt cho đệ tử đưa tặng phẩm quý hiếm đến. Nghe nói trong thời gian mấy ngày diễn ra đại điển, cả bầu trời tòa lạc vân sơn mạch đều được ngũ sắc quang hà bao phủ hơn phân nửa, trông huyễn lệ dị thường. Ở trong sơn mạch vốn trống rỗng lại xuất hiện trùng trùng lầu các muôn màu muôn vẻ, còn tại cấm chế tất cả linh hoa linh mộc đồng thời nở rộ làm cho vân mộng sơn phảng phất như là tiên cảnh. Vân Mộng Sơn Tam Tông và một ít tiểu tông môn vùng phụ cận muốn lấy lòng Hàn Lập nên xuất ra tất cả lực lượng làm cho đại điển long trọng còn hơn lúc Hàn Lập cử hành đại điển trở thành đại tu sĩ. Mà đại điển lần này ngoại trừ những người được Lạc Vân Tông phát thiệp mời ra còn có các tu sĩ của một ít chung, tiểu tông môn và một số lượng không nhỏ tán tu hàng đầu không mời mà tới dự lễ. Kết quả là trong mấy ngày này, Vân Mộng Sơn tiếp đón chừng 5 sáu ngàn tu sĩ ngoại lai, phần lớn là các cao giai tu sĩ, xem ra đây là đại lễ lớn nhất tại thiên nam trong mấy ngàn năm nay. Chẳng qua việc này tựa hồ cũng không có gì là kỳ quái. Trước kia, khi Hàn Lập tiến hành đại điển tiến vào giai đoạn đại tu sĩ, tuy rằng cũng có không ít người đến tham gia nhưng phần lớn đều mang lòng hoài nghi, hơn nữa thiên nam còn có tam đại tu sĩ cùng bậc, nhưng sau trận chiến tại điển lễ, Hàn Lập xem như được xác định là tu sĩ đứng đầu thiên nam. Nghe nói Hàn Lập có thể lấy một địch hai gã đồng giai tu sĩ mà còn có thể chiếm thế thượng phong, mặc dù có một số tông môn có thế lực sâu xa nhưng dù tông môn có thế lực nhiều hơn nữa thì trong lòng đều phát lạnh. Bởi vì có thể thấy rõ, lấy tu vi của Hàn Lập hiện tại, không cần để ý tồn tại của tông môn mình, một mình cũng có thể san bằng các môn phái tu tiên. Thiên Nam đệ nhất tông môn cũng không thể có đồng thời hai gã đại tu sĩ trở lên nên căn bản là không có lực lượng nào có thể chống lại vị đệ nhất Thiên Nam tu sĩ Hàn Lập này. Kể từ đó, mặc kệ là trước kia có quan hệ cùng Lạc Vân Tông hay không, tất cả các tông môn đều cử người đến thiết lập quan hệ. Về phần này, các tán tu chung, cao giai tu sĩ đều hy vọng có thể kết bạn cùng vị Thiên Nam đệ nhất nhân này có thể nhận được sự chỉ điểm của đối phương hoặc là dựa vào đại điển này gặp gỡ một vài tu sĩ khác. Cho nên bởi vì có các ngoại lai tu sĩ đến tham dự, hơn nữa còn có các tu sĩ của Tam Tông nên thật xứng là vạn tu đại điển. Hàn Lập mang theo giai nhân Nam Cung Huyền xuất hiện tại buổi lễ cũng không quá dài, hai người chỉ mỉm cười hướng các tu sĩ nói vài lời cảm ta, tại đương trường uống một chén rượu giao bôi rồi liền phiêu nhiên rời đi. Về mặt mọi chuyện còn lại đều hoàn toàn giao cho vị trưởng Lão Lạc Vân Tông là Lữ Lạc chủ trì. Vị lữ trưởng lão này không hổ kiến thức uyên bác, tuy thiếu hai diễn viên chính của buổi lễ nhưng vẫn đem các hoạt động còn lại của buổi lễ diễn ra náo nhiệt phi thường. Song tu đại điển tiếp tục diễn ra ba bốn ngày mới hạ màn. Tiếp theo các tu sĩ chúc mừng rồi lần lượt rời đi, tuy nhiên cũng có vài người vẫn tiếp tục lưu lại. Hàn Lập mang một thân bạch sam cùng Nam cung Uyển sóng vai đứng trên đỉnh tử mẫu phong nhìn ra xa xa nhìn Bạch Vân quay cuồng lẳng lặng không nói gì. Không biết sau bao lâu Nam Cung Uyển lấy tay vén mái tóc rồi xoay người hướng Hàn Lập Thản nhiên cười. Lúc này ta cũng coi như là nhân họa đắc phúc, mượn xá nữ Thiên Nguyệt quyết ở trong phong ấn tu luyện, rốt cục cũng đột phá vào Nguyên Anh trung kỳ, chẳng qua cuối cùng cũng được phu quân tương trợ, lại cho ta phục dụng kỳ vật cũng giảm cho ta ít nhất hơn 10 năm khổ tu, nếu không bây giờ có thể giải vây hay không vẫn còn khó nói, nhưng phu quân nhanh như vậy tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ thật sự là làm cho thiếp ngoài ý muốn, với tu vi của phu quân hiện giờ, nhân giới ngoại trừ mấy lão quái vật hóa thần kỳ ra chỉ sợ không có ai là đối thủ. Vô địch, điều này cũng không dám tùy tiện nói ra, nếu ta có được cơ duyên như thế này, không chừng ở nơi nào đó còn có tu sĩ có vận may không kém ta đâu. Hàn lập mỉm cười, khiêm tốn nói, hi hi, lời này cũng không phải không đúng. Chẳng qua không nghĩ tới phong hồn chú thật là âm hiểm, cứ tưởng rằng mượn lực lượng của nội đan hỏa thiềm là có thể hóa giải, nhưng không ngờ lại vẫn còn vài đạo cấm chế khác vẫn ẩn tàng trong cơ thể không phát tác, ít nhiều trước khi chúng phát tác phải chân chính giải trừ cấm chế hoàn toàn, nếu không hậu họa thật khôn lường, nam cung uyển mỹ mâu chấp động, trông. Giống như thiếu nữ quyến rũ vậy, ta cũng thở dài nhẹ nhõm được một hơi, không uổng công ta đi đại tấn lần này, uyển nhi, nàng đem bồi anh đan ta đưa cho nàng lúc trước ăn vào, sau đó tiến dai lên nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng hàn lập nhìn thoáng qua giai nhân mỉm cười trả lời. Bồi anh đan kia thật sự có thể thần diệu vậy sao? Ngay cả đột phá vào nguyên anh hậu kỳ cũng có thể. Nam cung Uyển chớp chớp đôi mắt hỏi có chút nghi hoặc. "Hắc hắc, vì đan dược này mà Nguyên anh tu sĩ đại tấn lên tiếp ngã xuống, nàng nói nó có khả năng không?" Hàn Lập cười mà không nói, "Nếu phu quân đã nói vậy, chờ ta củng cố căn cơ một chút rồi ăn đan dược này vào xem sao." Nam cung Uyển hai mắt phát sáng, nghiêng đầu hé miệng cười rồi đứng lên, phong thái pha trộn giữa thiếu phụ phong tình vạn trùng và thiếu nữ thanh khiết. Hàn Lập nhìn khuôn mặt mịn màng của thê tử, nghĩ tới sắp tới sẽ thân thiết ở chung, tâm thần rung động đang muốn nói gì đó bỗng nhiên thần sắc vừa động xoay đầu nhìn lại không trung phía xa xa, Nam cung Uyển ngẩn ra cũng nhìn lại, một lát sau, một đạo bạch quang phá vỡ cấm chế phía chân trời bay thẳng đến chỗ hai người Hàn Lập, Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, xuất hiện một tia ngoài ý muốn, tựa hồ nhận ra người tới. Chỉ thấy bạch quang ngay tại trên không trung hai người xoay quanh rồi mới hạ xuống, ánh hào quang chợt tắt lộ ra một giai nhân, đúng là Mộ Phái Linh. Tham kiến công tử, Nam cung tỷ tỷ Mộ Phái Linh chỉnh đốn trang phục thi lễ thần sắc bình tĩnh nói. Phái linh muội muội điển lễ đã xong, người còn vội vàng đến, hay là có chuyện gì mà lữ sư huynh xử lý không được, phái muội đến tìm vợ chồng chúng ta phải không? Nam Cung uyển ánh mắt lưu động, ung um dung hỏi. Nam Cung tỷ tỷ có hai ba khách nhân còn ở lại trong núi chưa rời đi, các nàng đều xưng người quen cũ của công tử, muốn gặp công tử. Lữ sư huynh không biết công tử có muốn gặp những người này hay không nên kêu phái linh đến thông báo một tiếng, nếu công tử không muốn gặp họ thì huynh ấy sẽ mời những người này rời đi người quen cũ của phu quân hay là những nữ tu xinh đẹp nam cung uyển nhãn châu tự thủy liếc hàn lập một cái lộ ra vẻ mặt như cười như không nam cung tỷ tỷ minh giám những người này đều là nữ tử mộ phái linh liếc mắt nhìn hàn lập một cái rồi cắn răng gật gật đầu nga xem ra là vì phu quân phong lưu mà tới đây nam cung uyển mặt mày trắng bệch liếc hàn lập một cái phong lưu khụ uyển nhi chớ có đùa như vậy phái linh người tới là ai ngươi nói rõ ràng danh tính xem sao Hàn Lập ho khan vài tiếng, hỏi có chắc kỳ quái. Đã hỏi qua, một vị là người quỷ linh môn do nữ tử họ Yến dẫn đầu, còn có hai trưởng lão quỷ linh môn đi theo, một vị khác là một nữ tử ngự linh tông tên Hạm Vân Chi, mộ phái linh trả lời không lưỡng lự. Là các nàng, Hàn Lập ngẩn ra, thì thào một tiếng, Nam Cung Uyển ở một bên nghe vậy mi mắt nhẹ nhàng nhướng lên, lập tức khẽ nở nụ cười. Xem ra mấy người kia thật sự có quen biết với phu quân, phu quân đừng ngại tiếp kiến đi, nếu không thì thật là thất lễ. Nam cung huyền mỉm cười nói. mấy người kia quen biết khi đại đạo chưa nhận rõ, gặp qua một lần cũng tốt. Phái linh, ngươi về trước báo cho sư huynh biết một tiếng, ta lập tức đi ngay. An bài các nàng ở hai tòa khách quý, ta phân biệt gặp một chút. Hàn lập suy nghĩ một lát liền gật đầu nói. Vâng, phái linh xin cáo lui trước. Một phái linh hơi cúi người cung kính rồi hóa thành một đạo bạch quang bay đi. ở lại tại chỗ Hàn lập nhìn không chung, nhíu mày một chút. như thế nào? chàng đối với phái linh muội muội có cái gì bất mãn sao nam cung uyển thấy hàn lập thần sắc không tốt mỉm cười hỏi không có chỉ là có chút không nghĩ ra nàng ta vì sao lại đem nàng nhận thức chỉ là nghĩa muội nguyên bản ta có thể tưởng tượng là nàng nhận lấy nàng ta làm nhập môn đệ tử hàn lập hai tay chắp lại sau lưng có chút khó hiểu lắc đầu thu phái linh làm nghĩa muội có gì không tốt lúc này ta chỉ muốn cùng phu quân đi chung trên đại đạo căn bản không muốn thu đệ tử thứ nữa thân thế nàng ta cùng ta năm đó có chút tương tự nói chuyện với nhau cũng hợp, hơn nữa làm cho nàng ta tiến thối lưỡng nan không bằng đem nàng ta trước nhận nàng làm hảo tỉ muội Như vậy vô luận về sau là thị thiết của chàng, cũng là âm thầm coi nàng là đệ tử, truyền thụ võ công, người khác cũng không nói ra nói vào, nam cung uyển dịu dàng nói. Việc này cứ theo ý nàng đi, ta không có ý kiến, ta đi trước gặp qua hai ba vị khách nhân rồi nói sau, hàn lập lơ đễnh nói, phu quân đi sớm về sớm. Ta về động phủ trước chờ phu quân, Nam Cung Uyển cười khẽ nói. Nghe được lời này của Nam Cung Uyển, Hàn Lập lại nở nụ cười khổ. Uyển Nhi, người tu luyện xá nữ thiên nguyệt quyết thật là tà môn, ở thời điểm tu luyện phải mượn âm nguyệt lực đến tu luyện, như vậy sẽ phải bố trí pháp trận để tụ tập âm nguyệt lực, nhưng âm nguyệt lực đối với tu sĩ khác rất có hại, trong phạm vi pháp trận ảnh hưởng mà tu luyện chỉ sợ tu vi không thể tăng tiến, hại hai chúng ta không thể cùng nhau tu luyện trong động phủ, phải khai mở một động phủ khác một mình tu luyện. Thiếp năm đó hàm uy lực của pháp quyết này mà không nghĩ lại có điều phiền toái như vậy, Nam Cung Uyển bất đắc dĩ nói. Tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng hai ta chỉ khi tu luyện mới không thể không tách ra, hai cái động phủ lại gần nhau, nếu không phải thời điểm tu luyện hai ta chi bằng sống chung trong một tòa động phủ, thật sự không có nhiều ảnh hưởng, tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, ta trước hết cứ đi từng bước, hàn lập ngược lại khuyên giải an ủi đối phương vài câu rồi cáo biệt, Nam Cung Uyển nhìn theo rồi hóa thành một đạo thanh hồng ly khai khỏi mẫu phong chương 1193, Tụ Linh Châu. Lạc Vân Tông có hơn 10 tòa lầu các dành cho khách quý, mộ phái linh đang đứng trước một tòa, thỉnh thoảng hướng mắt nhìn ra xa. Bỗng nhiên chân trời thanh quang chợt lóe, một đạo kinh hồng bắn nhanh về phía này, trong chớp mắt đã đến khoảng không bên trên, xoay vòng một cái rồi mới hạ xuống. Tham kiến công tử, người của quỷ linh môn đang nghỉ tạm bên trong, còn hai nàng thì ở tại lầu bên cạnh. Thấy Hàn Lập hiện ra mộ phái linh liền tiến lên nhẹ giọng nói. Ta biết rồi, Người lùi trước đi, Hàn Lập nhìn mộ phái Linh đi ra phía sau lầu các, lại thấy cách đó không xa lại có một tòa khác liền gật đầu nói. Mộ phái Linh nghe vậy cung kính thi lễ rồi hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Hàn Lập thân mình lóe lên một cái, liền xuất hiện ở lối vào, thần niệm đảo qua bên trong một cái rồi diêu sái đi vào. Trong một đại sảnh đang có hai nam một nữ ra ngồi đó nói chuyện với nhau cái gì đó, nam chính là một gã cốt xấu gầy như que củi cùng với một lão giả khuôn mặt tái nhật dị thường nữ tử còn lại là một người khoảng 20 tuổi trông như thiếu phụ, xinh đẹp như hoa chính là yên yên. Giờ phút này ba người đã trao đổi xong sự tình, trong mắt không giấu được một tia lo âu. Khi thấy thân hình Hàn Lập xuất hiện tại cửa đại sảnh, ba người ánh mắt bá lên một chút lập tức nhìn lại, rõ ràng là khuôn mặt của Hàn Lập, ba người đều kinh hỉ đứng lên tiếp đón. Ba vị đạo hữu không cần đa lễ, ta thấy không bằng là ngồi xuống bàn nói chuyện đi, không chờ ba người mở miệng, Hàn Lập thân hình chợt lóe, liền hiện ra ở chiếc ghế đối diện ba người khoát tay thản nhiên nói. Ba người yến yên không thể thấy rõ ràng chút nào, vậy ta sẽ không khách khí nữa, lão giả có khuôn mặt tái nhợt trong lòng cả kinh, nhưng lập tức cười đáp. Ba người lúc này lại ngồi xuống, yến tiên tử, nhiều như vậy năm không thấy, người rốt cuộc tiến giai nguyên anh kỳ, như vậy ta và người cũng đã khá xứng hợp rồi, hàn lập đánh giá thiếu phụ một cái rột nhiên khuôn mặt giãn ra khẽ cười nói. Vị này năm đó tại Việt Quốc chính là Yến Yên đệ nhất tiểu bối, nhưng lại cũng ngưng kết nguyên anh thành công và trở thành một gã tu sĩ nguyên anh kỳ hàn đạo hữu nói đùa thiếp thân cách đây không lâu vừa mới đột phá bình cảnh thành công mà đạo hữu cũng đã là thiên nam đệ nhất tu sĩ thiếp thân như thế nào có thể cùng hàn huynh so sánh đây lần này thiếp thân đến đây cũng là có chuyện cần nhờ hàn huynh giúp đỡ yến yên đánh giá hàn lập cẩn thận vài lần mặt mày hiện ra vẻ phức tạp nói hàn lập mỉm cười không có tiếc cái gì ánh mắt quét về phía hai gã quỷ linh môn trưởng lão còn lại ánh mắt cuối cùng lại dừng lại trên mặt lão giả đạo hữu là trung trưởng lão đi năm đó ở trụy ma cốc, hàn mỗ cũng có gặp qua lần đó. Không nghĩ tới hàn huynh vẫn còn nhớ trung mỗ, lão phu có chút thụ sủng nhược kinh hao giả nghe vậy cười nói. Hiện tại quỷ linh môn giống như gặp đại địch trước mặt mà ba vị không ở tại tông môn chống đỡ đại địch mà đồng loạt tới bổn tông gặp đích danh ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Hàn lập đi thẳng vào vấn đề hỏi, thấy hàn lập không muốn nói vòng vo, Đám người Yến Yên liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái tựa hồ không biết phải mở miệng thế nào cho phải. Hàn Lập thấy vậy bèn nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Thấy vẻ mặt của Hàn Lập, lão giả cùng đại hán trong lòng lo lắng, ánh mắt đều dừng trên người Yến Yên. Yến yên, yên trong lòng do dự một chút nhưng cũng mở miệng nói: "Hàn đạo hữu, kỳ thật lần này chúng tôi đến là hướng quý tông giúp đỡ, không phải hướng đích danh Hàn huynh." hy vọng đạo hiếu có thể ra mặt trợ giúp quỷ linh môn chúng tôi vượt qua kiếp nạn trước mắt, nếu không bổn môn thật sự sẽ tan thành mây khói. Trợ giúp quý môn, hàn lập hai hàng lông mày nhướng lên hỏi, khóe miệng mang vẻ châm chọc. Chúng ta biết bổn môn năm đó từng đắc tội với hàn huynh, chẳng qua chuyện này là do phụ tử vương môn chủ gây ra, mà vương môn chủ đã vẫn lạc trong trụy ma cốc. Hiện tại quỷ linh môn đã không phải do vương gia chấp trưởng nữa rồi, đại hán ngồi một bên thấy vậy vội vàng giải thích. Không phải vương gia chấp trưởng, không phải Vương Thiền vẫn ở quý môn tiêu diêu tự tại sao? Hàn Lập thần sắc không đổi nói, nghe thấy Hàn Lập nói vậy, lão giả cùng Yến Yên sắc mặt khẽ biến, đại hán tuy trong lòng cả kinh nhưng mặt vẫn bảo trì nụ cười trả lời. Hàn Huynh Yên Tam, Vương Thiền Sư Điệt vài ngày trước đã phạm phải sai lầm lớn, muốn đoạt chức vị chấp pháp trưởng lão, hiện nay bị giam ở trong tông môn, tuyệt sẽ không tham gia bất cứ sự kiện gì của tông môn. Không tham dự vào tông môn nữa, vị đạo hữu này trông mặt rất xa lạ, không biết họ gì, đạo hữu và yến tiên tử chân mày tựa hồ có chút giống nhau, hàn lập có chút nhòe ý muốn nhưng hai người yến yên cùng đại hán đảo mắt nhìn nhau tựa hồ nhớ ra gì đó, cười khẽ nói, hàn huynh thật sự là tuệ nhãn như đuốc, tại hạ cũng họ yến, là một vị đường thúc của yên nhi, đại hán hơi do dự liền thành thành thật thật gật đầu trả lời. Yến yên bên canh cũng gật nhẹ đầu, Nga, yến ra xuất hiện tới hai vị là nguyên anh kỳ tu sĩ. Thế này thì chắc là vị chấp trưởng quỷ linh môn là người Yến ra rồi, Hàn Lập sờ cầm rồi nói có ý sâu xa, hắc hắc, nói Yến ra chúng ta chấp trưởng bổn môn cũng không tính là sai, đó cũng là do Trung Huynh nhường cho, Đại Hán liếc mắt nhìn Trung Lão giả một cái rồi trần chờ nói. Đám người vương gia chấp trưởng tông môn hay ra bất lợi thì đến lượt Yến ra chấp trưởng tông môn cũng là chuyện nước chảy thành sông, Lão Phu có cái gì mà nhường, Lão giả cười khổ nói. Nga, phải không, Hàn Lập thuận miệng nói, hai mắt nhíu lại rồi liền đứng lên ba người quỷ linh môn cũng không dám thúc giục đành phải tiếp tục ngồi đó yến yên đôi mắt lóe lên không biết là muốn nói gì mà đại hán cùng lão giả trong lòng cũng rất không yên trước mặt vị tu sĩ đệ nhất thiên nam này trước kia có cùng bọn họ thù hận không nhỏ tuy đến với lý do chúc mừng đối phương cũng không đến mức ra tay trả thù nhưng đến gặp hàn lập mà trong lòng không có chút lo lắng thì tuyệt đối là dối lòng mà thôi nếu không phải quỷ linh môn thật sự không thể ngăn cản các tông môn khác liên thủ gây khó dễ chỉ sợ sẽ không bất chấp khó khăn đến lạc vân tông dù sao thì người có thể, mở miệng là có thể bước lui mấy tu tiên tông môn kia thì chỉ sợ tại thiên nam chỉ có vị hàn lập là có năng lực này, còn các vị đại tu sĩ khác tuy rằng có thể làm cho các tông môn khác có điểm cố kỵ nhưng có thể có trình độ bước lui bọn họ thì cũng là chuyện khó nói. Cho dù không có sự tình năm đó thì dựa vào điểm nào các người cho rằng ta sẽ ra tay trợ giúp quỷ linh môn. Hàn lập cuối cùng cũng mở miệng nhưng thanh âm có chút lạnh lùng. Vừa nghe thấy Hàn lập nói vậy, Yến Yên ánh mắt chợt lóe nhìn lại, đại hán cùng lão giả cũng mừng rỡ trong lòng. Ba người nghe giọng điệu của Hàn Lập thì có thể thấy một tia hy vọng. Chỉ cần Hàn Huynh nguyện ý xuất lực giúp bổn môn, quỷ linh môn chúng ta nguyện ý nhường lại Việt Quốc cho tông môn, chỉ cần có thể bảo trì bổn môn nhất mạch thôi, mà nếu đạo hữu nhận lời ra mặt, thiếp thân cố ý mang theo vài món lễ vật, hy vọng Hàn Huynh không chê lễ mọn. Đại hán hít sâu một hơi nói, lập tức, hắn vỗ một tay vào eo lưng, theo đó túi chữ vật phun ra một đám xương trắng, linh quang trên mặt bàn chớp đông rồi lộ ra hình dáng đồ vật nọ. Hàn lập nhàn nhạt nhìn lại, bao gồm một cái thủ trạc màu huyết hồng, một bình xứ cùng một cái hộp gỗ màu lục nhạt. Hàn lập không nói gì, một tay hướng hư không vẫy tới, ba món đồ run lên rồi bay vụt vào tay hàn lập. Thanh âm yến yên bỗng xuất hiện bên tai của hàn lập. Trong bình xứ chính là tiên đan của bổn môn, huyết chi đan, đan dược này công hiệu chỉ có đối với tổn thương thân thể hiệu quả kỳ diệu, cho dù tứ chi đứt đoạn hoàn toàn, chỉ cần uống đan dược này vào liền có thể mọc lại, bởi vì luyện chế loại đan dược cần vài loại dược liệu hy hữu, bổn môn hiện tại chỉ có khoảng 10 quả mà thôi, trong bình có 3 quả, về phần huyết hoàn này thì rất ít tu sĩ biết đến nó, đó chính là một kiện ma khí, vốn là vật mà người đứng đầu quỷ linh môn mang theo người, khi vương môn chủ vẫn lạc tại trụy ma cốc, đồ vật này đã được trung trưởng lão thu hồi, mà ma khí này, cùng ma khí bình thường khác nhau, nó không thể trực tiếp dùng để khắc địch, nhưng trong vòng tay có âm hồn huyết quỷ tồn tại, có khả năng dùng vòng tay này hấp thu huyết khí làm cho chúng nó tăng thực lực lên khi đối địch phóng xuất chúng ra làm cho đối thủ khó lòng phòng bị về phần vật còn lại là hộp gỗ trung đông tây cũng là vật giá trị nhất nói tới đây thanh âm yến yên thoáng dừng lại một chút đôi mắt phát sáng nhìn hàn lập một cái nhưng bộ dáng hàn lập lúc này không chút biến hóa tựa hồ hai kiện vật phẩm trước không thể đả động chút nào yến yên trong lòng than nhẹ một cái nhưng vẫn thong dong nói nghe nói hàn huynh tu luyện chính là công pháp mộc thuộc tính mà trong hộp này nghe đồn chính là một trong ngũ hành tụ linh châu, mộc linh châu, tụ linh châu. Chính là linh châu trong truyền thuyết chuyên môn hấp thụ ngũ hành thuộc tính linh khí, đồng thời bài xích các linh khí khác, thần sắc Hàn Lập Nguyên bản vốn lạnh nhạt bỗng nhiên đại biến, tựa hồ có chút không tin đứng lên. "Không tồi, chính là bảo vật này, tuy rằng tu linh châu cùng tụ linh pháp trận có tên gần giống nhau, tác dụng cũng tương tự, nhưng công hiệu của hai loại này khác nhau, nói vậy Thiếp thân cũng không cần nói thêm cái gì, Hàn huynh cũng đã có thể rõ ràng rồi." về phần so sánh nó cùng linh nhãn vật, chỉ cần công pháp tu luyện cùng thuộc tính với tụ linh châu thì linh nhãn vật bình thường cũng không thể bằng, Yến Yên chậm rãi nói. Hàn lập ánh mắt ngưng trọng nhìn hộp gỗ trên tay, chỉ thấy hộp gỗ màu xanh nhạt mặt trên có cấm chế phủ triện màu vàng, căn bản là không thể thấy được bên trong có gì. Hắn đột nhiên hé miệng nhắm ngay hộp gỗ thổi nhẹ, nhất thời một cỗ thanh hà trong hộp trào ra, cấm chế trên hộp liền tự động bay xuống, tay kia nhanh như chớp che bớt hộp gỗ đi một tí. Lại cạch sau một tiếng động nhỏ, hộp gỗ liền tự động mở ra. chương 1194, ám ngưu một làn hương mùi thảo mộc thơm ngát ập vào mặt, trong hộp gỗ là một mảnh màu xanh mơn mờn, mà ở giữa hào quang là một viên châu màu xanh biếc lớn bằng ngón cái lẳng lặng nằm trong hộp. Thần niệm của Hàn Lập đảo qua một cái, phát hiện viên châu này không phải bằng đá cũng không phải bằng gỗ, nhất thời không nhìn ra loại tài liệu tạo thành. Mà khi viên châu này lộ ra, trong nháy mắt vùng phụ cận tràn ngập một linh khí, hít sâu một hơi, tinh thần Hàn Lập cũng không khỏi run lên quả nhiên là tụ linh châu, chính là viên châu này thời xưa từng xuất hiện một ít, cũng không biết là do tiên thiên hình thành hay do con người luyện chế ra, hiện giờ tại tu tiên giới đã sớm tuyệt tích rồi, không nghĩ tới quý môn cũng sở hữu một mai, chẳng qua, yến tiên tử. Quỷ linh môn các người thực sự nguyện ý đem vật quý này tặng ta sao? Phải biết rằng một tu sĩ tu luyện một thuộc tính công pháp chỉ cần mang theo vậy này là có thể tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian tu luyện, Hàn Lập vươn hai ngón tay kẹp hạt châu nhìn kỹ, sau đó nhìn qua thiếu phụ ngồi đối diện thần sắc lúc này đã hồi phục lại. Hạt châu này đúng là bảo vật khó gặp tại nhân giới, nhưng so sánh với sinh tồn của bổn môn thì ba người chúng ta có thể hiểu được nên chọn cái nào. Hơn nữa, Hàn Huynh Hẳn là biết rất rõ quỷ linh môn chúng ta rất ít có công pháp một thuộc tính, vật ấy trong tay chúng tôi cũng không có mấy tác dụng, chẳng bằng đem vật này đổi lấy sinh cơ cho tông môn thì hơn, Yến như yên thần sắc nghiêm nghị nói. Hai kiện đồ vật trước cùng tu linh châu đối với ta đích xác rất có tác dụng, nhưng muốn ta thay mặt cho ngự linh tông nói giúp các người thì quỷ linh môn còn phải làm cho ta một việc nữa mới được, nếu không hàn lập hơi hơi lắc đầu. Sự tình gì, chỉ cần bổn môn có khả năng, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất phong, hoàng bào đại hán đôi mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Ta mặc kệ những người khác trong vương gia, nhưng vương thiền ta không hy vọng gặp lại, nếu không hàn mỗ tuyệt không có hướng thú đi cứu trợ cửu gia của chính mình, các người hiểu được ý của ta chứ. Hàn lập quét mắt nhìn qua đại hán một cái nhẹ nhàng trả lời. Lão giả họ chung mặt mày biến sắc, Yến Như Yên khuôn mặt cũng trắng bệch, nghe vậy, Hoàng Bào Đại Hán sắc mặt liền trầm xuống nhưng cũng không xuất hiện sự giật mình. Ý tứ Hàn Huynh ta có thể hiểu được, ta nghĩ việc này cũng không thành vấn đề, Trung Sư Huynh, người cảm thấy sao? Đại Hán xoay người hỏi Trung Lão giả một câu, nếu Hàn Huynh đã kiên trì như vậy, vì truyền thừa của bổn môn, ta nghĩ Vương Thiền Sư chất hẳn là sẽ vì bổn môn mà tận lực, Lão giả thần sắc âm trầm, thở dài nói nếu sư huynh cũng không có ý kiến vậy yến mỗ thay mặt bổn môn đáp ứng hàn huynh chuyện này đại hán cũng không hề do dự gật đầu đáp ứng hàn lập hắn thủy trung cũng không nhìn qua yến như yên một cái cũng không hỏi qua ý kiến của nàng yến như yên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng thủy trung cũng không nói gì thêm hảo những đồ vật này ta nhận mấy ngày nửa ta sẽ tự mình đưa tín hàm của ngự linh tông cho mấy tông gia tông kia hàn lập bất động thanh sắc gật đầu nói với thanh bảo đại hán tiếp đó Mấy người Ngự Linh Tông sau khi đã đạt được mục đích cũng không muốn lưu lại Ngự Linh Tông nên đều đứng dậy cáo từ. Hàn Lập cũng không giữ họ lại, liền nhìn theo hướng ba người rời đi. Yến Như Yên là người cuối cùng đi ra đại sảnh nhưng tới cửa lại dừng cước bộ một chút, mang vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Lập. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch một chút nhưng cuối cùng cũng không nói ra điều gì, sâu kín thở dài một cái rồi quay đầu đi khỏi đại sảnh. Hàn Lập thấy vậy thần sắc hơi động, nhìn ba kiện bảo vật trong tay nhưng cũng trầm ngâm không nói. Ba người quỷ linh môn sau khi rời khỏi Lạc Vân Tông lập tức hóa thành ba đạo độn quang bay về. Nhưng vừa ra khỏi Vân Mộng Sơn mạch không bao lâu, lão giả họ chung thở dài một tiếng rồi quay sang Hoàng Bảo Đại Hán hỏi. Yến Sư Đệ, chúng ta thật sự phải động thủ với Vương Sư Điệt sao? Trung Sư Huynh, cũng không phải là Yến Mỗ muốn chém tận giết tuyệt mà là điều kiện này chính miệng đối phương nói ra, một chút cũng không cho chúng ta thương lượng. Đối phương cũng không yêu cầu chúng ta ra tay với toàn bộ vương gia mà con nối dòng của Xu Huynh cũng không phải chỉ có vương thiền, sẽ không để cho vương gia tuyệt hậu đâu. Đối với người này mà nói, đó cũng là điều kiện rộng rãi rồi, dù sao lúc trước vương gia cũng quá mức đắc tội cùng hắn, nghe nói khi hắn tu vi còn thấp phương thiền đã uy hiếp tính mạng đối phương, vì vậy cũng khó trách người này không dễ dàng buông tha, theo ý ta, không bằng nhân cơ hội này tiêu diệt hoàn toàn vương gia đệ tử của bổn môn, nếu không vạn nhất hắn tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng có chút bất mãn, như thế có khi mất nhiều hơn được, hoàng bào đại hán nhân cơ hội nói. Điều này, lão giả trên mặt hiện ra vẻ do dự. Yên nhi, lúc nãy chỉ sợ phải ủy khuất cho ngươi, loại kết quả này trước khi cùng vương gia đính hôn, ngươi trong lòng cũng nên có vài phần đoán trước. Cũng may ngươi hiện nay đã tiến dai lên nguyên anh kỳ, mà vương thiền tiểu tử tiến dai thất bại, căn bản không xứng với ngươi, huống hồ vương gia năm đó đột nhiên ra tay với yến gia chúng ta, trừ ta bí mật ở bên ngoài tu luyện, cơ hồ tất cả cao thủ của yến gia chúng ta đều bị vương gia hạ cấm chế, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ, Vương Thiền đối với ngươi cũng không có cái tình ý vợ chồng, ngươi cũng không phải bận tâm tới hắn, đại hán xoay. Người nói với Yến Như Yên, ngữ khí như xin lỗi. Lời nói của đường thúc, Yến Như Yên thế nào lại không rõ, nhưng chúng ta dù sao cũng là vợ chồng một đoạn thời gian như thế nào có thể nói dược là được. Lần này trở về, ta sẽ lập tức bế quan trăm năm, không hề xen vào chuyện của tông môn nữa, vô luận đường thúc xử lý vương ra thế nào cũng không nên nói cho ta biết. Yến Như Yên nhàn nhạt, nhạt nói, lập tức độn quang chợt lóe, tốc độ tăng gấp ba lần tách khỏi đại hán cùng lão giả đang suy tính phía xa xa hoàng bào đại hán nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ lão phu cũng không có ý kiến gì nữa chỉ cần có lợi cho tông môn thì sự tình vương gia yến huynh xử lý như thế nào thì cứ làm như vậy đi trung lão giả cân nhắc một lúc cuối cùng cũng không thể không đồng ý với đề nghị của đại hán trung sư huynh cứ yên tâm ta biết có chừng mực tuyệt đối sẽ không quá phận đâu đại hán nghe vậy mừng rỡ nói lão giả lại lắc lắc đầu nhưng vẫn không nói gì bộ dáng tựa hồ không tốt lắm đại hán họ yến thấy vậy cũng không để ý nữa hắn biết vị sư huynh này năm đó cùng vương thiền phụ tử có quen biết lâu hơn mình rất nhiều biểu hiện loại này tựa hồ cũng là chuyện bình thường chẳng qua đem tụ linh châu trong bảo khố đưa cho người khác trong lòng ra cũng cảm thấy rất đáng tiếc đại hán sau khi hưng phấn qua đi bỗng nhiên chật chật trong miệng tiếc hận nói đáng tiếc ngươi thật sự nghĩ tụ linh chiêu này là bảo vật của bổn môn lão giả họ chung nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ra một câu làm cho đại hán ngạc nhiên trong lòng. Lời này ý là sao? Chẳng lẽ châu này không phải lấy ra từ trong bảo khố của bổn môn sao? Hoàng bào đại hán kinh nghi bất định hỏi, hắc hắc, bảo vật này ban đầu có phải của bổn môn hay không thì ta không rõ lắm, nhưng đồ vật này là hợp hoan lão ma tự mình đưa đến trong tay ta, đây đúng là sự tình thiên chân vạn xác lão giả họ chung cười hắc hắc nói. Hợp hoan lão ma, hoàng bào đại hán nghe thấy lời này thì hoàn toàn ngây người. Không tôi, không lâu lâu trước đó lão ma này đột nhiên tìm ta, xuất ra châu này và nói là năm đó bổn môn cấp cho Hợp Hoan vật này, cũng ám chỉ có thể giải trừ nguy cơ chỉ có thể là vị đại trưởng lão Lạc Vân Tông Hàn Lập này, hơn nữa lấy vật ấy làm lễ vật đả động tốt nhất, như thế nào, yến sư đệ có phải cảm thấy thất bất khả tư nghị phải không? Lão giả giọng nói đầy thâm ý nói, cho dù vật này thật sự là của bổn môn thì Hợp Hoan lão ma như thế nào lại trả lại? Chẳng lẽ khỏa tụ linh châu kia thật sự là có vấn đề? Hoàng bào đại hán cũng là người thông minh, sắc mặt đại biến. Bảo Châu không có vấn đề gì, ta cẩn thận kiểm tra qua nhiều lần rồi, vô luận thuộc tính hoặc bộ dáng đều có vẻ là Mộc Linh Châu, không phải giả, hạt châu này tuyệt không có vấn đề gì. Nếu không, ta như thế nào lại mạo muội làm y như lời lão nói lão giả ngưng trọng lắc đầu. Nhưng lão ma này tuyệt không có khả năng làm chuyện vô ích, trung sư huynh hẳn là nên cùng ta thương lượng trước một chút rồi mới làm việc vạn nhất chuyện này có gì không ổn thật có thể làm cho bổn môn gặp tai nạn diệt môn hoàng bào đại hán trên mặt mất hẳn vẻ bình tĩnh, nôn nóng nói. hư không theo lời lão ma này mà làm thì có thể có thứ bảo vật gì đánh động được vị tu sĩ đệ nhất thiên nam này chứ. Về phân thương lượng cùng với sư dệ thì có tác dụng gì đây? Trừ phương pháp này ra bổn môn còn có con đường nào sao? Có nói, ta và ngươi cũng không cần trông mong chạy đến tận lạc vân tông này, trung lão giả hừ lạnh một tiếng. Hoàng bào đại hán nghe xong lời này lông mày vẫn chưa giãn ra nhưng nhất thời cũng im lặng. Quyền đi, châu này cũng đã đưa đi rồi, cho dù là muốn đổi ý thì cũng đã muộn, chỉ cần hạt châu không có vấn đề gì thì cũng không liên quan đến chúng ta, run sợ nửa ngày, vị yến gia tu sĩ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Lời yến sư đệ thật đúng, tụ linh châu kia ngay từ thời thượng cổ đã vang danh dị bảo, qua nhiều năm như vậy, cho dù có sự tình gì thì chúng ta cũng có thể chối bỏ, huống hồ lúc ấy vị thiên nam đệ nhất tu sĩ này cũng tự mình xác nhận cái này không có vấn đề rồi điều này càng chứng minh bổn môn không có vấn đề gì trung lão giả đôi mắt tinh quang chợt lóe cười lạnh nói được rồi việc này cũng chỉ có thể nghĩ đến đây thôi chẳng qua cũng nên cẩn thận một khi bổn môn vượt qua được kiếp nạn này liền lập tức đóng cửa tông môn trăm năm rồi nói sau hoàng bào đại hàn im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi bất đắc dĩ nói ân lời của sư đệ rất có đạo lý cứ theo ý sư đệ vậy trung lão giả gật gật đầu, đồng ý nói. Tiếp theo hai vị trưởng lão quỷ linh môn cũng không nói tiếp gì nữa mà lập tức tăng tốc, lưỡng đạo độn quang thẳng hướng Yến như yên đã không thấy bóng dáng đuổi theo. Ở cùng thời điểm đó, hợp hoan tông cấm địa bị sương mù màu xám nồng đậm bao phủ, tại chỗ sâu bên trong một bóng người ẩn hiện ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch, miệng thì thào nói. Tính thời gian thì vật kia cũng đã đến tay hàn tiểu tử rồi, khẩu hồ, mộc linh châu. Có này dị bảo, người tất nhiên tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều, nhưng là tới khi đột phá hóa thần kỳ bình cảnh thì. Hắc hắc, người này nói xong, nhưng lại không có hảo ý trong lòng, cười lạnh đứng lên. chương 1195, Mộc Sinh Châu. Hàn Lập đang ở trong quý tân lầu, thưởng thức Mộc Linh Châu, đang muốn đem cả hai bảo vật khác cùng thu vào thì trong tai bỗng truyền thanh âm nhàn nhạt của đồng tử. Hàn Đạo Hiếu, người thật dự định cứ như vậy mà đem châu này giữ lại. Sao vậy, khỏa tụ Linh Châu này có vấn đề gì sao? Hàn Lập ngẩn ra, khẽ cau mày hỏi hắc hắc, hạt châu này bản thân nó thì không có vấn đề gì, thế nhưng ngươi có biết hay không, tụ linh châu thứ này kỳ thực là một loại bảo vật bán thành phẩm thất bại. Người cứ như vậy dùng châu này tu luyện, lúc đầu đích xác tu vi tiến nhanh, pháp lực tiến bộ thần tốc, thế nhưng chờ tu vi tới trình độ nhất định gặp phải bình cảnh, sẽ phát hiện khuyết điểm. Cao dài tu sĩ dùng châu tu luyện, đột phá bình cảnh cùng các tu sĩ khác gian nan gấp bội. Bởi vì chỉ dựa vào một tia linh khí thu nạp mà làm cho công pháp tiến nhanh kỳ thực đã làm cho năng lực cảm ứng các loại linh khí khác của ngươi suy yếu. Đối với tu sĩ dưới nguyên anh kỳ mà nói, điểm khiếm khuyết này cũng không rõ ràng hắn. Thế nhưng đối với người cần phải cảm ứng các loại thiên địa nguyên khí mới có thể đột phá được. Căn bản là mất nhiều hơn được, vì vậy công năng tụ linh châu này tuy rằng kỳ dị, nhưng tại linh giới chỉ dùng cho đệ tử có tư chất thấp cấp tốc dùng, cao dài tu sĩ căn bản sẽ không ngu gì mà làm vậy cho hư chuyện. Đồng tử tỉ mỉ giải thích nói, nhưng có chuyện như này, tuy nói là vậy, bảo châu chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu ngươi có biện pháp tìm được tài liệu chân quý mộc thuộc tính liền có thể đem chuyển hóa thành một loại bảo vật khác là Mộc Sinh Châu. Châu này tuy rằng có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi, nhưng nếu ngươi luyện hóa hoàn toàn châu này, có thể cho ngươi có một lần thần thông bất diệt chi thể, lúc nguy hiểm có thể cứu được mạng nhỏ của ngươi đó. Đồng tử chậm rãi nói, bất diệt chi thể, Hàn Lập nghe được lời ấy ngạc nhiên lớn. Loại thần thông này hắn ước ao đã lâu, thần thông này, hắn đã thấy qua trên người một ít yêu thú có lai lịch, cổ ma cùng với thiên tuyệt ma thi, còn nhân loại tu sĩ thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe qua có ai có thể tu luyện thành công. Không sai, một viên mộc sinh châu có thể cho người thi triển bất diệt chi thể một lần, trong thời gian thi triển, người dù cho dù đầu rơi xuống đất, người chia hai đoạn, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng tử cười nhẹ một tiếng nói, có chuyện này sao, nhưng chỉ có thể thi triển một lần chẳng phải là bảo vật này cũng biến mất hàn lập động dung vừa nghi hoặc hỏi bất diệt thân thể có thể thi triển một lần trong thời gian ngắn có khả năng cứu mạng nhỏ ngươi một lần vậy còn không mãn y sao nhưng trong bảo châu ngoại trừ cần mục linh còn cần vài loại tài liệu tại nhân giới chỉ sợ cũng không tìm kiếm nổi có thể hay không luyện thành cũng cô phải chuyện tình dễ dàng đồng tử không nhanh không chậm hừ một tiếng còn cần tài liệu gì tài liệu thuộc tính mộc ta thu thập được cũng không ít Hàn Lập không cho là đúng cười, cần tài liệu gì, ta sẽ phục chế một phần cho ngươi. Nhưng muốn ta nói cho ngươi phương pháp luyện chế, cũng cần đạo hữu cho ta một vài thứ để trao đổi. Đồng tử cũng thản nhiên, trực tiếp nhắc tới điều kiện. Ồ, Thiên Lan đạo hữu muốn cái gì, cứ việc nói thẳng ra. Hàn Lập vừa nghe được đồng tử nói trái lại trong lòng thả lòng. Nếu như hôm nay Thiên Lan Thánh Thú vô duyên vô cớ nói cho hắn phương pháp luyện chế, không cần chút thù lao, vậy hắn ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ, Tuy nói hai người lúc trước bởi chuyện lôi kiếp, có chút giao tình, chung quy người yêu vẫn khác biệt, trong đó, nhiều nhất là lợi ích mới bảo trì được tình huống hiện tại. Hắn trong lòng Thủy chung vẫn có một tia cảnh giác, hắn cũng không nghĩ rằng bằng vào ơn huệ giữa một người một yêu lúc trước, mà có thể cứ vậy thản nhiên đối đãi. Nói gì đến chuyện tín nhiệm, đối phương giúp đỡ nhiều như vậy, đa phần là vì hắn có hư thiên đỉnh trong tay, lại không thể rời chiếc đỉnh này mà hành động độc lập, không thể không cúi đầu. Điều kiện của ta không có gì, Ta tuy rằng biến hóa thành công, nhưng vẫn cần phục dụng một ít linh dược dùng để củng cố cảnh giới. Số linh dược này, lấy địa vị của Hàn huynh tại Thiên Nam, thực dễ thu đến tay." Đông tử chậm chậm nói. "Không thành vấn đề, đạo hữu đem những thứ cần ghi vào trong phương pháp luyện chế đi." Hàn Lập nghĩ một lát liền lập tức đáp ứng. "Được, chờ đạo hữu trở lại động phủ, ta sẽ đem danh sách tài liệu và phương pháp luyện chế cùng giao cho đạo hữu." Đông tử thấy Hàn Lập trả lời rõ ràng cũng rất vừa lòng. Hàn Lập nghe vậy cười, đem Mộc Linh Châu một lần nữa để vào trong hộp gỗ. Sau đó lật tay, ba kiện bảo vật đông thời bị thu vào túi chữ vật. Thiên Lan Đạo Hiếu, người cảm thấy quỷ linh môn liệu có biết khuyết điểm của Mộc Linh Châu. Hàn Lập trong mắt hàn quang chớp lóe, thanh âm chợt lạnh. Cái này cũng khó nói, nghe lúc trước người nói, viên châu này từ rất lâu đã bị cổ tu sĩ bỏ đi, khuyết điểm này cũng không lưu truyền lại. Nếu quỷ linh môn tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện một thuộc tính có dùng viên châu này, sẽ thấy ngay chỗ hại nếu không tu luyện, chỉ mang trên người, tự nhiên không thể nào phát hiện ra cái gì. Người nghĩ ba kẻ kia cố ý dùng viên châu này ngăn cản người tiến giai hóa thần. Đông tử lập tức đáp, vốn dĩ nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại, quỷ linh môn tựa hồ không có động cơ làm thế. Suy cho cùng cũng chỉ ngăn cản tiến giai hóa thần thôi, ta dù cho dừng tại cảnh giới Nguyên Anh thì ở Thiên Nam vẫn là đệ nhất tu sĩ. Bọn họ không sợ đến lúc đó ta phát hiện, nhất thời giận giữ tiêu diệt quỷ linh môn sao. Trong đó sợ còn có nội tình. Ta nghĩ, nếu có thể lợi dụng quỷ linh môn làm việc này, kẻ sau lưng nhất định là tu sĩ ở Thiên Nam. Mà ta tiến giai hóa thần, đối với người khác có gì khác biệt? Ta dù không tiến giai hóa thần, Thiên Nam cũng không ai là đối thủ của ta. Hậu quả duy nhất khi không tiến giai được hóa thần, là thọ nguyên của ta không thể tăng lên được, chỉ có thể duy trì hơn ngàn năm. Như vậy, thời gian La Vân Tông áp chế tông phái khác ở Thiên Nam sẽ ngắn lại. Nhưng đối với tông môn bình thường mà nói, thì ai trở thành đệ nhất tông môn thiên nam cũng như nhau cả. Tông môn có tư cách làm chuyện này, cũng chỉ vài nhà thôi, cao nhất có lẽ là hóa ý môn, hợp hoan tông, thái nhất môn, một trong tam đại tông phái, hoặc bọn họ âm thầm cùng nhau liên thủ. Hàn lập sờ sờ cầm, tâm niệm xoay chuyển phân tích rất nhanh. Nghe người nói như vậy, chuyện vốn không chút đầu mối, tựa hồ lập tức rõ ràng, người cho rằng ba gã nguyên anh hậu kỳ kia tham gia chuyện này. Đồng tử đối với phân tích của Hàn Lập có chút ngẩn ra cả nửa ngày sau mới cười khổ một tiếng nói, cũng có thể, chuyện này cũng chỉ là đoán, ai biết chân tướng ra sao. Ta cũng không cách nào nói chắc được bao nhiêu phần, Hàn Lập đứng dậy, đi lại trong phòng vài bước, nhìn lên trần, lạnh lùng cười. Muốn biết chân tướng cũng cô khó, bắt lấy ba kẻ kia. Dùng siêu hồn thuật chẳng phải sẽ biết sao, đồng tử cười nhẹ đề nghị, bắt bọn họ tuy dễ dàng, nhưng cũng chả được gì, cho dù biết chân tướng, cũng không có chứng cứ rõ ràng, Ta không thể tùy tiện động thủ với một tông môn. Điên cuồng một lần bắt ba gã tu sĩ Quỷ Linh môn, ta sẽ trở thành tâm điểm mọi người chỉ trích. Hiện tại ta ở Thiên Nam là đệ nhất tu sĩ, tuy rằng làm cho kẻ khác kính sợ, nhưng số người ghen ghét đố kỵ lại càng nhiều hơn. Nói không chừng sẽ bị những người khác mượn cơ hội, phát động toàn bộ Thiên Nam tu sĩ đối với ta làm khó dễ. Đến lúc đó ta cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống lại toàn bộ tu sĩ Thiên Nam. Loại việc như vậy trước đây, ở thiên nam không phải chưa từng phát sinh. Hàn lập trên mặt chợt lóe tia tàn khốc, nhưng trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu. Hàn tiểu tử, người cũng không tránh khỏi có lúc tay lạnh chân run rồi. Nếu là lão phu ở linh giới, với tính tình của ta, hắc hắc. Chẳng qua cái này tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình, ta cũng không đa sự nữa. Đồng tử lười biếng nói, yên tâm, nếu biết có kẻ lòng giả dạ khó lường, ta sẽ cẩn thận. Việc này cứ giả vờ không biết đi, người nọ nếu dừng tay thì không sao lại thi triển thủ đoạn với ta, bị ta phát hiện dấu vết. Chỉ cần có chứng cứ rõ ràng, hừ, bọn chúng tự nhiên sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Hàn lập thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói lại băng lãnh, ai cũng có thể nghe ra. Lúc này đông tử chỉ cười khẽ, cũng không có tiếp lời. Hàn lập ngồi trong phòng ngây người trong chốc lát, rút cuộc vẫn ra khỏi quý tân lâu, ngẩng đầu nhìn một tòa lâu khác cách đó không xa, chân mày lơ đãng nhíu lại hàm vân chi còn chưa tính đồng tuyên nhi nàng tìm tới cửa vì chuyện gì năm đó hắn cùng đồng tuyên nhi cũng không quá vui vẻ nàng lớn lên thiên kiều bá mị nhưng chưa lưu lại cho hắn ấn tượng tốt gì bất quá hàn lập cũng nghi hoặc một việc hắn năm đó từ trong miệng một gã đệ tử hợp hoan tông biết được năm đó đồng tuyên nhi đã từng phái người tìm hắn một thời gian cái này là vì sao hàn lập nhìn lâu các xa xa ánh mắt chấp động vài cái sau đó chậm rãi tiến vào bên trong lầu các bên trong đã thấy hai nữ tu xinh đẹp kẻ đứng người ngồi trầm mặc không nói gì ngồi đó là một nữ tử vận hoàng sam khuôn mặt thanh tú xinh đẹp một nữ tử dịu dàng phảng phất như bích ngọc đứng cạnh là một bạch sam nữ tử dung mạo vô cùng quyến rũ động lòng người nhưng bên trong mắt chứa một tia liều tụy điều này lại không ảnh hưởng gì đến dung mạo của nàng ngược lại càng làm tăng thêm vài phần yêu tư động lòng người hàn lập tiến vào lập tức làm hai nàng đồng thời nhìn lại hai vị đạo hữu đã đến hàn mỗ thật có chút ngạc nhiên Bất quá hai vị tiên tử đều là người quen cũ của Hàn Mỗ, hôm nay có thể gặp lại, tại hạ thật có chút cảm khái. Hàn Lập đến trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua, trên mặt thản nhiên cười. Hàn Đại ca, không, Hàn Tiền Bối, Vân Chi lần này đến bái phỏng, không gây phiền toái gì cho Tiền Bối chứ. Hoàng Sam nữ tử vừa thấy Hàn Lập, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đứng dậy có chút không biết nói sao cho phải. Chương 1196, nhị nữ về phần đồng huyên nhi vận một thân bạch y, đôi môi đỏ tươi khẽ động vài cái, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng trên mặt ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút kích động, mừng rỡ, lại có chút gì đó xa lạ cùng oán hận. Hạm cô nương đến chỗ này, tại hạ cao hứng còn chưa kịp nữa, sao lại nói tới cái gì làm phiền với không phiền chứ, người cũng không cần xưng hô với ta cái gì tiền bối với không tiền bối, cứ gọi một tiếng hàn đại ca là được. Người tựa hồ đã đến kết đan trung kỳ đại thành, xem ra tiến vào hậu kỳ cũng là sắp tới chuyện tình sớm muộn thôi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Hoàng Sam nữ tử vừa nghe Hàn Lập nói như thế, trên mặt hiện vẻ đỏ ửng, nhưng lập tức gật đầu mừng rỡ. Lần nay đến đây, ta kỳ thật là muốn cảm ơn ân Hàn đại ca năm đó hai lần không giết, nếu đổi lại là rơi vào trong tay tu sĩ khác, Vân Chi này hai lần chỉ sợ một lần đều không thể sống. Hạm Vân Chi cảm kích thấp giọng nói, xem ra người đã nhớ lại tất cả chuyện tình huyết sắc ký luyện năm đó rồi, cũng biết việc phát sinh sau đó là do tại hạ gây nên. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trở nên cảm thấy tức cười nói cũng kỳ quái hàn lập tự nhiên mơ hồ đem nàng này coi như là tiểu muội của mình vị hãm vân chi này tựa hồ đối với hàn lập cũng có cảm giác không sai biệt lắm nói mấy câu liền quên đi thân phận hàn lập hiện nay thân mật dị thường cùng hắn nói chuyện rồi cười rộ lên nói chuyện một lát hàn lập và nàng này lại bắt đầu ôn lại một ít chuyện cũ về thái nam tiểu hội năm đó vào huyết sắc thí luyện cùng khiến cả hai không ngừng cảm khái năm đó khi hai người tham gia hội kia thì tuyệt không nghĩ tới hai 300 năm sau bọn họ sẽ lại gặp gỡ trong hoàn cảnh này. Lúc ấy một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là đối tượng mà bọn hắn ngưỡng mộ. Đúng rồi, vị đồng tỷ tỷ này là ta làm quen được trong biển lễ. Nghe nói là đồng môn của Hàn Đại ca, lần này có chút việc đến tìm Hàn Đại ca. Hạm Vân Chi như chợt nhớ ra điều gì, sau khi đột nhiên xoay đầu hướng Đồng Nguyên Nhi cười một tiếng liền nói vậy với Hàn Lập. Năm đó đồng tiên tử đích xác giống ta đều là môn hạ Hoàng Phong Cốc bất qua tu vi đồng đạo hiếu tựa hồ so với lần gặp mặt vội vã trước đây không có gì tăng tiến rõ ràng, bộ dáng hình như là dẫm chân tại chỗ. Hàn Lập nghe xong Hàm Vân Chi nói như vậy, liếc mắt nhìn về phía đồng huyên nhi ôn hòa nói. Ta trở nên như thế này còn không phải do người ban tặng sao. Đồng huyên nhi sau khi sắc mặt thay đổi lúc trắng lúc hồng, đột nhiên cắn răng, phi thường tức giận hướng Hàn Lập nói. Hàn Lập không hiểu ra sao, ngẩn người ra, Hạm Vân Chi chớp chớp mi mắt, cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đồng tiên tử, lời này có ý tứ gì, đồng đạo hữu tu vi đình trệ không tiến có liên quan gì với hàn mỗ. Phục hồi tinh thần lại, hàn lập trong lòng tự nhiên không hài lòng, sắc mặt trầm xuống nói. Nếu không phải người thành tâm ma của ta, ta như thế nào lại nhiều lần vô phương đột phá bình cảnh, một mực dừng lại tại trung kỳ nhiều năm như vậy. Đồng huyên nhi trong lúc đó quên luôn thân phận khác biệt giữa mình và hàn lập, vừa giận vừa tức nói, phảng phất vì khuất đầy bụng không cách nào nói hết. Tâm ma, hàn lập thì thào một tiếng, có chút kinh nghi. Năm đó tại Yến Gia Bảo, ta rơi vào trong tay Điền Bất Khuyết, bị tên đó bắt cóc trở về Hợp Hoan Tông, mới biết được thân thế thật sự của mình. Ta đúng là huyết mạch đích truyền của Hợp Hoan Tông Vân Lộ Lão Ma, chỉ là sau này phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn, mới bái làm môn hạ ở Hoàng Phong Cốc. Ta năm đó lúc mới sinh không lâu đã bị Vân Lộ Lão Ma tự mình thi triển một loại bí thuật tên dịch mộng quyết lên người, một khi tu luyện công pháp có liên quan đến mỹ thuật, tự nhiên sẽ như nước chảy thành sông, hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần nhưng pháp quyết này khó khăn nhất và dễ dàng nhất cùng nằm ở một cửa ải tâm ma này. Dễ dàng là có thể không gặp chút trở ngại nào, giống như ăn cơm uống nước dễ dàng đột phá. Còn khó khăn là có thể cả đời lại bị vây ở trên một cửa ải tâm ma này, tu vi không cách nào tiến thêm, thậm chí nếu tâm ma quá nặng, ngược lại sẽ xuất hiện chuyện quỷ gì tu vi bị lùi lại. Đồng Huyên Nhi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, cho là thế đi, nhưng ta sao lại trở thành tâm ma của ngươi, ta cùng đồng đạo hữu cũng không có gặp mặt nhiều lần ngẩn người một hồi lâu hàn lập mặt mày cổ quái hỏi một câu ta sao mà biết chuyện này được từ khi kết đan thành công ngươi lại thành tâm ma bắt đầu xuất hiện trong việc tu luyện của ta mặc dù ta dựa vào một chút ngoại lực cuối cùng miễn cưỡng đột phá kết đan sơ kỳ nhưng là sau khi đến trung kỳ lại phải chịu bó tay chỉ có thể hóa giải tâm ma này tu vi mới có thể tiếp tục tăng tiến ta cũng đã hỏi vị tổ tiên vân lộ lão ma kia của ta hắn nói sở dĩ ngươi có thể thành tâm ma của ta hơn phân nửa là do ngươi năm đó không biết tu luyện cái đặc thù công pháp gì, có thể không bị mị thuật của ta mê hoặc, sau đó ta lại rơi vào trong tay điền bất khuyết, khi ta bị mị thuật cắn trả thì lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu sắc, lúc này mới thành tâm ma của ta. Hàn lập hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hạm vân chi nghe đến đó, bộ dáng cũng trợn mắt há hốc mồm. Nghe nói ngươi sau khi kết đan không lâu, từng phái người đi tìm ta. Nếu là tìm được hàn mỗ rồi, người sẽ đối đãi như thế nào với một cái tâm ma là ta đây? sau một lúc lâu hàn lập cuối cùng khôi phục tỉnh táo ánh mắt chợt lóe chậm rãi hỏi đối phó với tâm ma có vài biện pháp có thể dựa vào ý chí chính mình vượt qua hoặc đem thứ đại biểu cho tâm ma tiêu diệt hoặc là hóa giải nó ta lúc ấy là muốn dùng loại phương pháp thứ hai đồng huyên nhi nói đến đây có chút ngập ngừng khi nói những lời này thì trên mặt đột nhiên nổi lên một mảnh dạng mây hồng khiến nàng trong nháy mắt trở nên diễm lệ lạ thường hàn lập nghe được nàng này nói đến tiêu diệt hai mắt khẽ nháy nhưng sau khi nghe xong toàn bộ liền lộ ra vẻ ngạc nhiên lại nghĩ tới cái gì trên mặt có chút không được tự nhiên ta hiểu mục đích ngươi đến chỗ này ngươi là muốn ta dùng thần niệm truyền độ bí thuật giúp ngươi vượt qua cửa tâm ma này hàn lập trầm mặc một chút chậm rãi nói đúng vậy vốn tại lần xâm lấn kia của mạc lan nhân ta thấy ngươi đã nghĩ đến việc tìm ngươi hỗ trợ nhưng không nghĩ đến ngươi đã tiến dài đến nguyên anh kỳ sau một chút do dự đã đánh mất cơ hội đồng huyên nhi sắc mặt khôi phục như thường thản nhiên thừa nhận đồng đạo hữu khẳng định rằng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi sao? Hàn lập cười khẽ hỏi ngược lại, ngươi hiện tại đã là thiên nam đệ nhất tu sĩ, ta cũng không biết ngươi sẽ xuất thủ giúp ta, một kết đàn tu sĩ nho nhỏ này hay không? Nhưng ta nếu muốn sinh thời tiến dài vào nguyên anh kỳ, cũng chỉ có duy nhất con đường này, đành thử một phen vậy. Đồng huyên nhi mắt lộ ra vẻ u oán nói, năm đó ta và ngươi ở chung mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng là đồng môn một thời gian, nếu tâm ma bởi vì ta mà xuất hiện thì việc giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma đối với ta hiện tại không đáng nhắc tới, ta có thể xuất thủ trợ giúp ngươi một lần." Hàn Lập chậm rãi nói. "Thật sao?" Đồng Huyên nhìn nét vui mừng hiện rõ trên mặt, "Giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma này, đối với ta hiện tại thì không đáng nhắc tới, ta sao lại lừa ngươi?" Bất quá sau chuyện này, ta cùng Đồng Tiên Tử liền không có liên quan. "Đồng đạo hữu sau này liền tự giải quyết cho tốt đi." Hàn Lập trong mắt dị sắc chợt lóe, chậm rãi nói, Hàn Đạo Hiếu chịu ra tay tương trợ, Đồng Huyên Nhi liền vô cùng cảm kích. Như thế nào lại có vọng tưởng khác? Đồng Huyên Nhi sắc mặt khẽ tái đi, im lặng chốc lát, mới mặt không chút thay đổi nói: Tốt, Đồng Đạo Hiếu hiện ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày sau ta sẽ tới đây giúp ngươi vượt qua một cửa ải tâm ma này. Hàn Lập nói, thân sắc bình tĩnh dị thường. Đồng Huyên Nhi lạnh lùng gật đầu, không nói gì. Tiếp đó Hàn Lập lại cùng hãm Vân Chi Hàn Huyên một hồi, bảo nàng này ở lại lạc vân tông mấy ngày, du ngoạn thật tốt nơi này sau đó mới cáo từ rời rời khỏi lầu các. năm ngày sau, đồng huyên nhi cùng hạm vân chi trước sau rời khỏi lạc vân tông, phân biệt quay trở về ngự linh tông cùng hợp hoan tông. chỉ là đồng huyên nhi dưới sự trợ giúp của hàn lập rốt cục vượt qua một cửa ải tâm ma này, sau đó không tiếp tục gặp trở ngại mà tiến giai kết đan hậu kỳ. mà hạm vân chi trên người trừ bảo vật và vài bình đan dược hàn lập tặng ra, mặt khác còn đem một phong thư hàn lập gửi ngự linh tông đại trưởng lão. khi hàn lập hóa thành một đạo kinh hồng bay đến trước động phủ của mình. Một vị cung trang thiếu phụ Bạch Y Phiêu Phiêu đang mỉm cười đứng chờ. Nàng thấy Độn Quang Hàn Lập hạ xuống, lập tức dịu dàng nói: "Vân Chi muội muội sao nhanh chóng rời đi vậy, kỳ thật chàng có thể lưu nàng ở lại lâu thêm mấy ngày mà." "Không cần, có mấy ngày gặp mặt kia cũng đủ để giải khai khúc mắc liên quan đến Vân Chi." Hàn Lập mỉm cười lắc đầu, "Được, chỗ này của ta vừa mới lại nhận được tin tức có liên quan đến một vị hồng nhan khác của chàng." vì tên Tử Linh nữ tử kia mấy năm trước đã ngưng kết nguyên anh thành công, đã động thân đi du lịch đại tấn. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ chàng khó có thể gặp được nàng. Nam Cung Uyển cười mà như không phải cười nói, lấy tư chất Tử Linh thì ngưng kết nguyên anh so ra cũng không phải là việc ly kỳ gì, còn về chuyện nàng có hay không ở Thiên Nam thì nếu có duyên thì tự nhiên sẽ còn cơ hội gặp lại, mặt khác mấy ngày tới, sau khi được đưa tới một nhóm tài liệu luyện khí ta cần ta liền bắt đầu bế xanh tử quan, tranh thủ sớm đem tu vi luyện đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Sau đó lại đem đại diễn quyết hoàn toàn luyện thành, cuối cùng lại sẽ đem năm loại cực hàn chi diễm cùng ngũ tử đồng tâm ma hợp nhất hai thành một. Hàn lập hướng ái thế của mình sau khi cười một tiếng, ung dung nói. Tốt, ta đồng dạng cũng đang muốn tiến lên cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Hy vọng ngày ta và chàng xuất quan, chính là ngày vợ chồng ta đại công cáo thành. Nam Cung Uyển thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt vô cùng ôn nhu nói ha ha hy vọng thật sự có thể như lời uyển nhi nói bất quá mấy ngày này nàng phải bồi tiếp vi phu mấy tối thật tốt hàn lập trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ quỷ dị ánh mắt tại vài địa phương nổi bật của thiếu phụ không có hảo ý liếc mắt xem xét vài lần từ lúc nào miệng lưỡi chàng trở nên trơn chu như vậy cung trang thiếu phụ nghe vậy mặt mày đỏ bừng khẽ gắt hàn lập nhưng thần sắc quyến rũ con mắt sáng lưu động không ngừng miệng lưỡi trơn chu từ khi ta mới ra đời tới này đây chính là lần đầu tiên có người đánh giá Hàn Lập ta như vậy, đại khái cuộc đời này chỉ biết miệng lưỡi trơn chu với một người là nàng. Hàn Lập ngửa đầu cười ha ha một tiếng, thanh âm thẳng chấn lên chín tầng mây, trong vài tòa núi đều mơ hồ có tiếng cười quanh quẩn không ngừng. Trong một tòa động phủ tử mẫu phong, một thiếu nữ 14-15 tuổi đang cầm một cái thẻ ngọc độc, sau khi nghe được tiếng cười của Hàn Lập, không khỏi nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng. Đột nhiên nàng ngọt ngào cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Chương 1197, Bế quan, phân Mộng Sơn mạch, trong một gian mật thất thuộc Tử Mẫu Phong, bốn phía đều là một mảnh xương mù, tựa hồ cả gian mật thất đều được đặt dưới cấm chế. Tại trung tâm mật thất, có một người toàn thân thanh quang chấp động đang ngồi xếp bằng ở đó, bốn phía lại có năm bộ nhân hình khô lâu trắng noãn như ngọc, đồng dạng cũng đang ngồi xếp bằng xung quanh. Những khô lâu này toàn thân bao phủ một tầng ma khí xám trắng nhàn nhạt, nhạt, nhưng khóe miệng khẽ mở ra, bên trong phân biệt có hắc, bạch, lam, hoàng lục năm loại quang diễm chấp động không ngừng. Thanh sắc nhân ảnh đang ngồi xếp bằng ở trung tâm hai tay hợp lại đặt trước ngực, một đoàn tử diễm trói mắt như có như không hiện lên trên tay. Đúng là Hàn Lập, người đã bế quan không biết bao nhiêu năm. Đột nhiên trên vách tường ngân quang chợt lóe, một đạo thanh sắc nhân ảnh quỷ dị từ trong cấm chế hiện ra, ảo ảnh chợt lóe, người này liền lặng lặng đứng bất động ở một bên. Hồi lâu sau, Hàn Lập đột nhiên mở miệng, đoàn tử diễm trói mắt kia hóa thành một đám tử sắc hỏa tuyến, nhất thời bị hút vào trong miệng. Nam bộ khô lâu gần đó trái lại đột nhiên khép miệng, quang diễm trong miệng chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp đó ma khí xám trắng trên thân chúng nhanh chóng biến mất, xương cốt trắng noãn lại biến thành những màu sắc nhàn nhạt, nhạt giống đám quang diễm kia. Lúc này, Hàn Lập chậm rãi mở hai mắt, nhưng trên mặt một mảnh mờ mịt, qua một hồi lâu sau, trong mắt mới lộ ra vẻ tỉnh táo. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở trên thanh sắc nhân ảnh, khẽ cau mày. Thanh sắc nhân ảnh tự nhiên chính là nhân hình khôi lỗi mà hắn vẫn đặt ngoài động phủ cho tự hoạt động những năm gần đây hàn lập trừ việc cứ cách một thời gian ngắn lại cùng đệ nhị nguyên anh đang điều khiển khôi lối đồng hóa ra một mực vẫn cho nó chiếu cố mọi việc trong động phủ hiện tại đột nhiên xuất hiện tại nơi này tự nhiên là có đại sự gì đó không thể làm chủ phải chính hắn tự mình quyết định mới được hàn lập trong lòng có chút kỳ quái lấy thần thông không thua đại tu sĩ của đệ nhị nguyên anh còn có thể có chuyện gì làm cho nó vô phương định đoạt hắn lúc này thần niệm khẽ động trực tiếp xâm nhập vào trong nhân hình khôi lỗi cùng thần thức đệ nhị nguyên anh bắt đầu đồng hóa ước chừng một khắc sau hàn lập trên mặt lộ ra một tia cổ quái mà nguyên bản nhân hình khôi lỗi vẫn đứng yên không nhúc nhích từ bên trong túi chữ vật bên hông móc ra một vật bình tĩnh đưa tới hàn lập không lưỡng lựa nhận lấy đó bất ngờ lại là khối ngọc phù tàn khuyết bằng nửa bàn tay hướng vào trong đó rót vào một ít linh lực mặt ngoài ngọc phù lại hiện ra vô số huyết sắc tiểu tự hàn lập sau khi quan sát một hồi liền lộ ra vẻ do dự thiên lan đạo hiếu Tỉnh dậy đi, lần này thời gian bế quan của chúng ta cũng không ngắn a." À. Hắn âm trầm mở miệng, chỉ là bởi vì đã một thời gian dài không nói gì, nên lời nói có chút khô cứng. "Cũng tầm 120, 130 năm, hai giáp mà thôi, cũng không tính là lâu. Thế nào, bây giờ sẽ xuất quan sao? Hàn Diễm của ngươi và Tâm Ma chính là đang tu luyện tới thời điểm mấu chốt, chỉ cần lại tiếp tục tu luyện hơn 10 năm, liền có thể đem ngũ ma và năm loại cực hàn chi diễm chân chính luyện hóa thành công." hiện tại ly khai không có chút đáng tiếc sao linh quang chợt lóe từ trong tay áo bảo hàn lập bay ra một cái tiểu đỉnh sau khi xoay quanh liền trôi nổi tại trước người hàn lập trên đỉnh hiện ra thân ảnh đồng tử bộ dáng hiện tại của yêu này thoạt nhìn so với trước kia lớn hơn 2, ba tuổi đang rung đùi đắc y nói chưa vội nói tới việc đáng tiếc chỉ cần khi trở về tiếp tục luyện hóa là được nhưng trong khối vạn lý phỉ này truyền đến tin tức loạn tinh hải ban đầu ta cùng thiên tinh song thánh đã làm một cuộc giao dịch lúc này lăng ngọc linh nàng dù có làm phiền ta cũng không thể coi như không thấy được hàn lập khẽ lắc đầu thiên tinh song thánh chính là đôi vợ chồng hậu kỳ ở loạn tinh hải kia sao năm đó ta ở trong đỉnh dùng bí thuật quan sát khí sắc bọn họ hai người bọn họ mặc dù pháp lực không thấp nhưng khí huyết không tốt bộ dáng thọ nguyên không còn nhiều lắm coi như một mực bình yên vô sự hiện tại quá nửa cũng đã tỏa hóa rồi không có đôi vợ chồng này tỏa trấn nên có chuyện gì cần hướng ngươi xin giúp đỡ Đồng tử nhãn châu xoay chuyển nói, xem xét tin tức từ Lăng Ngọc Linh phát tới, đích xác không có nhắc tới song thánh, xem ra đôi vợ chồng này hơn phân nửa thật không còn tại thế. Bất quá đó cũng là một cơ hội, ta đối với nguyên từ thần quang của tinh cung cũng rất có hứng thú. Năm đó song thánh cho ta vài loại phương pháp hữu dụng đối với việc tiến giai lên hóa thần, ta đã tinh tế nghiên cứu qua. Các phương pháp khác đều không đáng tin, chỉ có nguyên từ thần quang tu luyện đến đại thành mới thực sự có chỗ hữu dụng trong việc tiến giai hóa thần lần này đi vừa lúc đem phương pháp tu luyện thu vào tay hàn lập chậm rãi nói nguyên từ thần quang công pháp như thế ta tại linh giới cũng không có nghe nói qua hơn phân nửa là do tu sĩ giới này sáng tạo ra nhưng đạo hữu tính toán tu luyện công pháp này có phải quá phân tâm không cẩn thận gặp phải trở ngại lớn a đồng tử nhắc nhở ta trong lòng hiểu rất rõ trước khi tu luyện nguyên từ thần quang này ta sẽ trước hết đem pháp lực tu luyện tới hậu kỳ đại thành dùng phương pháp cực hàn chi diễm đột phá hóa thần bình cảnh một lần có thể thành công là tốt nhất nếu không được thì nguyên từ thần quang không thể không luyện nếu không thì không có phương pháp khác giúp ta tiến giai hóa thần hàn lập ngưng trọng nói đạo hữu đã nói thế ta cũng không còn gì để nói đáng tiếc lão phu mặc dù cũng hiểu được rất nhiều phương pháp đột phá hóa thần nhưng nơi đây linh khí quá loáng dùng ở giới này lại không có hiệu quả đúng rồi đạo hữu trăm năm qua tu luyện thế nào rồi tựa hồ pháp lực tăng lên không ít, đồng tử ánh mắt đảo qua thân thể hàn lập, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù pháp lực có chút tiến bộ, nhưng muốn đến hậu kỳ đại thành còn quá sớm. Lúc đầu còn muốn khổ tu năm, sáu chục năm mà thôi. Mà kết quả này còn nhờ vào việc không ngừng nuốt phục các loại linh đan, nếu không chỉ bằng vào việc tự mình đả tỏa khổ tu, chỉ sợ dù có thêm trăm năm cũng không có cách nào được như thế này. Hàn lập thở dài một tiếng, lúc này hắn nhớ đến dáng vân đan được luyện chế tại dược viên trong không gian thần bí kia nếu còn có thể có số lượng đầy đủ linh đan này thì đủ để đem thời gian tu luyện rút ngắn đi mấy lần đáng tiếc linh thảo luyện chế dáng vân đan đã tiêu hao hầu như không còn lại vô phương đem linh thảo này từ trong không gian kia nhổ ra để đem về đây trồng hiện tại dùng đan dược khác đối với cảnh giới của hắn bây giờ mà nói đan dược phụ trợ dùng được thật sự có hạn không cách nào làm cho hắn vừa lòng bất quá những năm gần đây hắn cũng không lãng phí lục dịch trong thần bí tiểu bình ngoài việc dùng để luyện chế đan dược những linh dịch dư ra đều được hắn dùng để thanh tẩy linh nhãn và để thôi thúc linh trùng. Nhưng thanh tẩy linh nhãn kéo dài được hơn 20 năm liền ngừng lại. Bởi vì hai mắt sau khi trải qua vô số lần thanh tẩy, minh thanh linh thủy rốt cuộc không có tác dụng nữa, nếu liên tục sử dụng cũng chỉ là lãng phí lục dịch mà thôi. Nhưng linh nhãn của Hàn Lập bây giờ so với trước kia đúng là cách biệt một trời một vực. Hai mắt sau khi được rót vào linh lực cường đại, chẳng những có thể xuyên vân thấu vụ, thậm chí nếu toàn lực thi triển có thể dùng thần niệm liền đem vật ngoài ngàn trượng nhìn rõ ràng, cứ như gần trong gang tắc vậy. Vì vậy, nếu thân ở trong cấm chế ngăn cách thần niệm gì, thần thông này cực kỳ hữu dụng. Mà lục dược xương công trải qua trăm năm thôi thúc, rốt cuộc cũng tiến hóa ra đôi cánh thứ hai, thần thông từ khoảng cách trên dưới ngũ cấp yêu thú, giờ đã tiến hóa tới trình độ thất cấp yêu thú đại thành, đã có thể sử dụng phong tuyết chi lực. Dưới tình huống 12 con ngô công cùng nhau thi triển, đủ sức khiến phạm vi 10 trượng xung quanh lập tức hóa thành một mảnh băng tuyết nhưng một lượng lớn phệ kim trùng được hàn lập đặc biệt bồi dưỡng, còn chưa có dấu hiệu tiến dai. Trong tay hắn mặc dù có nắm pháp quyết mượn ngũ hành linh khí để khi linh trùng đạt đến một bước cuối cùng tiến hành giúp chúng trở thành thể thành thục, nhưng hiển nhiên chúng vẫn chưa đạt đến trình độ để có thể thi triển pháp quyết này. Bộ dáng những linh trùng này không biết phải bồi dưỡng bao nhiêu năm nữa mới đạt đến trình độ kia. Còn về thổ giáp Long Am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo mà hắn thu phục được ở đại tấn kia, dưới tình huống được ăn vào đại lượng yêu đan, cũng cực kỳ an tâm tu luyện trong động phủ, bất quá nhìn tu vi nó, cách lúc đột phá bát cấp hóa hình rất gần rồi. Tại phương diện công pháp, Hàn Lập hiện tại tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết đồng thời cũng kiêm tu Đại Diễn Quyết. Không biết là vì lý do tư chất linh căn thay đổi, hay là hắn tại phương diện tu luyện thần niệm này thật sự có thiên phú, lại có thể một hơi đem Đại Diễn Quyết nó tu luyện tới tầng cuối cùng, bộ dáng tựa hồ so với việc tu luyện mấy tầng trước đó còn muốn thuận lợi hơn. Vì thế, thần thức của hắn so với trước kia cường đại chừng gấp đôi nếu có thể đem một tầng cuối cùng cũng tu luyện thành thần niệm so với hóa thần tu sĩ cũng sẽ không hề thua kém